hai cỗ khí tức xuất hiện khiến cho đám yêu thú trong sơn mạch lập tức chạy ra xa, yêu thú lớn gan hơn một chút thì trực tiếp trốn trong sơn động không dám ra ngoài. Nhìn vào bản thể của hai đầu yêu thú khổng lồ trong khe sâu, khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên một chút tiêu ý, không nghĩ tới Thái Âm yêu thỏ và Thủy Hỏa yêu giao lại đột phá cùng lúc. Tốc độ đột phá của chúng nó quả thực vô cùng nhanh, yêu thú trong mật địa của Vân Dương Tông nếu như toàn bộ đều thả ra ngoài, phỏng chừng tốc độ đột phá đều kinh khủng như nhau. Nam Thúc nhìn hai đầu yêu thú trong khe sâu khẽ nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Thái Âm yêu thỏ đột phá đã là yêu thú ngũ giai hậu kỳ, Thủy Hỏa yêu giao đột phá là ngũ giai trung kỳ, thực lực không thể nghi ngờ chính là đại tăng. Chi chi, tê tê, hai đầu yêu thú khổng lồ hầu như cùng rít lên một tiếng không phân biệt được trước sau, khí tức kinh người nhanh chóng khuếch tán, thể tích hai đầu yêu thú khổng lồ này cũng nhanh chóng tăng vọt. Khí tức khuếch tán, không gian trong khe sâu lúc này cuộn sóng, khí tức của Thái Âm yêu thỏ đột phá bình cảnh đầu tiên, khí tức cuồng bạo khiến cho chúng thú chung quanh phủ phục run rẩy. Lập tức khí tức của Thủy Hỏa yêu giao cũng đã đột phá, trên hai cái đầu lớn kia, một cỗ hơi nước cùng với hỏa lãng giao hòa với nhau, vô cùng quỷ dị. Khí tức một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại, mà lúc này, hai đầu yêu thú khổng lồ nhanh chóng rút nhỏ thân thể, trong nháy mắt nhảy lên khỏi khe sâu. Yêu vương, chủ nhân, chúng ta đã đột phá xong, có thể tiếp tục xuất phát. Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu giao đi tới bên người Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Bạch Linh rồi nói. Tiếp tục xuất phát. Lục Lâm Thiên thỏa mãn nói, Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức dương cánh bay đi. Hôm qua Thái Âm yêu thỏ và Thủy Hỏa yêu giao đã tới sát biên giới đột phá cho nên mọi người phải dừng lại để cho hai đầu yêu thú này đột phá. Công tử, bao lâu nữa chúng ta mới có thể tới nơi? Lục Tiểu Bạch hỏi Lục Lâm Thiên. Còn 5-6 ngày nữa là có thể tới rồi. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại đã đi vào sâu trong sơn mạch Vũ Đô, tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện tại chỉ cần 4-5 ngày là có thể tới Phi Linh Môn. Lão đại, chúng ta cũng nhanh đến địa bàn của cửu đầu yêu giao kia thôi. Tiểu Long ngẩng đầu lên, dọc đường đi không biết bao nhiêu lần nó nhắc Lục Lâm Thiên tìm cửu đầu yêu giao báo thù. Hẳn là 2 ngày nữa sẽ tới. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cửu đầu yêu giao này khi trước đuổi hắn lâu như vậy, lúc này quả thực nên tính sổ một chút. Huyết tích dịch, mang ta đi tới xào huyệt trước đây của các ngươi một chút, ta phải tính sổ với cửu đầu yêu giao kia. Cái lưỡi của Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, có vẻ vô cùng hưng phấn. Lần trước lão đại của nó phải chịu đựng chạy trốn, lần này nhất định phải báo thù. Huyết tích dịch không khỏi lo lắng cho cửu đầu yêu giao, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn cho cửu đầu yêu giao mà thôi. Cưỡi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên nhìn kỹ không gian phía dưới, lần trước đi cổ vực so với lần này hoàn toàn không giống nhau. Núi non phía dưới thỉnh thoảng có thể thấy được một ít dòng binh đoàn có thực lực vũ sư, Lục Lâm Thiên cũng lười xuất thủ thôn phệ. Thực lực như vũ sư đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng, vô cùng yếu, cho dù thôn phệ cũng không có hiệu quả quá lớn. Nghĩ tới mấy ngày nữa là có thể tới Phi Linh Môn, khóe miệng Lục Lâm Thiên rốt cuộc hiện lên sự vui vẻ, không biết tiểu nha đầu tâm đồng kia tu luyện độc công thế nào rồi. Có lẽ do trời sinh thể cho nên tốc độ tu luyện của tiểu nha đầu này hẳn sẽ rất nhanh. Đối với thực lực hiện tại của Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên cũng rất chờ mong, thời gian trôi qua rất nhanh. Đã hơn 2 năm rồi, hiện tại có quỷ tiên tử Bạch Oánh tọa chấn, phỏng chừng thực lực của Phi Linh Môn cũng cường hãn không ít. Lần này hắn tiến vào cổ vực lần nữa cần phải nhanh chóng để thăng thực lực mới được. Nghĩ tới chuyện này Lục Lâm Thiên không khỏi thở dài. Bản thân hắn lại tiếp tục tu luyện vũ kỹ, một mặt tu luyện, một mặt lĩnh ngộ. Quả thực điều này khiến cho Lục Lâm Thiên tuy rằng ở trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhưng cũng không thiếu chuyện để làm. Trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên vẫn không có cảm giác gì, để có thể cảm giác được sự tồn tại của năng lượng thuộc tính, Lục Lâm Thiên cũng không biết mình nên làm như thế nào. Thế nhưng việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính Lục Lâm Thiên cũng không cần gấp gáp cho lắm, có thể một ngày nào đó linh cảm chợt lóe là hắn có thể lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính. Tiếp tục tu luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua. Nam Thúc, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch, còn có Tiểu Long đều đang tu luyện. Trong một dãy núi liên miên trong sơn mạch Vũ Đô, bốn phía vũ khí quanh quẩn, đại thụ che trời dày đặc lộ ra một mảnh xanh ngắt. Trong sơn mạch Vũ Đô lại xuất hiện một nơi như thế này tuyệt đối khiến cho người ta kinh ngạc. Trong sơn mạch Vũ Đô đều là các quần sơn vây quanh, ngọn núi cực kỳ khó gặp. Trong ngọn núi này,
linh dược kỳ chân so với những địa phương thì nhiều hơn gấp bội, có đôi khi trên núi chỉ cần đi hai bước là có thể hái được linh dược. Thế nhưng chỉ cần là dòng binh đoàn có chút hiểu biết cũng biết rõ linh dược ở trên ngọn núi này so với những nơi khác nhiều hơn, thế nhưng lại không dám tiến vào. Trước đây có đám người dòng binh đoàn khác lá gan lớn hơn một chút, thực lực cũng không tệ tiến vào, cho tới bây giờ còn chưa đi ra được. Không ít dòng binh đoàn có chút hiểu biết đều hiểu rõ, ngọn núi này không phải là địa phương bình thường. Đây chính là địa bàn của yêu vương trong sơn mạch Vũ Đô, trước đây có một đầu yêu vương thạch vượn còn đỡ, thỉnh thoảng còn có một ít dòng binh đoàn đục nước béo cỏ hái được một chút dược liệu. Sau này có một đầu cửu đầu yêu giao tới đây thì khó khăn hơn gấp bội, đầu cửu đầu yêu giao này dường như không thích nhân loại, đối với dòng binh đoàn hạ thủ không lưu tình. Mà từ hơn 2 năm trước, không ít dòng binh đoàn kêu khổ không ngừng, bởi vì đầu cửu đầu yêu giao này không biết bị làm sao cứ thấy nhân loại là giết, đừng nói là tới trên ngọn núi này, cho dù là ở ngoài ngọn núi, nếu như bị nó nhìn thấy, tức thì sẽ có một đám lớn yêu thú vây quanh. Nói chung, từ hơn 2 năm trước, trong sơn mạch Vũ Đô này nguy hiểm hơn, dòng binh đoàn trước đây chỉ cần không tới khu vực nguy hiểm là không có nguy hiểm quá lớn. Cơ hội đụng đầu với ba đầu yêu vương trong này vô cùng nhỏ, thế nhưng hiện tại lại không giống như trước. Cho dù là sát biên giới với sơn mạch Vũ Đô, có đôi khi sẽ có dòng binh đoàn bất hạnh bị một đám yêu thú vây quanh. Theo nguồn tin từ một số người, cửu đầu yêu giao trong sơn mạch Vũ Đô này 2 năm trước bị một nhân loại quấy nhiễu, cuối cùng còn để người nọ chạy mất, vốn đầu cửu đầu yêu giao này đã thống hận nhân loại rồi cho nên sau đó càng thêm thống hận hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bình thường lúc rảnh rỗi sẽ tự mình mang theo yêu thú đánh chết những dòng binh đoàn trong sơn mạch Vũ Đô. Vì vậy có không ít dòng binh đoàn mắng to không biết là kẻ nào trêu chọc cửu đầu yêu giao này, làm hại đám người bọn họ không được sống yên ổn. Trong 2 năm này, bởi vì cửu đầu yêu giao kia cho nên số lượng dòng binh đoàn tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô giảm đi non nửa, không ít người đều sợ chết, tiến vào sơn mạch Vũ Đô là phải chuẩn bị tinh thần gặp phải cửu đầu yêu giao, đến lúc đó có thể ngay cả trốn cũng không thoát. Cũng bởi vì như vậy dẫn đến số dược liệu bị hái trong sơn mạch Vũ Đô bị giảm đi, dược liệu khan hiếm cho nên giá dược liệu ở địa phương sát biên giới sơn mạch Vũ Đô tăng lên gấp đôi, thế nhưng muốn thu mua một chút dược liệu thì cũng vô cùng khó khăn. Điều này khiến cho giá đan dược cũng tăng lên gấp đôi, vốn một viên nhị phẩm đan dược chỉ có 3 đến 400 kim tệ, thế nhưng hiện tại giá một viên đan dược nhị phẩm đã tới 7, 800 kim tệ. Điều này khiến cho đám thương nhân buôn bán đan dược đều líu lưỡi. Thầm than mình không chữ hàng, bằng không thì kiếm lớn. Sâu trong sơn mạch Vũ Đô, tại nhọn núi cao nhất, sơn trắng lượn lờ, trong ngọn núi này, chính là nơi tụ tập của đám yêu thú, cũng chính là nơi nhiều yêu thú nhất trong sơn mạch Vũ Đô. Mà ở phía xa, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng thú giống từ ngọn núi này. Yêu thú ở đây, yêu thú tam giai vô cùng nhiều, thế nhưng yêu thú tứ giai thì ít ỏi, yêu thú đột phá tứ giai ngưng tụ yêu đan không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy đại bộ phận yêu thú sau khi đột phá tam giai hậu kỳ đều phải dừng lại. Gần đây không có một nhân loại nào dám tiến vào gần ngọn núi này, thế nhưng hôm nay đột nhiên có một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, chợt một đầu yêu thú màu trắng khổng lồ từ xa nhanh chóng bay tới. Mà trên lưng đầu yêu thú màu trắng này có mấy thân ảnh thấp thoáng, sau khi tới gần ngọn núi nhìn kỹ thì trên lưng này có mấy cánh tay, là Lục Lâm Thiên, Nam Thúc, Lục Tiểu Bạch. Còn có một đám yêu thú thu nhỏ thân thể và khí tức của bản thân. Sau khi từ trong miệng huyết tích dịch biết được xào huyệt của cửu đầu yêu giao, Lục Lâm Thiên một đường đi tới. Nhìn chăm chăm vào ngọn núi, Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày, tâm thần tỏa ra, lúc này hắn mới biết được yêu thú ở đây không ít, cũng có không ít linh dược. Huyết tích dịch, trước đây ngươi từng gặp mặt cửu đầu yêu giao ở đây sao? Lục Lâm Thiên hỏi huyết tích dịch đang ngồi xếp bằng đằng sau huyết ngọc yêu hổ. Chủ nhân, cửu đầu yêu giao, thạch vượn, còn có yêu nghiêu một sừng đều ở bên trong, trước đây ta cũng thường hay ở trong đó. Huyết tích dịch nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, cửu đầu yêu giao này cấp bậc gì? Huyết mạch của cửu đầu yêu giao cũng không thấp, khí tức hung hãn, quả thực cũng được coi là một yêu thú không tồi. Dọc đường Nam Thúc cũng nghe thấy Lục Lâm Thiên và Tiểu Long thương lượng chuyện sẽ đối phó với cửu đầu yêu giao, cho nên có chút kỳ quái. 2 năm trước nó là ngũ giai trung kỳ, không biết hiện tại có đột phá hay không. Lục Lâm Thiên nói, ngũ giai trung kỳ, hơi thấp một chút. Nam Thúc nói, yêu thú ngũ giai trong mắt hắn,
quả thực không tính là cái gì. Cửu đầu yêu dao này đã đột phá, hiện tại đã tới ngũ giai hậu kỳ. Bạch Linh nhìn về phía ngọn núi, tâm thần đảo qua, lập tức nói. Ngũ giai hậu kỳ rồi sao? Lục Lâm Thiên nao nao, cửu đầu yêu dao này đột phá tới ngũ giai hậu kỳ khó đối phó hơn một chút, thế nhưng cũng chỉ khó hơn một chút sơ với ngũ giai trung kỳ mà thôi, trung quy đối phó với cửu đầu yêu dao bây giờ, đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Lão đại, chúng ta vào thôi, trước tiên đem tấm da trên người cửu đầu yêu dao lột xuống. Không cần, chúng ta chỉ cần gọi một tiếng nó sẽ tự mình đi ra đây. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lần trước hắn khiến cho cửu đầu yêu dao kia tức giận như vậy, bằng vào tính tình của cửu đầu yêu dao kia, khi nghe được thanh âm của hắn tuyệt đối sẽ bật người lao tới, đến lúc đó trực tiếp động thủ là được. Nói xong, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi, lập tức hét lớn. Cửu đầu yêu dao, mau ra nhận lấy cái chết. Chân khí hỗn loạn quanh quẩn trong hư không, từng âm ba lan tràn về chung cơ nơ tạo thành thanh âm quanh quẩn trong không gian. Mà lúc này, ngay khi thanh âm vừa dứt, một tiếng gầm lớn trong nháy mắt truyền đến. Ngao! Trong nháy mắt không gian đột nhiên rung động kịch liệt, một tiếng giống lớn từ trong ngọn núi truyền ra, lập tức trong ngọn núi có một cỗ khí lưu vô cùng lớn giống như cuồng phong bắn tới khiến cho không gian đột nhiên gợn sóng. Nhân loại đáng chết, ta vừa nghe thanh âm này đã biết là ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tới đây khiêu khích ta. Tiếng gầm gừ vang lên một lúc, một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm từ trong ngọn núi truyền ra, thanh âm hóa thành âm ba sau đó nhanh chóng khuếch tán. Tiếng hét vừa dứt, thanh âm cánh vỗ vang lên mang theo uy thế cường hãn xuất hiện. Lập tức một đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện trong bầu trời. Thân thể đầu yêu thú này chừng hơn 400 thước, cả người được lân phiến màu đỏ bao phủ. Có 5 cái đầu vô cùng dữ tợn, 10 con mắt lộ ra hung quanh, trên thân thể còn có một đôi cánh màu đỏ, 2 cánh mở rộng, dài chừng hơn 400 thước. Cửu đầu yêu dao. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn cửu đầu yêu dao. Lúc này 5 đầu của cửu đầu yêu dao đã bằng nhau cũng tượng trưng cho việc đột phá tới ngũ giai hậu kỳ, khí thế so với trước đây cũng mạnh hơn nhiều. Cửu đầu yêu dao khổng lồ xoay quanh trong bầu trời, vẻ mặt Lục Tiểu Bạch lúc này vô cùng kinh ngạc. Yêu thú này toàn thân dữ tợn, tràn ngập sát khí khiến cho tim hắn đập nhanh. Nhìn đầy yêu thú khổng lồ trên bầu trời, ánh mắt Nam Thúc khẽ liếc một cái cũng không để ý nữa. Mà Bạch Linh thu nhỏ lại thân thể cũng chỉ tùy tiện liếc nhìn một cái. Cửu đầu yêu dao xoay quanh bầu trời, ánh mắt hung hăng đảo qua đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tiểu Bạch, còn có Nam Thúc. Nhân loại đáng chết, ngươi ơi tìm người tới giúp đỡ sao, thảo nào dám tới đây. Hôm nay bản yêu vương nhất định sẽ cho ngươi có đến mà không có về. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, lúc này cửu đầu yêu dao đã đột phá tới ngũ giai hậu kỳ cho nên cũng có không ít tự tin. Ngao! Nói xong, ánh mắt mắt hung hăng đảo qua đám người Lục Lâm Thiên một cái, cửu đầu yêu dao ngẩng đầu lên trời rít lên một tiếng. Siêu siêu! Tức thì trong ngọn núi có vô số tiếng yêu thú giống truyền ra. Đồng thời trong ngọn núi, mặt đất chấn động. Hơn 10 đạo khí tức khổng lồ phóng lên cao, một đám yêu thú phi hành nhanh chóng bay tới. Yêu thú phi hành khổng lồ, thân thể chừng 200 thước, nhị giai, tam giai, tổng cộng cũng có hơn 200 đầu. Mà lúc này, trên mặt đất dưới ngọn núi mơ hồ cũng có hơn 1.000 yêu thú chạy tới. Yêu thú tam giai có hơn 200 đầu, còn lại đều là yêu thú nhị giai. Trong đám yêu thú này cũng có 5 đầu yêu thú khổng lồ, trong đó có 2 con yêu thú lớn nhất. Một đầu cự vượn chừng 150 thước, trên thân thể được bao phủ bởi bộ lông màu trắng giống như một tảng đá. Còn có một đầu yêu thú cạnh đầu thạch vượn này toàn thân màu đen, trên đầu có một cái sừng, 2 lỗ mũi so với đầu của trẻ con còn lớn hơn, ánh mắt hung dữ, thể tích không kém đầu thạch vượn kia. Lục Lâm Thiên nhíu mày, 2 đầu yêu thú này chính là thạch vượn yêu vương và độc giác yêu nghiêu. Từ khí tức có thể nhận ra thạch vượn yêu vương khi trước là ngũ giai sơ kỳ lúc này đã đột phá tới ngũ giai trung kỳ. Độc giác yêu nghiêu kia khi trước là tứ giai hậu kỳ lúc này cũng đã đột phá tới ngũ giai sơ kỳ. Có thể nói 3 đầu yêu thú này đều có đột phá. Mà lúc này, bên cạnh thạch vượn yêu vương và độc giác yêu nghiêu cũng có 1 đầu yêu thú tứ giai trung kỳ và 2 đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Giống giống. Hơn 1.000 yêu thú giống lên, tiếng thú giống không dứt bên tai. Đây chính là đại bản doanh của yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô. Công tử, thật nhiều yêu thú nha. Lục Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh tượng này đương nhiên là có chút hiếu kỳ cùng với kinh ngạc.
hơn 1000 đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện, khí thế vô cùng đồ sộ. Mà động tĩnh ở đại bản doanh của đám yêu thú cũng khiến cho không ít dòng binh đoàn ở phụ cận chú ý. Nhân loại, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi, ta nhất định phải nuốt sống ngươi. Cửu đầu yêu giao đắc y rít lên một tiếng, cửu nhân mà nó tìm mấy năm rốt cuộc hôm nay cũng gặp được. Lúc này trong lòng cửu đầu yêu giao nghĩ lập tức có thể nuốt sống nhân loại trước mắt giải hận, cũng không biết được ngày hôm nay cũng chính là ngày bi thảm của nó, cũng là ngày cuối cùng nó sống. Hừ, cửu đầu yêu giao, hôm nay ta không lột da của ngươi ta không về. Thân thể nhỏ nhắn của tiểu long lập tức nhảy lên đầu nghịch lân yêu bằng, trong ánh mắt có chút tức giận nói. Tiểu bất điểm, trên người ngươi có yêu hoàng khí, ta không muốn đối phó với ngươi, ngươi đi đi. Người ta muốn đối phó chính là đám nhân loại này. Cửu đầu yêu giao nhìn tiểu long nói, lần trước nó đã cảm nhận được khí tức của tiểu long, cho nên cũng không dám hạ thủ, khí tức uy áp tới từ sâu trong linh hồn cũng khiến cho tim nó đập nhanh. Cửu đầu yêu giao, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cửu đầu yêu giao tuy rằng đã đột phá tới ngũ giai hậu kỳ, huyết mạch cũng cực cao, thế nhưng so với thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ thì huyết mạch kém xa. Có lẽ cửu đầu yêu giao cũng mới đột phá gần đây, thực lực tăng lên ngũ giai hậu kỳ cũng chưa được bao lâu, có lẽ cũng bằng với thái âm yêu thỏ. Nghịch lân yêu bằng đã sớm là yêu thú ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần nó cũng đã đủ rồi, hơn nữa lại thêm thái âm yêu thỏ thì đầu cửu đầu yêu giao này tuyệt đối sẽ rất thảm. Nhân loại đáng chết, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận. Cửu đầu yêu giao cả giận nói, thân ảnh khổng lồ đột nhiên chấn động, lập tức thân ảnh lao thẳng về phía trước. Nghịch lân yêu bằng lên cho ta. Lúc này, tiểu long đứng đầu quát to một tiếng. Rát rát. Trong khoảng khắc, một tiếng thú minh vang vọng không trung, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nghịch lân yêu bằng vốn thu nhỏ thân thể cùng khí tức của mình trong nháy mắt nhảy lên. Đồng thời thân thể nhanh chóng bành trướng, thân thể cao lớn so với cửu đầu yêu giao kia còn lớn hơn một chút, dưới uy thế khuếch tán, lúc này lập tức tập trung vào người cửu đầu yêu giao. Cửu đầu yêu giao đang muốn công kích về phía Lục Lâm Thiên, thế nhưng bỗng nhiên gặp phải sự cản trở của nghịch lân yêu bằng, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và uy áp, tức thì công kích của nó chậm lại. Cửu đầu yêu giao, muốn chết. Ngay khi cửu đầu yêu giao chậm lại, nghịch lân yêu bằng không chút khách khí lao thẳng tới, dưới uy thế mạnh mẽ, từng đạo phong nhận trong lân phiến màu đen lập tức bổ về phía cửu đầu yêu giao. Ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Cửu đầu yêu giao vô cùng kinh hãi. Khí tức của đối phương hơn xa nó, tức thì thân thể to lớn lập tức thối lui, nói. Nghịch lân yêu bằng, sao ngươi phải giúp nhân loại? Đó là lão đại của yêu vương, ngươi muốn giết lão đại của yêu vương thì ngươi phải chết. Nghịch lân yêu bằng hét lớn một tiếng, thân thể to lớn lập tức đuổi theo. Lúc này tiểu long đang đứng trên người nghịch lân yêu bằng, không ngừng phun ra nuốt vào nói. Nghịch lân yêu bằng, đuổi cho ta muốn lột ra cửu đầu yêu giao này. Chặt 5 cái đầu của nó. Ta sợ ngươi không làm được. Cửu đầu yêu giao dù sao cũng là yêu vương trong sơn mạch vụ đô cũng có khí thế của bản thân mình. Nó biết nó rất khó thắng được đối phương, thế nhưng không phải là không có lực liều mạng. Tức thì thân thể nó không lùi về sau, sát khí tràn ra, trên một cái đầu đột nhiên phun ra một ngọn hỏa diễm thật lớn, hỏa diễm xé rách không gian trước mặt, khiến cho không gian gợn sóng, nhiệt độ trong không gian lập tức tăng lên. Siêu siêu. Hai cánh nghịch lân yêu bằng khẽ quạt một cái, không khí chung quanh lập tức giống như một cơn lốc khiến cho không gian gấp khúc, trong nháy mắt đã thổi bay đám hỏa diễm kia đi. Lực lượng cuồng bạo ma sát tạo thành những đốm lửa trên không trung. Ngao. Một kích vô hiệu, cửu đầu yêu giao giống lên một tiếng, 5 cái đầu lớn trên thân thể lúc này rít gào liên tục, ánh mắt âm trầm nhìn vào nghịch lân yêu bằng, soạt một cái, lập tức thân thể của cửu đầu yêu giao đột nhiên biến mất. Một đạo quang mang đỏ tươi nhanh như thiểm điện bắn ra, xé rách hư không nhanh chóng xuất hiện trước mặt nghịch lân yêu bằng. Đó chính là cái đuôi vô cùng to lớn của nó. Cái đuôi này mang theo lực lượng cường hãn, hung hăng bắn tới. Lui cho ta! Tiểu long hét lớn một tiếng, không đợi nghịch lân yêu bằng xuất thủ, cái miệng nó mở ra, một cỗ hỏa diễm màu vàng kinh khủng, nóng bỏng đốt cháy không gian đột nhiên xuất hiện. Cỗ hỏa diễm này dùng một tốc độ vô cùng kinh khủng nhanh chóng bao phủ tới đạo quang mang đỏ rực kia. Siêu siêu. Lúc này cái đuôi to lớn của cửu đầu yêu giao trong nháy mắt bị hỏa diễm màu vàng bao trùm. Giống giống. Nhìn thấy yêu vương yếu thế, đám yêu thú phía dưới lập tức rít lên, dưới không trung.
đầu thạch vườn yêu vương cao 150 thước kia đột nhiên hóa thành một đạo quang mang phóng lên cao, trực tiếp công kích về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Giống. Độc giác yêu nghiêu khổng lồ kia lúc này trên sừng đột nhiên phóng ra một cột nước lên cao, trực tiếp đánh về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Giống. Giống. Không đợi Lục Lâm Thiên kịp phân phó, thủy hỏa yêu giao đột nhiên từ trên trời nhảy xuống, thân thể còn đang trong không trung, trên hai đầu kia lập tức có một cỗ hỏa diễm đánh xuống, cái đuôi trên thân thể cao lập tức đánh về phía thạch vượn yêu vương. Huyết ngọc yêu hổ lúc này cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, một tiếng hổ gầm vang lên, thân thể nhanh chóng khôi phục bản thể của mình rồi nhảy xuống, trong cái miệng dữ tợn kia đột nhiên phóng ra một cột nước cuồng bạo về phía độc giác yêu nghiêu. Thái âm yêu thỏ, huyết tích dịch, các ngươi cũng đi đi, giáo huấn đám yêu thú này một chút. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Vâng, chủ nhân. Hai đầu yêu thú đáp, lập tức thân thể nhảy xuống phía dưới, hai cỗ khí tức khuếch tán, huyết tích dịch lúc này cũng đã đạt tới tứ giai hậu kỳ, khí thế bất phàm. Về phần thái âm yêu thỏ không cần phải nói, khí tức ngũ giai hậu kỳ khiến cho cửu đầu yêu giao trên bầu trời lúc này đại biến. Phanh phanh. Giống. Theo số yêu thú này đáp xuống, trong không gian phía dưới đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt liên tục. Lại là một ngũ giai hậu kỳ. Vẻ mặt cửu đầu yêu giao trong bầu trời lập tức ngưng trọng, hai yêu thú ngũ giai hậu kỳ, nó tự biết mình không thể nào chống lại được. Lúc này nghịch lân yêu bằng không cho cửu đầu yêu giao có thời gian suy nghĩ, hai cánh khẽ đảo qua bầu trời, trên lân phiến màu đen đột nhiên bắn ra vô số phong nhận giống như những lưỡi dao liên hoàn cắt vào người cửu đầu yêu giao. Phong nhận này mang theo thuộc tính phong, tiếng gió rít gào liên tục vang lên. Cửu đầu yêu giao thấy vậy lập tức phun ra hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán, sau đó lập tức nghênh tiếp phong nhận đang bắn tới, tức thì âm thanh bạo liệt vang lên. Siêu siêu. Trong lúc này, cánh của 200 đầu yêu thú phi hành phía xa đột nhiên dựng lên, bắt đầu chuẩn bị đánh về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống lên một tiếng, một cỗ khí tức thú vương lập tức khuếch tán. Trong bầu trời, 200 đầu yêu thú phi hành đang muốn đánh về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư kia đột nhiên hoảng hốt, toàn thân run rẩy, căn bản không dám tiến lên. Cửu đầu yêu giao, hôm nay ta nhất định phải lột ra ngươi. Thanh âm của Tiểu Long quanh quẩn trong bầu trời, hỏa diễm màu vàng trong miệng không biết từ khi nào đã đốt cháy trên người cửu đầu yêu giao. Lúc này Tiểu Long tuy rằng chỉ là tứ giai trung kỳ thế nhưng hỏa diễm màu vàng trong miệng nó há là thứ mà cửu đầu yêu giao có thể chống lại. Hỏa diễm màu vàng phun ra, cửu đầu yêu giao cũng chỉ có thể tránh né mà thôi. Nếu như bị hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long bám vào thân thể, vậy thì cũng chỉ có thể kêu thảm thiết. Hơn nữa thực lực của nghịch lân yêu bằng lúc này vốn đã hơn cửu đầu yêu giao, khiến cho cửu đầu yêu giao bị áp chế, vô cùng chật vật. Phía dưới không trung lúc này thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, thủy hỏa yêu giao, còn có huyết tích dịch, bốn đầu yêu thú xuất hiện khiến cho hơn ngàn yêu thú không dám tới gần. Thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao chống lại thạch vượn yêu vương, thái âm yêu thỏ vốn là yêu thú ngũ giai hậu kỳ so với thạch vượn yêu vương còn cao hơn, lại thêm thủy hỏa yêu giao có thực lực không thua thạch vượn yêu vương là bao, huyết mạch của bọn chúng so với thạch vượn yêu vương còn mạnh hơn một ít. Dưới sự liên thủ của thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao, thạch vượn yêu vương liên tục rít gào, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy rằng nó có lực phòng ngự cường hãn, thế nhưng dưới sự vây công của thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao, lúc này cũng đã không chịu nổi. Mấy đạo lợi chảo của thái âm yêu thỏ kia đã đánh vào da thịt của thạch vượn yêu vương tạo thành một vết máu dài, máu của thạch vượn yêu vương đã bắt đầu xuất hiện. Phanh phanh. Lúc này huyết ngọc yêu hổ mang theo hổ chảo xé rách không gian, công kích giống như thiểm điện khiến cho độc giác yêu nghiêu rít gào liên tục. Trên lưng của độc giác yêu nghiêu lúc này máu me đầm đìa, căn bản không phải là đối thủ của huyết ngọc yêu hổ. Có thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, thỏa yêu giao, huyết tích dịch căn bản không phải làm gì, nó chỉ là tứ giai hậu kỳ so với mấy đầu yêu thú kia còn kém hơn một chút. Vì vậy hiện tại huyết tích dịch chỉ có thể đứng bên cạnh mà thôi. Có chúng thú thái âm yêu thỏ ở bên cạnh, lúc này hơn 1000 đầu yêu thú trong ngọn núi căn bản không dám tiến lên, cả đám run rẩy lùi về phía sau. Lục Lâm Thiên đứng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhìn vào cảnh tượng này. Quả thực so với suy nghĩ ban đầu của Lục Lâm Thiên cũng không có khác biệt quá lớn. Có đám nghịch lân yêu bằng ở đây đối phó với cửu đầu yêu giao và thạch vượn yêu vương vô cùng dễ dàng. Thế nhưng Lục Lâm Thiên có chút bất ngờ đó là thạch vượn yêu vương và cửu đầu yêu giao lại đều đột phá. Phanh! Giống!
Trong ngọn núi, tiếng rít gào vang lên không ngừng, đất đá bay tán loạn, thân thể yêu thú khổng lồ khẽ đi qua, những tảng đá lớn trên mặt đất lập tức vỡ nát, những cây đại thụ lập tức gãy đôi, cả mặt đất run rẩy. Công tử, một viên yêu đan ngũ giai vô cùng đáng giá nha. Nhìn thái âm yêu thỏ đã chiếm thế thượng phong, Lục Tiểu Bạch lập tức nghĩ tới yêu đan ngũ giai, tuyệt đối đáng giá. Tiểu tử, không phải ngươi định đánh chết hết chúng nó đấy chứ? Nam Thúc nhíu mày, nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi trả lời. Hay là giữ lại chúng nó vậy, dù sao cũng có chút hữu dụng. Nam Thúc nhìn đám yêu thú trong không trung lúc này không nói gì nữa. Nhìn Thạch Vượn Yêu Vương và Độc Giác Yêu Nghiêu, Lục Lâm Thiên vốn định đánh chết hai đầu yêu thú ngũ giai này, một viên yêu đan ngũ giai trung kỳ, một viên yêu đan ngũ giai sơ kỳ đều cần cho việc luyện hóa sau này của hắn. Đối với hắn cũng có không ít tác dụng, cũng giúp hắn thôn vệ để sớm đột phá. Thế nhưng nghĩ tới thực lực của hai đầu yêu thú ngũ giai này cũng không tồi, đặc biệt là Thạch Vượn Yêu Vương kia đã là ngũ giai trung kỳ, thực lực tương đương với vũ tướng ngũ trọng, lục trọng, bực thực lực này trong đám vũ giả cũng được liệt vào hàng cường giả. Hơn nữa trong sơn mạch vụ đô nguy hiểm này, có mấy đầu yêu thú này ở đây không có ai dám tiến vào, dược liệu bên trong cũng được bảo tồn. Lục Lâm Thiên sau khi nghĩ kỹ điểm lợi hại, Lục Lâm Thiên cũng không muốn đánh chết hai đầu yêu thú này nữa. Sau khi thu phục hai đầu yêu thú cũng tương đương với việc thu phục đám yêu thú trong khu vực nguy hiểm này. Đối với Phi Linh Môn mà nói tuyệt đối có trợ giúp lớn. Siêu siêu. Một đạo lam quang chợt lóe. Đồng thời một chảo của thái âm yêu thỏ lập tức đánh vào trong ngực Thạch Vượn Yêu Vương, dưới một chảo này cho dù là Thạch Vượn Yêu Vương có lực phòng ngự cường hãn thế nhưng máu tươi cũng đầm đìa, nếu là yêu thú bình thường, một chảo của thái âm yêu thỏ đủ để xé thành hai nửa. Siêu siêu, Thạch Vượn Yêu Vương còn chưa kịp rít gào thì bị một đạo hỏa diễm từ trong miệng thủy hỏa yêu dao bắn tới, hỏa diễm nóng bỏng trực tiếp bao phủ về phía Thạch Vượn Yêu Vương, tức thì tiếng kêu thảm thiết của Thạch Vượn Yêu Vương vang lên liên tục. Trong nháy mắt này, phong chi rực sau lưng Lục Lâm Thiên mở rộng, chân khí dưới chân lóe lên, thân thể lơ lửng trước mặt Thạch Vượn Yêu Vương, lúc này thân thể của Lục Lâm Thiên chỉ bằng một con mắt của Thạch Vượn Yêu Vương, quả thực có thể nói là con kiến so với con voi vậy. Thạch Vượn Yêu Vương, ngươi có bằng lòng thuần phục ta hay không? Lục Lâm Thiên nói, thuần phục nhân loại các ngươi sao? Không có khả năng. Thạch Vượn Yêu Vương rít gào một tiếng. Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Yêu thú nếu như có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể thu phục thì mọi người đều có thể thu phục rồi, cũng không cần tới tác dụng của huyết hồn ấn của hắn. Và ngay cả linh giả cũng không có tác dụng nữa. Yêu thú đối với nhân loại có tâm lý chán ghét tuyệt đối, có đôi khi dù chết cũng không thuần phục nhân loại. Chuyện này giống như nhân loại, vũ giả cũng vậy, cho dù chết cũng không trở thành tọa kỵ của yêu thú. Tiểu Long, qua đây giúp ta một chút. Ý niệm trong đầu Lục Lâm Thiên lập tức truyền tới đầu Tiểu Long, muốn khống chế Thạch Vượn Yêu Vương này, Lục Lâm Thiên biết tuy rằng hiện tại hắn có thể miễn cưỡng làm dược, thế nhưng cực kỳ phiền phức. Thế nhưng có Tiểu Long hỗ trợ, vậy thì vô cùng dễ dàng. Lão đại, để tới đây. Thân thể Tiểu Long trực tiếp từ trên người Nghịch Lân Yêu Bằng nhảy xuống, thân thể khi đáp xuống mặt đất đã bành trướng tới 400 thước, cuộn tròn quanh ngọn núi, giống như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân tỏa ra uy áp, tức thì khiến cho vẻ mặt Thạch Vượn Yêu Vương đại biến. Giúp ta khống chế nó, để ta bố trí huyết hồn ấn. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên trong đầu Tiểu Long. Giống giống. Thạch Vượn Yêu Vương vô cùng kinh hoàng, muốn chạy trốn cũng không được. Trước người có Tiểu Long, phía sau có Thủy Hỏa Yêu Giao và Thái Âm Yêu Thỏ, căn bản không có đường đào tẩu. Phì phì. Đối mặt với yêu thú ngũ giai trung kỳ. Tiểu Long tuy rằng chỉ là tứ giai trung kỳ thế nhưng lại không chút sợ hãi, bắt đầu công kích. Thân thể to lớn xoay tròn, trên lân phiến màu vàng lúc này có hỏa diễm nhảy lên. Đồng thời cái đuôi to lớn nhanh chóng quét về phía Thạch Vượn Yêu Vương, sóng gợn trong không trung liên tục khuếch tán. Thạch Vượn Yêu Vương lúc này trong lòng vô cùng lo lắng, miệng khẽ rít lên một tiếng, chân trước lập tức đánh ra một chưởng xuyên qua không gian, mang theo quang mang đánh về cái đuôi của Tiểu Long. Siêu. Tốc độ của Tiểu Long cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Lục Lâm Thiên cũng phải ước ao. Lúc một quyền của Thạch Vượn Yêu Vương ập đến, cái đuôi của Tiểu Long trong nháy mắt xuyên thấu không gian, cuối cùng hung hăng đánh vào cái chân lớn của Thạch Vượn Yêu Vương. Phanh! Lần này, trên ngọn núi cao vang lên một thanh âm bạo liệt. Giống!
Không biết Thạch Vượn Yêu Vương nổi giận hay đau đớn mà rít gào một tiếng, một kích của Tiểu Long khiến cho thân thể to lớn của Thạch Vượn Yêu Vương lùi lại phía sau ba bước, có thể thấy lực phòng ngự của nó đáng sợ ra sao. Nhân loại, trước tiên ta giết ngươi. Yêu thú ngũ giai trí tuệ đã không thua kém nhân loại bao nhiêu, Thạch Vượn Yêu Vương này lúc lui về đột nhiên công kích về phía Lục Lâm Thiên. Trong mắt nó, thực lực Lục Lâm Thiên là thấp nhất, mà nhân loại trước mắt cũng là người dẫn đầu, chỉ cần đánh chết nhân loại trước mắt là nó có thể an toàn. Phì phì. Tiếng quát vừa chấm dứt, Thạch Vượn Yêu Vương vung chân trước ra mang theo một mảnh quang mang, trên cự trường, các ngón chân uốn lượn giống như lợi chảo xuyên thấu không gian. Không gian chung quanh một chảo này trực tiếp gợn sóng, quang mang tràn ngập, trong nháy mắt bắn về phía Lục Lâm Thiên. Nhiệt xúc, lớn mật. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, thủ ấn nhanh chóng đánh ra. Tức thì không gian chung quanh đột nhiên có một cỗ năng lượng thổ hệ giống như phô thiên cái địa lao tới, lực lượng cuồng bạo tản ra như thủy triều, trong nháy mắt hội tụ vào bên trong trường ấn, lập tức trường ấn phóng lên cao. Trường ấn mang theo những đạo tàn ảnh liên tiếp, tốc độ nhanh như thiểm điện trong nhanh chóng hội tụ, sau đó trực tiếp đánh vào chảo ấn của Thạch Vượn Yêu Vương. Hai đạo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau, từng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên trong không gian. Một cỗ kình khí cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán trong không trung. Phanh phanh, tiếng nổ quanh quẩn trong ngọn núi, lực lượng cuồng bạo tan dần, thân thể Lục Lâm Thiên hơi lùi ra phía sau một chút, thực lực của Thạch Vượn Yêu Vương quả thực đúng là cường hãn khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn có chút sôi sục, thế nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thạch Vượn Yêu Vương vốn là yêu thú ngũ giai trung kỳ, thực lực tương đương với vũ giả vũ tướng lục trọng của nhân loại. Loại thực lực này quả thực Lục Lâm Thiên cũng không chút sợ hãi, trực tiếp chống lại cũng không có việc gì. Khục khục. Dưới một đạo công kích, thân thể Thạch Vượn Yêu Vương bị đẩy lùi lại mấy bước, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Nó vốn tưởng rằng nhân loại trước mắt dễ đối phó nhất, ai ngờ thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Bất chợt, một đạo quang mang chợt bắn tới, thân thể Tiểu Long trong sát na lần thứ hai xuất hiện trước người Thạch Vượn Yêu Vương, một đám lân phiến tràn ngập quang mang màu vàng mang theo một chút hỏa diễm. Thạch Vượn Yêu Vương hoảng hốt, thân thể to lớn lập tức lùi về phía sau. Ngao! Trong miệng Tiểu Long phát ra một tiếng giống lớn, thanh âm giống như long ngâm quanh quẩn trong không trung. Khí tức cường hãn lúc này càng thêm bạo ngược, tiếng giống dường như có lực lượng áp chế vô cùng lớn, trong nháy mắt khiến chúng yêu thú phủ phục, dưới khí tức này ngay cả huyết tích dịch, thủy hỏa yêu giao cũng có chút kinh hoàng. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nam Thúc nhìn chăm chú vào Tiểu Long, tinh quang trong mắt chợt bắn ra. Tất cả mọi chuyện vô cùng nhanh chóng, thân thể to lớn của Tiểu Long dựng đứng lên, so với thân thể của Thạch Vượn Yêu Vương còn cao hơn một chút. Từ trong con mắt thứ ba của Tiểu Long bắn ra một cỗ quang mang chói mắt bao phủ trên người Thạch Vượn Yêu Vương. Thạch Vượn Yêu Vương nhanh chóng thối lui, ánh mắt dại ra, thân thể tức thì không thể nhúc nhích. Huyết hồn ấn. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thủ ấn ngưng tụ, tiếng thú giống như rồng kêu phương hót từ trong lòng bàn tay hắn mơ hồ truyền ra. Trong lòng bàn tay hắn lúc này đột nhiên xuất hiện một cái ấn vô cùng quỷ dị, cái ấn này giống rồng mà không phải là rồng, hổ mà không phải là hổ, kèm theo một cỗ uy áp ngập trời nhanh chóng khuếch tán. Lục Lâm Thiên không có một chút do dự nào, huyết hồn ấn vung lên mang theo tiếng thú minh hung hăng đập vào trong mi tâm Thạch Vượn Yêu Vương, hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất không thấy. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên bắt đầu đánh ra từng đạo trưởng ấn kỳ dị, liên tục biến hóa. Từng đạo quang mang thần dị trực tiếp rót vào trong mi tâm Thạch Vượn Yêu Vương. Lúc này cỗ quang mang chói mắt kia trong con mắt thứ ba của Tiểu Long cũng biến mất. Theo từng đạo quang mang thần dị của Lục Lâm Thiên đánh vào trong mi tâm Thạch Vượn Yêu Vương, ánh mắt vốn dại ra của Thạch Vượn Yêu Vương dường như có một chút dãy giụa. Khống thú thuật, áp chế. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một đạo quang mang chói mắt đánh vào trong mi tâm Thạch Vượn Yêu Vương mang theo một cỗ uy áp ngập trời. Hung hăng khuếch tán về bốn phía. Cuối cùng, theo đạo thủ ấn này đánh ra, Thạch Vượn Yêu Vương ngừng dãy giụa. Khi ánh mắt Thạch Vượn Yêu Vương khôi phục tinh quang, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên đã nhu hòa lại. Chủ nhân, trên ngọn núi, Thạch Vượn Yêu Vương mới vừa rồi hung hãn thể sống thể chết không phục lúc này đang cung kính hành lễ với Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Nam Thúc lúc này cũng có chút giật mình. Tuy rằng Lục Lâm Thiên đã từng nói qua với hắn về khống thú thuật, thế nhưng lúc này thấy tận mắt, bằng vào nhãn lực của hắn, đương nhiên biết hiệu quả và sự quỷ dị của huyết hồn ấn này.
giống. Trong ngọn núi lúc này vẫn vang lên tiếng giống liên tục, dưới sự công kích của huyết ngọc yêu hổ, thân thể to lớn của độc giác yêu nghiêu đã rơi vào tình trạng yếu thế, thực lực của nó không thể chống lại được huyết ngọc yêu hổ. Siêu. Sau khi Lục Lâm Thiên bố trí xong huyến hồn ấn vào trong cơ thể Thạch Vượn Yêu Vương, thân thể không dừng lại lập tức xuất hiện trong bầu trời trước người độc giác yêu nghiêu. Huyết hồn ấn. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một cái ấn trực tiếp mạnh mẽ đánh vào trong mi tâm độc giác yêu nghiêu. Uy áp ngập trời và tiếng thú giống hung hăng đập vào trong mi tâm độc giác yêu nghiêu rồi hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang biến mất không thấy. Theo thủ ấn của Lục Lâm Thiên biến hóa, hai mắt của độc giác yêu nghiêu bắt đầu dại ra. Mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn với Thạch Vượn Yêu Vương, Lục Lâm Thiên có một chút phiền phức, thế nhưng đối với đầu độc giác yêu nghiêu này, thực lực yếu hơn không ít, cho nên mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn cũng không quá khó khăn. Từng đạo thủ ấn được đánh ra, cũng không quá lâu, cuối cùng đi một đạo thủ ấn mang theo quang mang thần dị đánh vào độc giác yêu nghiêu, sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng có chút tái nhợt. Tuy rằng huyết hồn ấn bất phàm, thế nhưng huyết hồn ấn cũng không phải có thể tùy tiện thi triển, tiêu hao cực lớn. Đặc biệt là tiêu hao về linh hồn lực, tuyệt đối cực lớn. Chỉ bố trí huyết hồn ấn trong đầu hai đầu yêu thú ngũ giai mà Lục Lâm Thiên đã cảm thấy có chút ăn không tiêu. Chủ nhân, khi Lục Lâm Thiên thu hồi thủ ấn thì độc giác yêu nghiêu đã bị thu phục. Ngao, nhân loại đáng chết. Biến hóa phía dưới, cửu đầu yêu giao đều nhìn thấy, thế nhưng trước mặt có nghịch lân yêu bằng, bản thân nó còn không lo nổi cho mình nữa là cứu hai tiểu đệ. Cửu đầu yêu giao. Hiện tại đã tới lúc lột da của ngươi rồi. Tiểu Long hét lớn một tiếng, thân thể thu nhỏ lại, nhanh như chớp nhảy lên lưng nghịch lân yêu bằng. Phì phì. Nghịch lân yêu bằng tiếp tục ngưng tụ ra một đám quang nhận đánh về phía cửu đầu yêu giao. Siêu. Nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cửu đầu yêu giao thấy không ổn, thân ảnh trong nháy mắt thối lui, đâu còn dám ở lại, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, trong nháy mắt bỏ chạy. Nghịch lân yêu bằng, đuổi cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, hai cánh nghịch lân yêu bằng khẽ vẫy lập tức đuổi theo. Nhìn cửu đầu yêu giao chạy trốn, Lục Lâm Thiên nhướng mày, lập tức nói vài câu với Thạch Vượn Yêu Vương và độc giác yêu nghiêu, sau đó thân ảnh nhanh chóng nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu giao, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc yêu hổ lập tức thu nhỏ lại thân thể theo Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Có muốn ta xuất thủ đánh chết đầu cửu đầu yêu giao kia không? Thanh âm Bạch Linh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Không cần. Lục Lâm Thiên mỉm cười, phương hướng đào tẩu của cửu đầu yêu giao là cổ vực, khi trước hắn bị nó đuổi khắp sơn mạch vũ đô, hiện tại nên để nó nếm thử tư vị này. Thiên Sĩ Tuyết Sư, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo nó. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, thân thể to lớn hóa thành một đạo bạch quang. Tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía chân trời. Thân là vương giả trong đám yêu thú phi hành, thực lực của Thiên Sĩ Tuyết Sư tuy rằng không bằng cửu đầu yêu giao và nghịch lân yêu bằng, thế nhưng trên phương diện tốc độ cũng không thua kém là bao. Trên bầu trời sơn mạch phụ độ, từng tiếng giống vang vọng phía chân trời, mà giữa không trung lúc này có không ít yêu thú cỡ nhỏ đang cố gắng vẫy cánh trốn ra thật xa, thế nhưng vẫn không kịp rồi bị khí lưu đánh giạt ra xa. Ngao. Rát. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc quanh quẩn phía chân trời, những dòng binh đoàn và các đoàn đội trong sơn mạch lập tức ngẩng đầu nhìn qua tán lá về phía trước. Lúc này có hai yêu thú khổng lồ đang bay qua, khí tức hung hãn khuếch tán khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Yêu thú thật mạnh mẽ, phía trước hình như là cửu đầu yêu giao. Cửu đầu yêu giao hình như đang chạy trốn, nó bị đầu yêu thú phía sau truy sát thì phải. Nghe nói cửu đầu yêu giao là yêu thú ngũ giai hậu kỳ, thực lực cường hãn. Không ngờ lại bị yêu thú phía sau truy sát, lẽ nào trong sơn mạch vũ đô này lại xuất hiện một yêu thú lợi hại nữa sao? Yêu thú trong sơn mạch vũ đô càng ngày càng mạnh, thu hoạch của đám dòng binh chúng ta sẽ ngày càng ít, nguy hiểm càng cao, quả thực không phải chuyện tốt lành gì. Dược liệu chúng ta thu được sẽ lại càng ít, trong sơn mạch có thêm yêu thú lợi hại, có lẽ không bao lâu nữa giá dược liệu lại tăng. Mau nhìn, còn có một đầu yêu thú nữa dường như cũng đuổi theo cửu đầu yêu giao. Trên lưng nó còn có người. Chẳng lẽ có người truy sát cửu đầu yêu giao sao? Cửu đầu yêu giao rốt cuộc cũng trêu vào cường giả rồi. Ngay khi không ít dòng binh đoàn trong sơn mạch vũ đô nghị luận, ba đầu yêu thú khổng lồ bay vụt qua. Cửu đầu yêu giao, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Tiểu Long hét lớn,
thanh âm quanh quẩn trong không trung. Ta xem các ngươi có thể đuổi bao lâu. Cửu đầu yêu dao rít gào, trên 5 cái đầu của nó, 10 con mắt lúc này đều vô cùng dữ tợn, liều mạng chạy về phía trước. Lúc này cửu đầu yêu dao thực sự không hiểu nổi tên nhân loại đáng chết kia tìm đâu ra nhiều yêu thú thực lực không kém nó như vậy. Nó không thể chống lại, phỏng chừng, sau khi rơi vào tay nhân loại nọ, nó sẽ thực sự bị lột da rút gân. Siêu siêu, nghịch lân yêu bằng một đường đuổi theo, thỉnh thoảng cự ly được kéo gần, trong miệng nó lại phun ra một đám phong nhận, trực tiếp đánh về phía cửu đầu yêu dao. Ngao, có lúc, một ít phong nhận sẽ rơi vào trên cái đuôi to lớn của cửu đầu yêu dao, tức thì tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại bộ phận còn lại của phong nhận thì rơi xuống phía dưới. Một đạo phong nhận cũng khiến cho một cây đại thụ che trời bị phá hủy. Phanh phanh, âm thanh bạo liệt không ngừng quanh quẩn trong không trung, dọc đường đi, đám rong binh đoàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ có thể há hốc mồm. Cửu đầu yêu dao, ngươi trốn không thoát đâu. Tiểu Long hưng phấn hét lớn, cửu đầu yêu dao chạy trối chết khiến cho nó vô cùng vui vẻ. Cửu đầu yêu dao nổi giận, nhưng cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi, mà tốc độ của nghịch lân yêu bằng cũng không dưới nó. Dường như còn nhanh hơn một chút, cho nên thi thoảng bị công kích, nó chỉ có thể liều mạng tiếp tục chạy. Lục Tiểu Bạch ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhìn vào cửu đầu yêu dao đang chạy trối chết phía trước cũng không khỏi bất đắc dĩ. Không biết tại sao cửu đầu yêu dao lại đắc tội với công tử và Tiểu Long, hiện tại thì thảm rồi, hoàn toàn là bị trà đạp, nếu như thực muốn đánh chết nó, có lẽ cũng không khó một chút nào. Một đường bị truy sát. Cửu đầu yêu dao thi triển ra thủ đoạn của bản thân nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng, thực lực của nghịch lân yêu bằng còn trên nó, tốc độ so với nó còn nhanh hơn, nó căn bản không thể chạy trốn, chỉ có thể đau khổ mà chạy, thỉnh thoảng còn bị nghịch lân yêu bằng đang đuổi theo phun ra một đám phong nhận đánh trúng người, còn có hỏa diễm màu vàng trong miệng Tiểu Long cũng rơi vào trên cái đuôi nó. Cửu đầu yêu dao vô cùng giận dữ, nhưng nó cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Mới ngày thứ hai, cửu đầu yêu dao cũng đã tan vỡ. Bị truy sát một ngày một đêm, toàn thân nó lúc này đầy thương tích. Tới ngày thứ ba, cửu đầu yêu dao không còn khí lực để rít gào nữa, toàn thân vô cùng thê thảm, trên người chỗ nào cũng bị phong nhận cắt và vết tích của hỏa diễm nóng bỏng. Cửu đầu yêu dao, tư vị này dễ chịu không? Chúng ta vừa mới bắt đầu nha. Tiểu Long đắc ý hét lớn, nghịch lân yêu bằng lại tiếp tục phun ra một đám phong nhận phát ra tiếng xé gió trong bầu trời. Ngao! Cửu đầu yêu dao lại liều mạng chạy, thế nhưng cái đuôi phía sau của nó vẫn bị vài đạo phong nhận đả thương, hơn 10 cái lân phiến màu đỏ rơi xuống, đau đớn vô cùng khiến nó không nhịn được mà lại phải rít gào. Ngoài sơn mạch Vũ Đô lúc này đã không còn rừng cây rậm rạp, chỉ có một mảnh núi non phía xa xa. Và bên ngoài sơn mạch có không ít kiến trúc liên miên tới tận cùng, cũng không biết có bao nhiêu tòa nhà được dựng lên ở đây nữa. Bây giờ ở ngoài sơn mạch so với khi trước còn náo nhiệt hơn. Kiến trúc liên miên, dòng người trên đường vô cùng náo nhiệt, liếc mắt nhìn qua, trang phục bọn họ không đồng nhất, loại người nào cũng có. Ngao! Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô đột nhiên vang lên một tiếng thú giống kinh thiên, thanh âm quanh quẩn trong bầu trời. Mau nhìn, không phải là cửu đầu yêu dao sao? Cửu đầu yêu dao sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ muốn công kích cổ vực sao? Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô, có vô số ánh mắt nhìn lên trên bầu trời. Cả đám vô cùng ngạc nhiên xong lại lập tức hoảng loạn, cửu đầu yêu dao cũng không có bao nhiêu người dám đi trêu chọc. Các ngươi rốt cuộc muốn đuổi tới khi nào? Cửu đầu yêu dao tan vỡ, ánh mắt nhìn về phía sau, khí tức trên người lúc này đã bắt đầu suy yếu. Siêu siêu, nghịch lân yêu bằng không đáp lại, hai cánh run lên, một vòng xoáy xuất hiện giữa không trung giống như một cơn lốc đột nhiên bắn về phía trước, không gian bị xé rách, mơ hồ gấp khúc. Hỗn đản! Sắc mặt cửu đầu yêu dao đại biến, cái đuôi nhấc lên, hung hăng đánh về phía vòng xoáy. Siêu siêu. Trong cái miệng của Tiểu Long lúc này một đạo hỏa diễm lập tức bắn về phía cửu đầu yêu dao. Phanh phanh. Tiếng nổ vang lên liên tục trong bầu trời, cuồng phong tàn sát bừa bãi, hỏa diễm bắn tứ tung. Ngao. Cửu đầu yêu dao lại kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể cao lớn lúc này lại tiếp tục liều mạng chạy đi. Ba đầu yêu thú. Cửu đầu yêu dao bị hai đầu yêu thú phía sau truy sát, hai yêu thú kia rốt cuộc là đẳng cấp gì, sao lại có thể truy sát cửu đầu yêu dao thành bộ dáng này. Yêu thúc thực mạnh, quá cường hãn, hai yêu thú này dường như không phải hai yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô nha. Trong vô số ánh mắt kinh hãi,
thân thể to lớn của cửu đầu yêu giao lập tức chạy về phía trước không ngừng rít gào, thế nhưng thủy chung vẫn không thể thoát khỏi truy sát phía sau. Đến cổ vực rồi sao? Lâu lắm rồi không tới nơi này. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Nam Thúc nhìn xuống phía dưới, khẽ thở dài rồi lẩm bẩm nói. Nam Thúc, chúng ta còn mấy canh giờ nữa là tới Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn vào biên giới cổ vực lúc này không khỏi cảm thấy cảm giác quen thuộc, đây mới là chỗ thích hợp cho hắn. Siêu! Thiên sĩ tuyết sư hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bắn về phía trước, để lại một đạo tàn ảnh trong không trung. Đây hình như là thiên sĩ tuyết sư, là thiên sĩ tuyết sư của trưởng môn đã trở về. Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô, hơn 10 đạo thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một mập mạp đầu chọc nhìn vào thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời lập tức kích động nói. Hoàng sư huynh, yêu thú màu trắng vừa rồi là tọa kỵ của trưởng môn sao? Một thanh niên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, đó chính là thiên sĩ tuyết sư, chỉ có trưởng môn mới có thể có tọa kỵ bực này, tốc độ nhanh không gì sánh được. Mập mạp đầu chọc kia nói, mà người này chính là Hoàng Bác Nhiên của Phi Linh Môn. Hiện tại ngoài sơn mạch Vũ Đô đều có người của Phi Linh Môn trú đóng ở đó. Hoàng Bác Nhiên cũng là một người như vậy, cũng có thể coi là một tiểu đầu mục, trong khu vực sát biên giới sơn mạch Vũ Đô này cũng coi như có chút danh tiếng. Ta chỉ nghe nói khi trước trưởng môn diệt La Sát Môn và Cửu Hoa Môn, thế nhưng ta còn chưa được gặp trưởng môn. Ta cũng chưa được gặp trưởng môn, nghe nói trưởng môn còn rất trẻ tuổi. Ít nghị luận về trưởng môn đi, cẩn thận ta thu thập các ngươi. Nhanh tuần tra, sau khi tuần tra xong ta mang bọn ngươi bái kiến trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên nói, hiện tại hắn cũng có một chút uy nghiêm không kém, nói xong, đám người phía sau lập tức tôn kính đi theo sau lưng hắn. Bốn đầu yêu thú, phía sau còn có một đầu yêu thú có người ngồi trên, có lẽ là tọa kỵ, chẳng lẽ là có cường giả nhân loại truy sát cửu đầu yêu giao sao? Đến tột cùng là ai có thể sở hữu yêu thú kinh khủng có thể truy sát cửu đầu yêu giao? Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô, sau khi mấy đầu yêu thú khổng lồ biến mất. Lúc này mọi người không ngừng nghị luận. Ngao! Tiếng kêu thảm thiết của cửu đầu yêu giao liên tục vang lên, phía sau nó, Tiểu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng vẫn đuổi theo không bỏ, một đường liên tục trà đạp. Từng đạo phong nhận và hỏa diễm không ngừng công kích tới, cửu đầu yêu giao lúc này chỉ có thể dùng từ vô cùng thảm hại để hình dung. Mấy canh giờ sau, nhìn xuống phía dưới, khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, chậm rãi hít sâu một hơi. Đã tới sơn mạch Phi Linh rồi. Phi Linh Môn ở ngay phía trước. Tiểu Long, ngăn cản cửu đầu yêu giao, đừng cho nó chạy thoát. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần thông chi cho Tiểu Long, tới địa bàn Phi Linh Môn rồi, đuổi theo cửu đầu yêu giao mấy ngày rốt cuộc cũng nên dừng. Cửu đầu yêu giao, ta không đuổi nữa Nghịch Lân Yêu Bằng, ngăn cản cửu đầu yêu giao cho ta. Tiểu Long hét lớn, lập tức phân phó Nghịch Lân Yêu Bằng toàn lực ngăn trở cửu đầu yêu giao. Vâng, yêu vương. Giát. Nghịch Lân Yêu Bằng kêu lên một tiếng, hai cánh vỗ nhanh, tốc độ lần thứ hai được tăng lên giống như thiểm điện, tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn 1/3. Ngao! Trong bầu trời sơn mạch Phi Linh, từng tiếng giống mơ hồ truyền tới, trong Phi Linh Môn, lúc này có không ít đệ tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía trước. Siêu siêu! Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt từ Phi Linh Môn nhảy ra, hai người lăng không đứng đó, lập tức nhìn về phía trước. Là hai vị cung phụng. Tham kiến hai vị cung phụng. Trong Phi Linh Môn, các đệ tử tức thì hành lễ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh lúc này vẻ mặt trầm xuống, tâm thần tỏa ra phía trước, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Khí tức mạnh mẽ này đang tiến tới Phi Linh Môn. Là ai đây? Đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh hơi có chút lo lắng. Ngao! Xa trong không trung, tiếng rít gào vang lên liên tục, một lát sau. Trong bầu trời phía xa xuất hiện thân ảnh của một đầu yêu thú màu đỏ. Là cửu đầu yêu giao trong sơn mạch Vũ Đô. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh có chút kinh ngạc nói. Phía sau còn có yêu thú đuổi theo, cửu đầu yêu giao dường như đang chạy trốn. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhíu mày nói. Rát! Nghịch Lân Yêu Bằng kêu lên một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang hắc sắc mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt chắn trước người cửu đầu yêu giao. Chết tiệt! Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào? Cửu đầu yêu giao nhìn Tiểu Long và Nghịch Lân Yêu Bằng nói. Trên năm cái đầu dữ tợn kia hiện tại đã không còn sát khí như ban đầu, hai mắt vô thần có chút uể oải. Ta nói rồi, ta muốn lột da của ngươi.
Tiểu Long hét lớn một tiếng, trong miệng lại phun ra một ngụm hỏa diễm màu vàng. Hỏa diễm màu vàng này quá mức cường hãn, nhưng lúc này cái đầu ở giữa phun ra hỏa diễm để chống lại. Siêu siêu. Hai cỗ hỏa diễm va chạm với nhau, hỏa diễm trong bầu trời lập tức khuếch tán. Hình như là Tiểu Long. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh tức thì biến sắc, lúc này nhìn thấy Tiểu Long, hai người bọn họ lập tức nghĩ tới Lục Lâm Thiên. Giống. Khi ánh mắt hai người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn về phía trước, một tiếng thú giống quen thuộc lập tức truyền tới. Đột nhiên một đầu yêu thú giống như đại bàng xuất hiện trong tầm mắt của hai người bọn họ. Khóe miệng hai người lập tức mỉm cười, nhìn thấy đầu yêu thú này bọn họ đã biết là ai tới. Phanh! Trong bầu trời, hỏa diễm khuếch tán, sóng gợn trong không gian lập tức hóa thành màu đỏ, thanh âm bạo liệt mang theo năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra bốn phía. Trong phi linh môn, động tĩnh lớn bên ngoài lúc này đã sớm kinh động tới mọi người, cả đám người đều kinh hãi nhìn về phía yêu thú trên bầu trời. Lúc này chúng trưởng lão và hộ pháp phi linh môn cũng vội vã chạy tới. Cửu đầu yêu dao, xuống cho ta. Nghịch Lân yêu bằng hét lớn một tiếng, khí tức trên thân thể khuếch tán tới cực hạn, trên đầu nó đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị vận chuyển, một cỗ khí tức quỷ dị mà cuồng bạo nhanh chóng được hội tụ, thân thể to lớn mang theo một cỗ uy áp khiến cho toàn bộ không gian run rẩy. Cảm nhận được cỗ khí tức này, vẻ mặt cửu đầu yêu dao đại biến, trong lòng nhanh chóng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Trong nháy mắt, trên đầu Nghịch Lân yêu bằng, lân phiến bắt đầu khuếch tán. Không gian gấp khúc, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy không gian, lực lượng cuồng bạo và mạnh mẽ cuối cùng khuếch tán, mang theo tất cả lực lượng bắn về phía cửu đầu yêu dao. Ngao! Cửu đầu yêu dao rít gào liên tục, lân phiến trên cơ thể khuếch tán, quanh thân đột nhiên tràn ra một cỗ hỏa diễm nóng bỏng, bao vây lấy thân thể nó. Siêu siêu! Vô số đạo phong nhận cắt ngang không gian, khí lưu cuồng bạo trực tiếp lan rộng tới chu vi chung quanh vài trăm thước, trên thân thể to lớn của cửu đầu yêu dao. Hỏa diễm bay tán loạn, mấy đạo phong nhận đã xuyên qua cơ thể của nó. Phanh phanh. Trong không gian gấp khúc này, khí lưu hóa thành những mảnh nhỏ tiêu tán, trong bầu trời lúc này vô cùng hỗn loạn, kinh khí cuồng bạo giống như gợn sóng lan tràn về bốn phía. Yêu thú thật mạnh. Đám người phi linh môn nhìn thấy một màn này đều kinh hãi không ngớt. Phanh. Trên bầu trời, thân thể to lớn của cửu đầu yêu dao hung hăng rơi xuống mặt đất khiến cho mặt đất chấn động. Trên năm cái đầu của nó, máu tươi chảy ra. Ngao! Cửu đầu yêu dao rít gào, lập tức đứng lên, thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ, hai cánh màu đỏ lúc này đang bao bọc lấy cái bụng của nó, khí tức nhanh chóng giảm xuống. Đây hình như là yêu thú của trưởng môn. Mau nhìn, phía trước là tòa kỵ của trưởng môn, là trưởng môn đã trở về. Lúc này, phía dưới có không ít người nhìn thấy Tiểu Long và bóng người trên Thiên Sĩ Tuyết Sư, đối với một ít đệ tử cũ mà nói. Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư không chút xa lạ nào. Là Thiên Sĩ Tuyết Sư, ca ca đã trở về. Trong đám người, có một tiểu cô nương xinh đẹp reo lên, thân thể nhỏ nhắn lập tức chạy về phía trước. Cửu đầu yêu dao, để cho ngươi biết ta không phải là người dễ chọc. Thân thể Tiểu Long nhảy xuống, giữa không trung lập tức bành trướng thành hơn 400 thước, một cỗ khí tức uy áp lập tức khuếch tán ra. Siêu! Hầu như cùng một lúc. Cái đuôi to lớn của Tiểu Long lập tức xé mở không gian mang theo năng lượng kinh khủng đánh xuống. Mà mục tiêu của nó đương nhiên chính là cửu đầu yêu dao kia. Vẻ mặt cửu đầu yêu dao đại biến, ngay lập tức tụ tập khí lực của bản thân, vung cái đuôi màu đỏ mang theo hỏa diễm nóng bỏng quật lên. Phanh! Hai cái đuôi va chạm với nhau tạo thành tiếng đinh tai nhức óc. Phanh phanh! Trong thanh âm này, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trên cái đuôi màu đỏ của cửu đầu yêu dao kia. Lân phiến trên đuôi đang nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể to lớn trực tiếp bị Tiểu Long đánh bay về phía sau vài trăm thước, hung hăng đập xuống một ngọn núi. Cửu đầu yêu dao, ta nói rồi, ta muốn lột da ngươi, chặt đầu ngươi xuống. Tiểu Long hùng hổ đi tới trước người cửu đầu yêu dao, miệng lớn mở ra không ngừng phun ra nuốt vào nói. Tiểu Long, nể mặt ta, đem đầu cửu đầu yêu dao này giao cho ta được không? Lúc này... Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên người Tiểu Long, chính là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lão đầu, người muốn nó làm gì? Tiểu Long liếc mắt nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, đương nhiên nó không xa lạ gì hắn, sát khí lập tức được thu lại rồi nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Ta vừa vặn thiếu một đầu tòa kỵ, cửu đầu yêu dao này miễn cưỡng cũng có thể,
người giao nó cho ta. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hắc hắc cười nói với Tiểu Long. Hắn đang cần một tọa kỵ, lần trước hắn đang tìm cách thu phục cửu đầu yêu giao này, thế nhưng lần này thì tiện rồi, không phải đi quá xa. Người hỏi lão đại ta đi. Tiểu Long liếc mắt nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh rồi nói. Nó biết thân phận của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cho nên nó cũng cho lão đại chút mặt mũi. Tiểu Long, đông lão cần tỏa kỵ vậy thì để cửu đầu yêu giao này cho đông lão đi. Lục Lâm Thiên không biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt đất mỉm cười nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Đông lão, ta đã trở về. Trở về thì cứ trở về, động tĩnh lớn như vậy sợ ta không biết ngươi đã trở về sao. Ta lại còn tưởng rằng có người muốn xuất thủ với Phi Linh Môn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên trừng mắt một cái rồi cười nói. Cửu đầu yêu giao ta thu, ngươi làm việc của ngươi đi. Nói xong, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hưng phấn đi tới trước mặt cửu đầu yêu giao đang bị thương nặng nói. Cửu đầu yêu giao, ngươi còn nhớ rõ ta không? Linh xuất nhân loại, là ngươi. Cửu đầu yêu giao đương nhiên nhớ rõ thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, khi trước trong sơn mạch vụ đô nó còn đại chiến một hồi. Không sai. Làm tọa kỵ của ta cũng không ủy khuất ngươi, ngươi có bằng lòng làm tọa kỵ của ta không? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn cửu đầu yêu giao rồi nói. Ta cự tuyệt làm tọa kỵ cho đám nhân loại ghê tởm như các ngươi. Cửu đầu yêu giao âm trầm nói, tới bước này rồi mà nó cũng không muốn trở thành tọa kỵ của nhân loại. Không đồng ý cũng phải đồng ý, đừng rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Sắc mặt hắn trầm xuống, tức thì đánh ra vào đạo thủ ấn, một cỗ quang mang hắc sắc tràn ngập mùi khó chịu lập tức khuếch tán xung quanh cửu đầu yêu giao, bắt đầu mạnh mẽ thu phục cửu đầu yêu giao. Nhìn lão độc vật, Lục Lâm Thiên mỉm cười, bằng vào thực lực linh xuất cửu trọng của lão độc vật muốn mạnh mẽ thu phục cửu đầu yêu giao cũng không khó. Lục Lâm Thiên vốn cũng không có dự định giết cửu đầu yêu giao, yêu thú đạt tới ngũ giai hậu kỳ hoặc đỉnh phong thực lực có thể so sánh với vũ xuất nhất trọng. Loại yêu thú này nếu như dưới tình huống có thể thu phục mà lại đánh chết thì quả thực có chút đáng tiếc. Lúc này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cần tọa kỵ, Lục Lâm Thiên cũng không có ý kiến gì. Tọa kỵ của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng là một bộ phận thực lực của Phi Linh Môn. Ca ca. Lúc này, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vào tới trước người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn này không khỏi mỉm cười. Đây là một tiểu cô nương tuyệt mỹ. Máu tóc đen mượt, dưới hai hàng lông mi là đôi mắt to tròn, trên mặt mang theo chút trẻ con, quả thực có thể coi là một tiểu mỹ nhân. Tiểu nha đầu, đã cao hơn không ít, có nhớ tới ta hay không? Lục Lâm Thiên cười nói, tiểu nha đầu khả ái trước mắt chính là muội muội hắn. Có, mỗi ngày muội đều nhớ đến ca ca. Lục Tâm Đồng gật đầu như gà mổ thóc, lập tức nhào vào trong lòng Lục Lâm Thiên. Ca ca cũng nhớ muội. Ôm tiểu nha đầu vào lòng, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thấy ấm áp, trong lúc bất chi bất giác, trong lòng hắn cũng lo lắng cho tiểu nha đầu này. Là trưởng môn trở về. Nhanh, các đệ tử tập hợp, trưởng môn đã trở về. Trong đám người, Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Chu Ngọc Hậu chúng trưởng lão cùng với các hộ pháp Trương Khiếu, Lưu Á Lôi, Dương Lệ, lúc này đám người nhìn thấy trưởng môn trở về lập tức kêu gọi chúng đệ tử tập hợp. Để ca ca nhìn xem, có đẹp hơn không? Một lát sau, Lục Tâm Đồng mới từ trong lòng Lục Lâm Thiên chui ra, trong mắt đỏ hoe, nước mắt vui vẻ chảy ra. Lục Lâm Thiên mỉm cười rồi lau khô nước mắt cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này hiện tại lớn lên càng thêm xinh xắn, làn da trắng nõn, khuôn mặt khả ái, sau này tuyệt đối là một mỹ nhân. Ca ca, lần này huynh trở về có rời đi nữa không? Lục Tâm Đồng mở đôi mắt to hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không rời đi. Lục Lâm Thiên nói, mà lúc này hắn mới chú ý khí tức trên người Lục Tâm Đồng, sắc mặt lập tức đại biến, kinh hãi hỏi. Tâm Đồng, muội đột phá linh tướng tam trọng rồi. Tâm Đồng vừa mới đột phá linh tướng tam trọng mấy hôm trước. Thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Oánh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên, mà thân ảnh của nàng lúc này cũng đã tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. 13 tuổi, linh tướng tam trọng. Lục Lâm Thiên vô cùng chấn động, linh tướng tam trọng, Triệu Kình Hải chỉ là linh tướng tam trọng mà đã là đệ nhất long bảng trong Vân Dương Tông, mà so sánh tuổi của hai người, Triệu Kình Hải hơn Tâm Đồng 10 tuổi, mà thời gian tu luyện khác xa nhau, Tâm Đồng mới tu luyện 3 năm,
mà Triệu Kình Hải chỉ sợ đã tu luyện từ nhỏ. So sánh như vậy đủ để biết được tốc độ tăng trưởng tu vi của Lục Tâm Đồng ra sao, tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, Lục Tâm Đồng lúc này mới chỉ có 13 tuổi, phóng mắt ra khắp đại lục chỉ sợ cũng khiến cho mọi người chấn kinh. Oánh tỷ, Lục Lâm Thiên nghiêng người mỉm cười nhìn nữ tử mặc y phục màu trắng trước mặt, quốc sắc thiên hương, thành thục quyến rũ, tóc đen búi cao, đôi mắt xinh đẹp mà dịu dàng giống như tiên tử, giống như một vị tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Oánh tỷ, ta đã trở về. Trở về cũng tốt, ngươi phủi tay làm trưởng quầy cũng đã khá lâu rồi, nếu không trở lại thì ta định sẽ trói ngươi rồi kéo trở về. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhẹ nhàng nói. Siêu siêu. Thiên sĩ Tuyết Sư bay tới, lúc này hai đạo thân ảnh từ trên bầu trời nhảy xuống, chính là Nam Thúc và Lục Tiểu Bạch, sau đó còn một chúng yêu thú từ trên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư nhảy xuống. Tham kiến trưởng môn. Thanh âm vang lên, quả thực có thanh thế không nhỏ. Lúc này, ngoài Phi Linh Môn đã có tới gần 1.500 đệ tử, đứng đầu là các trưởng lão Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi, còn có Đinh Thành Kiệt. Sau đó là chúng hộ pháp Trương Khiếu, Lâm Phong, Hậu Bách Long, Tôn Hiểu Minh, Lưu Á Lôi, Dương Lệ, cuối cùng là chúng đệ tử Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, lúc này đã có thêm không ít thân ảnh xa lạ, thế nhưng đại bộ phận người hắn đều có ấn tượng. Tất cả đứng dậy đi. Lục Lâm Thiên nói, thanh âm mang theo một tia chân khí đủ để tất cả đám người đều nghe thấy rõ. Tạ ơn trưởng môn. Mọi người đồng thanh nói, không ít đệ tử mới gia nhập đều đang lén quan sát Lục Lâm Thiên, nhìn thấy trưởng môn còn trẻ tuổi như vậy cũng có chút hiếu kỳ và kinh ngạc. Trưởng môn. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Trước khi xuất phát hắn cũng không biết mình đi tới Phi Linh Môn. Dọc đường đi thi thoảng hắn có nghe thấy công tử và Nam Thúc nói qua vài lần, thế nhưng hắn còn chưa biết công tử mình lại trở thành trưởng môn ở đây. Nhìn đám người này, trong đó còn có không ít cường giả, thế lực của công tử ở đây tuyệt đối không tồi, so với Lục gia còn mạnh hơn. Ngao! Bên cạnh truyền tới tiếng thú giống, mọi người lập tức nhìn lại. Lúc này đầu cửu đầu yêu dao đã thu nhỏ thân thể tới mấy thước nhu thuận đứng trước người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Trên mặt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nở nụ cười thỏa mãn. Được rồi. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đi tới bên người Lục Lâm Thiên nhìn vào nghịch lân yêu bằng trên bầu trời rồi nói. Tiểu tử, người tìm đâu ra đầu nghịch lân yêu bằng cường hãn như vậy? Ta đâu có thể thu phục được nó, là Tiểu Long. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, đám yêu thú nghịch lân yêu bằng thuần phục Tiểu Long chứ không phải là thuần phục hắn. Nam Thúc, đây là Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên lập tức nói với Nam Thúc bên người. Ánh mắt Nam Thúc đã sớm đảo qua đám đệ tử Phi Linh Môn, cuối cùng ánh mắt nhìn kỹ vào hai người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Muốn đặt chân trên cổ vực thực lực hiện tại vẫn còn thiếu nhiều, so với rất nhiều thế lực trong cổ vực còn rất yếu, cần phải tiếp tục phát triển thế lực. Nam Thúc nói. Nói xong, ánh mắt Nam Thúc lại quay về phía Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Linh Suất Cửu Trọng. Vũ Suất Cửu Trọng, hai người các ngươi muốn biết thực lực ta sao? Nếu như là năm đó thì các ngươi đã chết rồi. Chờ sau khi các ngươi đột phá Vũ Vương là Linh Vương thì có thể miễn cưỡng biết được thực lực của ta. Lúc này, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh há hốc mồm, không chỉ là bọn hắn đối với lời nói của Nam Thúc vô cùng khiếp sợ, mà bởi vì vừa rồi bọn hắn vô cùng cẩn thận thả tâm thần ra, thế nhưng còn chưa tiếp xúc tới người đối phương đã bị đối phương biết. Bởi vậy có thể thấy được thực lực đối phương cường hãn ra sao. Hai người vốn nhìn thấy một lão giả ốm yếu mà Lục Lâm Thiên lại tôn kính như vậy cho nên mới thử dò xét thực lực đối phương một phen, không nghĩ tới thực lực của lão giả này lại cường hãn tới tình trạng này. Bọn họ vừa mới dò xét mà đối phương đã biết, loại thực lực này quả thực chỉ có thể là Vũ Vương hoặc Linh Vương, mà chỉ sợ cũng không phải Vũ Vương hoặc Linh Vương bình thường. Chúng ta nhất thời hiếu kỳ, mong tiền bối thứ lỗi. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhanh chóng thi lễ nói. Không sao. Nam Thúc nhìn vào hai người, lập tức nói với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Ngươi là Vũ Suất Cửu Trọng đã dậm chân ở đỉnh phong rất lâu rồi đúng không? Ngươi lĩnh ngộ còn chưa đủ, vũ lực cực cao thế nhưng tu luyện hiệu quả cũng không lớn, cần phải lĩnh ngộ một phen, lúc đó ngày đột phá Vũ Vương cũng không xa. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh triệt để chấn kinh. Nàng không nghĩ tới thực lực của nàng lại bị đối phương nhìn thấu,
ngay cả bình cảnh tu luyện của mình đối phương cũng có thể nhìn ra. Thực lực của đối phương tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Còn có ngươi, tuy rằng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì mà tu luyện độc công, tốc độ tu luyện hẳn là cực nhanh, thế nhưng đối với bản thân ngươi có không ít chỗ có hại, nếu như muốn đột phá thì rất khó. Trừ phi là tìm vật kịch độc phụ trợ tu luyện, đồng thời tâm cảnh ngươi cũng bất ổn, sau này có lẽ sẽ là họa lớn, cần phải ổn định tâm cảnh, bây giờ vẫn còn kịp. Nam Thúc lại nhìn Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh rồi nói. Cái này, đa tạ tiền bối. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh tuyệt đối là hạng người cao ngạo, thế nhưng hiện tại cũng bị mấy câu nói của Nam Thúc làm cho thán phục. Lời đối phương nói là sự thực, liếc mắt là có thể nhìn thấy hắn, khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Lục Lâm Thiên nhìn dáng vẻ của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh không khỏi mỉm cười, thực lực hai người vô cùng cường hãn, thế nhưng so với Nam Thúc thì quả thực là một trời một vực. Giúp ta an bài địa phương bế quan đi. Nam Thúc lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Nam Thúc, đi theo con. Lục Lâm Thiên nói, lập tức mang theo Nam Thúc, Lục Tiểu Bạch đi vào trong Phi Linh Môn. Trong Phi Linh Môn lúc này cũng không có biến hóa quá lớn, dường như không khác trước đây là mấy. Chúng đệ tử sau lưng Trịnh Anh trưởng lão và Chu Ngọc Hậu trưởng lão lập tức giải tán. Thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào bóng lưng trưởng môn. Trưởng môn quả thực còn rất trẻ nha, ta còn cho rằng trưởng môn đã lớn tuổi rồi. Có lẽ tầm 20 tuổi, không biết thực lực trưởng môn thế nào. Trong tiếng nghị luận của chúng đệ tử, Lục Lâm Thiên mang theo Nam Thúc tới đại điện Phi Linh Môn, sau đó lập tức tiến vào mật thất vốn là bảo tàng của Phi Linh Môn. Mật thất này cực kỳ thích hợp cho việc bế quan. Từ lúc Nam Thúc nói tới Phi Linh Môn bế quan, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới mật thất này vừa vặn có thể cấp cho Nam Thúc tu luyện. Lần chữa thương này của ta không ngắn, 7 ngày sau đưa chút dược liệu qua đây cho ta, có lẽ sẽ có chút dược liệu khó tìm, thế nhưng vẫn phải có. Trong mật thất, Nam Thúc dường như rất thỏa mãn, lập tức giao cho Lục Lâm Thiên danh sách dược liệu rồi nói. Lục Lâm Thiên nhìn thoáng qua rồi nói. Tiểu tử sẽ làm tốt, đến lúc đó sẽ mang tới cho Nam Thúc. Sau khi sắp xếp cho Nam Thúc xong, Lục Lâm Thiên lập tức tới cung điện kia. Cung điện này so với khi trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cung điện dựa lưng vào thác nước, có thể thấy loáng thoáng tiếng thác nước, chu vi chung quanh có không ít cây cối xanh ngát. Tham kiến trưởng môn. Ngoài đình viện, ba thân ảnh xinh đẹp sau khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên liền vội vàng hành lễ, đó chính là Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ còn có Bạch Toa Toa. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt nhìn vào tam nữ. Mấy năm nay tam nữ quả thực biến hóa quá nhanh, Bạch Toa Toa hay mặc trang phục khiến cho người ta sôi máu kia lúc này trước ngực cao vót, dường như trong 2 năm này đã phát dục lần nữa. Bộ váy ngắn vừa vặn bao vây bộ mông tròn lẳn hiện lên đôi chân dài trắng nõn, có lẽ trong Phi Linh Môn này nàng đã khiến cho không ít đệ tử phải chảy máu mũi. Trưởng môn, lần này người đi đâu mà lâu vậy mới trở về? Phương Tân Kỳ lên tiếng. Nàng với Lục Lâm Thiên có thời gian ở chung lâu nhất cho nên khi hắn rời đi có cảm giác thiếu thốn. Đi làm chút chuyện, nàng càng lúc càng đẹp nha. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Phương Tân Kỳ tuy rằng không phải nữ tử tuyệt mỹ, thế nhưng mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn, cung trang bao phủ thân hình lồm lõm cũng cực kỳ dễ nhìn. Trưởng môn, sao người lại học được cách pha trò rồi? Vẻ mặt Phương Tân Kỳ lập tức đỏ ửng, e thẹn nói, trong mắt cũng có chút vui vẻ. Toa Toa, ngươi làm sao vậy? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía Bạch Toa Toa, lúc này Bạch Toa Toa vẫn trốn ở phía sau Phương Tân Kỳ. Hừ, sắc lang. Ánh mắt Bạch Toa Toa nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Ta biết xxxx là có ý gì rồi. Lục Lâm Thiên lập tức sửng sốt, cũng không biết nên nói sao, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Nhan Kỳ. Trong tam nữ, Nhan Kỳ là người biến hóa lớn nhất, có thể nói đã biến thành một nàng công chúa. Y phục bao phủ đường cong mềm mại, cũng không còn là thiếu nữ mặc y phục thô sơ trên trấn Đoàn Sơn khi trước nữa. Nhan Kỳ, có hay trở về nhà vấn an phụ mẫu ngươi không? Lục Lâm Thiên nói, Nhan Kỳ khi trước linh hồn lực rất mạnh, thế nhưng phát hiện chậm cho nên lúc này không tới 3 năm đã là linh sĩ tam trọng, coi như cũng có tiến bộ cực nhanh. Đa tạ trưởng môn quan tâm, mấy ngày trước đệ tử vừa gặp bọn họ, phụ mẫu đệ tử còn nhờ đệ tử cảm ơn sự chiếu cố của trưởng môn. Nhan Kỳ hành lễ nói, trong lòng vô cùng cảm kích. Hiện tại phụ mẫu nàng đã có một sinh ý yên ổn trên trấn Đoàn Sơn, hơn nữa bởi vì quan hệ với Phi Linh Môn cho nên sinh ý tăng lên mấy lần, nàng cũng trở thành linh giả.
Tất cả chuyện này, nàng biết đều là công lao của thanh niên áo xanh trước mặt này. Lần sau thay ta vấn an bọn họ, ngươi là đệ tử của Phi Linh Môn ta, Phi Linh Môn chiếu cố bọn họ cũng là đương nhiên. Lục Lâm Thiên nói, ca ca, một thanh âm trong trẻo vang lên, Lục Tâm Đồng từ trong đình viện nhảy ra, cao hứng chạy tới bên người Lục Lâm Thiên. Ca ca, không phải người nói muốn dẫn mẫu thân qua đây sao, sao lại không mang mẫu thân tới? Lục Tâm Đồng mở to mắt nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lần trước hắn đã đáp ứng với nha đầu này dẫn mẫu thân tới Phi Linh Môn, hắn nói. Có chút biến cố nhỏ, lần sau mới có thể mang mẹ nuôi muội tới. Ồ, tiểu nhi tử này khẽ ồ lên. Công tử, ngươi là trưởng môn ở đây thật sao? Lục Tiểu Bạch từ trong đình viện đi ra, Lục Lâm Thiên phân phó Lục Tâm Đồng mang theo Lục Tiểu Bạch đi tới đình viện này trước. Ngươi nói xem. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Công tử, ở đây quả thực không tồi, sau này chúng ta có thể mang phu nhân tới. Lục Tiểu Bạch nhìn chung quanh rồi nói. Đúng vậy, ngươi tới trước làm quen hoàn cảnh một chút, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp mọi chuyện cho ngươi. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tiểu Bạch. Vâng, công tử. Lục Tiểu Bạch đáp. Đi vào trong đình viện, Lục Lâm Thiên vào gian phòng của mình, tất cả không có gì thay đổi cả. So với thời gian khi hắn rời khỏi Phi Linh Môn gần như vẫn giữ y nguyên như vậy. Từ trong phòng đi ra, Lục Lâm Thiên lập tức đi tới phía sau núi, Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư mang theo đám yêu thú nghịch lân yêu bằng đã đi tới phía sau núi từ lâu. Lục Lâm Thiên lập tức đem Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Lang còn có thiểm điện hắc báo trong không gian thú nang thả ra phía sau núi. Lão đại, nghịch lân yêu bằng chuẩn bị đột phá. Thân ảnh Tiểu Long lập tức xuất hiện trên vai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về một đống đất trên núi, lúc này nghịch lân yêu bằng phủ phục trên mặt đất, dường như đã sắp đột phá, từ ngũ giai đột phá tới lục giai đây là một ranh giới lớn, không thể vài ngày là có thể đột phá xong. Khóe miệng mỉm cười, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút chờ mong sau khi nghịch lân yêu bằng thuận lợi đột phá tới lục gia, đến lúc đó sẽ có thêm một cường giả tương đương vũ xuất. Lâm Thiên, ta cũng định bế quan một thời gian, thương thế còn chưa khỏi hẳn. Cũng nên tu luyện một chút, cố gắng đột phá tới thất giai sớm nhất có thể. Thanh âm Bạch Linh vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Đến mật thất bế quan đi. Lục Lâm Thiên nói, thương thế của Bạch Linh tuy rằng trên đường có thể chữa thương, thế nhưng thương thế hiển nhiên vô cùng nặng, cho nên cũng chưa khỏi hẳn. Trong phía sau núi hiện tại tổng cộng có 10 mật thất, Lục Lâm Thiên mang theo Bạch Linh đi tới một gian mật thất trong đó. Ta cần bế quan một đoạn thời gian không ngắn. Nếu như có gì cần ta hỗ trợ thì ngươi cứ gọi một tiếng. Ngươi an tâm bế quan đi. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức rời khỏi mật thất trong sơn động. Phía sau núi, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Tích Dịch, Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Lang đều được Lục Lâm Thiên sắp xếp ở đó. Sau khi an bài thỏa đáng, Lục Lâm Thiên trở lại đỉnh viện thì đã là hoàng hôn. Trong đỉnh viện hiện tại vô cùng náo nhiệt, thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh, Bạch Toa Toa, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ đều ở đó, hiện tại còn có thêm Lục Lâm Thiên và Lục Tiểu Bạch cũng ở trong đình viện này, phòng trong đình viện cũng không thiếu, quả thực vô cùng náo nhiệt. Màn đêm vừa mới bao phủ trời cao, Lục Lâm Thiên đang ngồi trong phòng tu luyện thì trong tai vang lên thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Oánh. Lâm Thiên, theo ta một chuyến. Ngoài đình viện, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức đi ra bên ngoài. Dưới bóng đêm lúc này có hai thân ảnh một đen một trắng đang đứng đó. Đông lão, Oánh tỷ, hai người các ngươi gọi muộn như vậy không biết có việc gì. Lục Lâm Thiên hỏi. Ngươi đã về tới Phi Linh Môn thì Phi Linh Môn cũng nên giao cho ngươi rồi. Bạch Oánh nói, dưới bóng đêm toàn thân trắng xóa, lại thêm dung nhan tuyệt mỹ, ai có thể nghĩ tới nàng đã vài chục tuổi cơ chứ. Oánh tỷ, thực lực của Phi Linh Môn hôm nay ta đã đại khái biết được. Lẽ nào Phi Linh Môn còn ẩn tàng thực lực sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày nói, hôm nay hắn cũng có thể đại khái nhìn ra một chút thực lực của Phi Linh Môn, tuy rằng thực lực ở bên ngoài cũng không tăng lên đáng kể, thế nhưng cũng vẫn là tăng cường, không ít trưởng lão và hộ pháp đều có đột phá. Ngươi cho là hơn 2 năm nay thực lực Phi Linh Môn chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì ngươi cũng quá coi thường hai lão gia hỏa chúng ta rồi. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Hiện tại chúng ta mang ngươi đi xem thực lực chân chính sau 2 năm của Phi Linh Môn. Thực lực chân chính. Lục Lâm Thiên nhíu mày,
khóe miệng khẽ mỉm cười. Xem ra quỷ tiên tử Bạch Oánh và lão độc vật hai năm này cũng không nhàn rỗi nha. Hơn hai năm nay do có quan hệ với dược liệu trong sơn mạch Vũ Đô đã có không ít thế lực quan tâm phi linh môn chúng ta. Hiện tại trong phi linh môn ta đã có thám tử của vài thế lực lớn, đánh chết hơn chục người, vì vậy thực lực chân chính của phi linh môn ta để an bài ở một nơi gần đây. Bạch Oánh nói, gọi thiên sĩ tuyết sư của ngươi ra đi, chỗ đó cũng không tính là gần. Huyết, Lục Lâm Thiên âm thầm gọi thiên sĩ tuyết sư và Tiểu Long, ba người nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư, lập tức dưới sự dẫn đường của quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức âm thầm không một tiếng động rời khỏi phi linh môn. Đông lão, Oánh tỷ, thực lực chân chính của phi linh môn hiện tại có bao nhiêu? Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên nhịn không được có chút chờ mong hỏi hai người. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hẳn sẽ không khiến cho ngươi thất vọng. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh nói. Hai năm nay thực lực phát triển mạnh cho nên phải dùng một chút thủ đoạn, trong lòng ngươi biết là được rồi, giai đoạn khác nhau nên dùng thủ đoạn khác nhau, cũng là điều bất đắc dĩ. Tiểu tử hiểu. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lão độc vật nói thủ đoạn khác nhau hẳn là dùng độc đan khống chế, hơn hai năm muốn phát triển tạo ra một cỗ thế lực không kém đương nhiên phải cần một chút thủ đoạn khác người. Ban ngày ta cũng đã thông báo cho bên kia, hiện tại có lẽ đang chờ, chờ sau khi ngươi tới nơi, những thứ này cũng giao cho ngươi. Tiểu tử, tiền bối ban ngày đi cùng ngươi tới là ai? Thôi hồn độc suất đông vô mệnh hỏi Lục Lâm Thiên. Tiểu tử ngươi cũng đừng gạt ta, đó tuyệt đối là cường giả, không biết ngươi làm sao mà mời tới được. Lúc này quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng có chút hiếu kỳ nhìn Lục Lâm Thiên, cường giả thần bí ban ngày làm cho nàng vô cùng hiếu kỳ về thân phận. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Không dám dối đông lão, đó chính là ân sư của tiểu tử, thế nhưng tiểu tử ngu dốt cho nên không thể bái vào làm môn hạ. Cái gì, bằng vào thiên phú cùng với thực lực biến thái của tiểu tử ngươi không ngờ tiền bối kia còn không hài lòng. Thôi hồn độc suất đông vô mệnh tức thì cả kinh, thiên phú và thực lực của Lục Lâm Thiên hắn biết, lần này lại đoạt được quán quân tam tông tứ môn, loại đệ tử này mà còn không hài lòng, quả thực quá kinh khủng. Lục Lâm Thiên mỉm cười, Nam Thúc không phải không hài lòng với hắn, mà là Nam Thúc không chịu chính thức thu hắn làm đệ tử, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Lâm Thiên, còn một việc ngươi phải chú ý một chút. Thế lực này ta đã chọn ra cho ngươi rồi, đều là cường giả được sàng lọc, cả đám đều có chỗ đặc biệt riêng, thế nhưng lại có chút tự mãn, tuy rằng phục tùng ta thế nhưng không nhất định sẽ phục tùng ngươi. Cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng tuy rằng ta và lão độc vật đã làm cho bọn họ gia nhập phi linh môn, thế nhưng muốn để cho bọn họ trung tâm với ngươi thì phải dựa vào chính ngươi rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, đạo thu người cũng cực kỳ phức tạp, quả thực người phàm có chút thực lực và bất phàm thì sẽ có một chút tính tình quái dị, nếu muốn chân chính thu phục tuyệt đối không hề dễ dàng. Thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng bay đi, dưới màn đêm này giống như là vô thanh vô tức vậy. Trong nháy mắt biến mất trong màn đêm. Trong đại điện lúc này có 8 đạo thân ảnh đang ngồi đó. Trong 8 người, 6 nam 2 nữ, người thứ nhất tuổi chừng 20, mặt mày như một bức tranh quả thực là một tuyệt sắc giai nhân. Dung mạo xinh đẹp, bộ cung trang trên người càng làm toát lên vẻ xinh đẹp của nàng. Người thứ hai, tuổi chừng 25-26, khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mi thon dài, màu da tuy rằng hơi đen, thế nhưng vẫn vô cùng tú lệ, dung mạo xinh đẹp. Đặc biệt cặp mắt ngập nước kia, lại thêm khí chất thanh nhã quả thực có vài phần tương tự với Lục Vô Song. Mà mấy người còn lại đều là trung niên, đám người này người mặc trường sam người mặc trường bào. Mà trong đó có một người tuổi vô cùng trẻ phỏng chừng 23-24 tuổi, thế nhưng người lại vô cùng mập mạp, rõ ràng chính là Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ, người có biết Bạch Cung Phụng gọi chúng ta tới là có chuyện gì không? Ta còn không ít chuyện cần phải làm đấy. Một đại hán mặc y phục hoàng sắc nói với Lưu Nhất Thủ, người này mày rậm mắt sáng, toàn thân toát ra khí tức bưu hãn. Ta cũng không biết, ta vừa mới nhận được tin tức từ Trấn Hoa Môn liền lập tức trở về, Bạch Cung Phụng bảo ta nhất định phải tới bằng không sẽ dùng môn quy xử trí ta. Đôi mắt của Lưu Nhất Thủ híp lại rồi nói. Lưu Nhất Thủ, nếu như ngươi mà vào hình đường ta cũng không thiên vị, trước tiên đánh ngươi rồi mới nói sau. Một hán tử mặc trường sam màu đen. Tuổi chừng hơn 30 gần 40, trong ánh mắt mang theo hàn ý nhìn Lưu Nhất Thủ rồi nói. Âu Dương đường chủ, ai không biết ngươi thiết diện vô tư rồi. Ta hối lộ ngươi cũng không được, thế nhưng ta nói cho ngươi biết,
hình đường các ngươi lần sau đừng tới tìm ta đòi tiền, ta cũng bận nhiều việc cần dùng tới lắm. Hắc hắc, Lưu Thủ Đoạn cười hắc hắc rồi nói. Diệp đường chủ, người phụ trách thẩm đường, có biết hôm nay Bạch Cung Phụng tìm chúng ta có chuyện gì không? Một hán tử mặc hoa phục tuổi chừng 40 nói với mỹ nhân tuyệt sắc tuổi chừng 20, người này ánh mắt thâm thúy trên khóe mắt còn có vết sẹo màu đen khiến cho người khác chú ý. Nữ tử tuyệt sắc kia mỉm cười, thanh âm giống như chim oanh hót, nói. Khang đường chủ, ta cũng không biết, sư phụ cũng không nói cho tỉ muội chúng ta biết, chỉ bảo ta thông chi cho mọi người tới đây mà thôi. Quả thực vô cùng kỳ quái, Bạch Cung Phụng bảo thẩm đường, vũ đường, hình đường, kim đường, linh đường tập trung, cũng chỉ có người phụ trách ngoại đường là không tới, theo đạo lý mà nói có lẽ là có chuyện cực kỳ quan trọng mới đúng. Đại hán mặc y phục hoàng sắc nói. Có lẽ Bạch Cung Phụng sắp tới rồi, chúng ta chờ một lát nữa đi. Lưu Nhất Thủ nói. Được rồi Nhất Thủ, trong đám chúng ta cũng chỉ có một mình ngươi đã gặp trưởng môn, có người nói trưởng môn là một tiểu tử chưa dứt sữa. Ngươi nói xem, trưởng môn rốt cuộc là dạng người gì? Một thanh niên áo xanh nói với Lưu Nhất Thủ, người này lớn lên giống như một cây đại thụ, cao to lực lưỡng, cường tráng, đặc biệt là mái tóc màu đen ngắn trên đầu như con nhím, vừa ngắn vừa thô. Lý Phó Đường Chủ, ta khuyên ngươi đừng xem thường trưởng môn, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Lưu Nhất Thủ nói, thật không, quả thực ta rất muốn nhìn xem. Đại hán áo xanh nói, Lưu Nhất Thủ, ta nghe tiểu sư muội nói trưởng môn là một tiểu xuất ca, không biết có phải không? Nữ tử thanh nhã chừng 24 tuổi kia hỏi Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ cười hắc hắc nói, đó là điều đương nhiên. Lưu Nhất Thủ, ta tra ra được tháng này linh đường các ngươi phát tài lớn. Một đống dược liệu được thu mua vào với giá thấp, cuối cùng lại bán ra đắt. Giá bị ngươi tăng lên gấp 2, có lẽ không ít người hiện tại còn đang chửi ngươi đó. Nữ tử tuyệt sắc chừng 24 tuổi kia nói, người này chính là nữ tử vừa được gọi là Diệp đường chủ, trong đôi mắt đẹp của nàng bắn ra một cỗ tinh mang, tuy rằng nhìn qua vô cùng ôn hòa, thế nhưng trên người cũng làm cho người ta có cảm cự tuyệt người ngàn dặm. Buôn bán lời một chút, ta cũng không muốn tăng giá cao như vậy, cũng không có biện pháp nha. Ám đường các ngươi, vũ đường, hình đường, lại còn ngoại đường, linh đường, tất cả đều dùng kim tệ của ta chống đỡ, sau này lại còn phải báo cáo với trưởng môn, cho nên ta đành phải nâng giá. Lưu Nhất Thủ ủy khuất nói. Lưu Nhất Thủ, tiểu tử ngươi đừng đem linh đường chúng ta vào. Không có đan dược của linh đường chúng ta, tiểu tử ngươi bán cái gì? Linh đường ta cũng không phải dùng không kim tệ của ngươi. Hắc hắc, Khang đường chủ nói chí phải, linh đường các ngươi không phải dùng kim tệ không nha. Lưu Nhất Thủ vội vã cười hắc hắc nói. Lưu Nhất Thủ, tháng này vũ đường chúng ta chi tiêu hơi lớn, có phải ngươi nên cấp thêm một chút kim tệ không? Đại hán mặc hoàng bào nói với Lưu Nhất Thủ. Các ngươi xem, vừa mới nói không cần tiền, hoàng phủ đường chủ lại đòi nữa rồi, áp lực của ta vô cùng lớn mà. Lưu Nhất Thủ bất đắc dĩ nói. Dưới màn đêm, tốc độ của thiên sĩ tuyết sư vô cùng nhanh chóng, thế nhưng hai canh giờ sau mới tới một ngọn núi. Chúng ta tới rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên nhìn xuống mảnh núi non liên miên phía dưới chân hắn hiện tại là một đỉnh núi lớn, quanh nó là con đường đá dài kéo thẳng lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có không ít cung điện, kiến trúc khác nhau. Đây là phân đà. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Đây không phải là chỗ nào xa lạ, mà là đại bản doanh của La Sát Môn khi trước, hắn diệt La Sát Môn rồi lưu lại chỗ này là một phân đà của Phi Linh Môn. Không sai, ta muốn đưa ngươi tới phân đà, bình thường đây cũng là địa điểm chúng ta liên hệ, cũng là đại bản doanh của ám đường của Phi Linh Môn chúng ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Ám đường. Lục Lâm Thiên nghi hoặc, có lẽ đây là đường mà quỷ tiên tử Bạch Oánh lập ra trong 2 năm gần đây. Khi trước hắn rời khỏi đây đi Vân Dương Tông Phi Linh Môn còn chưa đó đường này. Ám đường chuyên môn thu thập tình báo và tư liệu, mỗi ngày ở đây đều có thể thu được tin tức của các thế lực lớn trong cổ vực và đại lục Linh Vũ. Trong cổ vực, các thế lực nhất lưu cơ bản chúng ta đều có người, thế lực nhị lưu thì còn non nửa chưa có, đương nhiên, đây cũng chỉ có thể tìm hiểu một chút tin tức mặt ngoài của các thế lực lớn mà thôi. Tin tức quan trọng trong nội bộ các thế lực lớn muốn thăm dò không dễ. Cho nên hiện tại chúng ta đang suy nghĩ biện pháp cài người thêm vào. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Bao trùm toàn bộ cổ vực và đại lục Linh Vũ sao? Lục Lâm Thiên không nhịn được mà giật mình,
đây quả thực là chuyện vô cùng kinh khủng. Đây là một hạng mục vô cùng khổng lồ. Sau khi ngươi rời đi, chuyện thứ nhất ta làm chính là xây dựng ngay ám đường này. Hơn 2 năm qua, chỉ riêng ám đường này cũng đã tiêu hao 2 ức kim tệ. Tới hiện nay ám đường này mới chỉ có một chút quy mô và hiệu quả. Cho nên, hiện tại Phi Linh Môn rất nghèo, vừa vặn ngươi trở về, ngươi nên nghĩ biện pháp đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười nói. 2 ức kim tệ, giá trị vô cùng lớn, nhưng cho dù là 5 ức kim tệ, 10 ức kim tệ cũng vô cùng đáng giá. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, bao phủ toàn bộ cổ vực và đại lục Linh Vũ, đám tin tức này đối với một sơn môn bình thường mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng đối với một môn phái lớn mà nói, đây là thứ tuyệt đối cần. Là người kiếp trước, Lục Lâm Thiên đương nhiên biết tầm quan trọng của tin tức ra sao. Có đôi khi, tin tức ai nhanh hơn là có thể thắng lợi. Mà sở hữu được một mạng lưới tin tức khổng lồ, đây là việc đầu tiên mà một đại phái cần làm. Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ, thân phận của hắn ở Phi Linh Môn bị Vân Dương Tông biết được cũng là do Vân Dương Tông có người ở trong cổ vực. Xem ra 2 năm nay khổ cực Oánh tỷ và Đông lão rồi. Lục Lâm Thiên thi lễ với 2 người. Tiểu tử, ngươi đừng nói dễ nghe như vậy. Chúng ta xuống phía dưới thôi, để cho ngươi nhìn qua một chút thực lực chân chính của Phi Linh Môn chúng ta 2 năm qua như thế nào. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. 3 người nhảy xuống lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư lên đỉnh núi. Tiểu Long vẫn luôn xoay quanh vai Lục Lâm Thiên. Sau khi phân phó Thiên Sĩ Tuyết Sư ở phụ cận chờ, Lục Lâm Thiên và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức đi tới phía trước. Nơi này vốn là tổng đàn của La Sát Môn khi trước, hiện tại là phân đà của Phi Linh Môn. Không biết từ khi nào nơi này đã trồng một mảnh trúc, gió đêm khẽ thở, lá trúc xào xạc, dưới bóng đêm giống như một đầu quỷ ảnh đang dương nanh múa vuốt. Lục Lâm Thiên đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên sắc mặt kinh hãi nói. Oánh tỷ, tỷ bố trí trận pháp ở đây sao? Không sai, đây là một đại trận bên ngoài. Trận pháp này coi như là vũ giả vũ xuất cửu trọng, nếu như không am hiểu trận pháp cũng khó có thể tiến vào. 2 năm nay đã có không ít thám tử các thế lực khác tiến vào bên trong. Đây là đại bản doanh của ám đường cho nên phải cẩn thận một chút mới được. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Đi theo ta là được, đừng để bị vây trong đại trận. Không hổ là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, lúc này Lục Lâm Thiên mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của quỷ tiên tử Bạch Oánh. Đi qua rặng trúc, trên đỉnh núi, một kiến trúc khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Lục Lâm Thiên. Chính là đại điện của La Sát Môn khi trước, thế nhưng lúc này đại điện đã được sửa chữa một phen, diện tích cũng lớn hơn không ít. Tham kiến 2 vị cung phụng. Lúc này, 2 đệ tử tu vi vũ sư đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh 2 người lập tức hành lễ. Đệ tử không biết trưởng môn giá lâm, mong trưởng môn thứ tội. Khi 2 đệ tử nhìn về phía Lục Lâm Thiên bên cạnh Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh tức thì sắc mặt đại biến. 2 người này đều là đệ tử của Cửu Hoa Môn đầu hàng, sau khi được nhận vào hiện tại cũng được coi như đệ tử lâu năm của Phi Linh Môn, đương nhiên là nhận ra Lục Lâm Thiên. Đệ tử bình thường trong Phi Linh Môn ngay từ đầu không biết trưởng môn rời khỏi Phi Linh Môn, thế nhưng lâu dần không ít đệ tử biết trưởng môn rời khỏi Phi Linh Môn, lúc này 2 đệ tử Phi Linh Môn đột nhiên nhìn thấy trưởng môn xuất hiện cho nên vô cùng hoảng sợ. Đúng lên đi! Lục Lâm Thiên nói với 2 đệ tử Phi Linh Môn. Các đại đường chủ tới đủ chưa? Quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi. Bẩm cung phụng, các đại đường chủ đều tới rồi. Trưởng môn, chúng ta vào thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, trước mặt người ngoài mặc kệ là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hay là quỷ tiên tử Bạch Oánh đều gọi Lục Lâm Thiên là trưởng môn. Lục Lâm Thiên gật đầu lập tức đi cùng 2 người vào trong đại điện. Trong đại điện, đám người Lưu Nhất Thủ đang chờ đợi, bỗng nhiên mấy người nhíu mày rồi lập tức đứng dậy. Trong tâm thần bọn họ đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức. Biết có người tiến vào, mà lại có thể tiến vào đại điện thì chỉ có 2 vị cung phụng. Thế nhưng lúc này sắc mặt đám người lại có chút nghi hoặc, trong tâm thần cảm ứng của bọn họ, lúc này có 3 đạo khí tức đang tiến đến, ngoại trừ 2 vị cung phụng ra còn có 1 người khác. Nhìn thấy tất cả mọi người đứng lên, Lưu Nhất Thủ cũng lập tức đứng dậy, trong lòng nghĩ có lẽ 2 vị cung phụng tới rồi. Thực lực của hắn cũng không mạnh bằng những người khác, đương nhiên không thể cảm ứng được có người tới. Mọi người đứng dậy một lát thì bên ngoài, 3 đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tham kiến 2 vị cung phụng. 8 người lập tức hành lễ.
chư vị tới thật sớm, miễn lễ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Ánh mắt mọi người lúc này đã sớm rơi vào trên người Lục Lâm Thiên. Nhìn vào thanh niên chừng 20 tuổi, y phục màu xanh, ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng dường như có một chút tiêu ý. Đặc biệt trên vai còn có một con yêu thú màu vàng nhỏ đang ngẩng đầu nhìn quanh, khiến cho người khác không khỏi chú ý. Lưu Nhất Thủ tham kiến trưởng môn. Mà nhìn thấy thanh niên này, trong đôi mắt của Lưu Nhất Thủ đột nhiên hưng phấn, nhanh chóng hành lễ. Trưởng môn. Sắc mặt 7 người còn lại không khỏi biến hóa, thanh niên trước mặt bọn họ hóa ra là trưởng môn Phi Linh Môn, nhìn thanh niên này, quả thực có chút giống như lời đồn bên ngoài. Lưu Nhất Thủ, người càng lúc càng béo ra nhỉ, đứng lên đi. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt lập tức liếc nhìn đám người trong đại điện, cuối cùng mới nhìn vào Lưu Nhất Thủ. Biến hóa của Lưu Nhất Thủ đã vượt xa dự liệu của Lục Lâm Thiên. Trong hơn 2 năm thôi mà không ngờ hắn lại béo tới tình trạng như thế này. Mà lúc này, điều khiến cho Lục Lâm Thiên chân chính khiếp sợ chính là 7 người khác có mặt trong đại điện. Từ khí tức trên người bọn họ Lục Lâm Thiên cũng không khó nhận thấy, trong 7 người này có 5 vũ xuất, 1 vũ tướng cửu trọng, còn có 1 linh xuất. Khiếp sợ, lúc này Lục Lâm Thiên tuyệt đối khiếp sợ. Đây chính là thế lực mà quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh muốn giao cho hắn sao? 5 vũ xuất, 1 linh xuất, 1 vũ tướng cửu trọng, loại thế lực này quả thực không tồi. Nếu nhưng theo lời quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói, thực lực của Phi Linh Môn lúc này chỉ sợ đã được coi là thế lực nhị lưu rồi. Nhưng lúc này, Lục Lâm Thiên từ trong khiếp sợ lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người. Lưu Nhất Thủ đứng dậy, lúc này 7 người còn lại ánh mắt đều đang đánh giá Lục Lâm Thiên, lông mày không khó nhíu lại, thực lực của Lục Lâm Thiên bọn họ cũng không nhìn thấu. Chư vị, đây là trưởng môn của bản môn, chư vị còn không mau hành lễ. Ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh đảo qua đám người, thanh âm mang theo chút hàn ý. 7 người nhìn vào Lục Lâm Thiên rồi liếc mắt nhìn nhau, dường như có một chút không cam lòng, thế nhưng quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, bọn họ không dám trái lời, lập tức tiến lên hành lễ. Quên đi, miễn lễ. Lục Lâm Thiên phất tay lên, ánh mắt đảo qua đám người, hắn cũng biết đám người này sẽ không dễ dàng phục tùng mình như vậy. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng không nói gì. Lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, người ngồi xuống đi. Được. Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng, lập tức trong ánh mắt chăm chú của mọi người đi qua một nữ tử xinh đẹp chừng hơn 20 tuổi, chân khí dưới chân Lục Lâm Thiên trong nháy mắt chợt lóe, một vòng xoáy bằng chân khí trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời thân thể trực tiếp đánh về phía nữ tử xinh đẹp kia. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên kinh hãi, vẻ mặt trầm xuống, bàn chân trong tích tắc mắt điểm một cái. Chân khí thuộc tính phong bạo phát, thân thể trong nháy mắt thối lui. Siêu siêu. Trong nháy mắt này, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời vòng xoáy dưới chân giống như một cơn lốc, chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát khiến cho không gian chung quanh chấn động, gấp khúc. Sắc mặt nữ tử xinh đẹp kia đại biến, nàng thậm chí còn có cảm giác tốc độ của nàng đã bị ảnh hưởng, tốc độ của đối phương trực tiếp khiến cho tốc độ lùi lại của nàng chậm đi. Mà khi nữ tử này đang định giãy giụa, lúc này không khí quanh thân này đột nhiên rung động. Hóa ra là cây cỏ, ta lại tưởng là một con tiểu trùng. Lúc này, bên tai nữ tử tuyệt mỹ vang lên một thanh âm bình thản. Lập tức một bàn tay nhẹ nhàng từ phía sau lưng đặt lên vai phải của nàng, tức thì có một cỗ không khí thổi qua cổ của nàng. Lúc này, sau khi người phía sau đặt tay lên vai nữ tử tuyệt mỹ, sắc mặt nữ tử tuyệt mỹ này đột nhiên đại biến. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia vô cùng kinh hãi, vẻ mặt tái nhợt. Ngươi nhìn xem, ta lại còn tưởng rằng là một con sâu, hóa ra là một cái lá cây nhỏ. Chân khí thu lại, thanh âm nhàn nhạt của Lục Lâm Thiên vang lên, lúc này trong tay hắn xuất hiện một chiếc lá nhỏ. Tốc độ thật khủng khiếp, quả kinh khủng. Lúc này, hầu như mọi người đều nghĩ tới tốc độ vừa rồi của Lục Lâm Thiên. Ngay cả thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng không có ngoại lệ. Tốc độ của Lục Lâm Thiên vừa rồi tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mà lúc này nhìn thân ảnh Lục Lâm Thiên bên cạnh nữ tử tuyệt mỹ kia, đám người trong đại điện không nghĩ tới trong một thời gian ngắn lại có thể lấy một chiếc lá trên vai nữ tử này, cũng có thể trong nháy mắt lấy được tính mạng của nàng. Tuy rằng là xuất thủ bất ngờ khiến cho đối phương không kịp phản ứng, có cảm giác chiếm chút tiện nghi, thắng cũng không vẻ vang. Thế nhưng điều này cũng chứng minh tốc độ của người thanh niên này vô cùng nhanh. Bản thân nữ tử này chính là vũ giả phong hệ,
tốc độ cũng cực kỳ nhanh, thế nhưng lại bị người khác tiếp cận, đủ thấy người thanh niên này đáng sợ ra sao. Lúc này nữ tử kia cũng thầm đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng vừa rồi bản thân nàng không có phòng bị. Nhưng nàng cũng cảm giác được tốc độ của vị trưởng môn này tuyệt đối vô cùng kinh khủng, coi như là nàng có chuẩn bị chỉ sợ cũng khó thoát khỏi tay hắn được. Chiếc lá này hại ta lại tưởng là con sâu, đốt đi vậy. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, trong tay đột nhiên có một cỗ chân khí hỏa hệ bùng ra, trong nháy mắt đem chiếc lá đốt thành cho tàn. Trong chớp mắt này, một cỗ hàn ý quanh người Lục Lâm Thiên nhanh chóng khuếch tán, hàn ý này theo chiếc lá nóng dần trên tay khuếch tán ra, khi chiếc lá bị đốt hoàn toàn thành cho tàn thì cũng được thu lại. Lúc này, sắc mặt đám người trong đại điện khẽ biến, trưởng môn này đâu phải là nhìn gà hóa quốc, đây chính là cảnh cáo mọi người, trong lòng đám người lúc này không khỏi cùng xuất hiện một ý nghĩ, vị trưởng môn này chỉ sợ không đơn giản. Đa tạ trưởng môn. Lúc này nữ tử xinh đẹp khẽ mở miệng nói với Lục Lâm Thiên, trong lòng còn chưa bình tĩnh lại. Tất cả mọi người ngồi đi. Lục Lâm Thiên nói, chân khí quanh người thu lại, lập tức khôi phục bộ dạng lạnh nhạt kia. Thế nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng có chút phập phồng. Vừa rồi hắn cũng cố ý làm ra chuyện này, nếu như giấu giếm thực lực, nói không chừng đám người này căn bản sẽ không đặt hắn vào trong mặt. Vì muốn đạt được hiệu quả, hiện tại hắn chỉ có tu vi vũ tướng tam trọng, không thể làm gì khác hơn, thứ duy nhất cũng chỉ có thể là tốc độ. Phù quang lược ảnh phối hợp với tốc độ của vũ giả phong hệ, dưới tình huống bất ngờ trong nháy mắt làm cho một vũ tướng cửu trọng kinh sợ đương nhiên không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng đối phương cũng là vũ giả phong hệ, chỉ cần cự ly hơi xa một chút, hắn không những lập uy không được mà còn xấu mặt. Vì lần lập uy này Lục Lâm Thiên chỉ mới biểu hiện ra tốc độ của mình mà thôi, kỳ thực cũng không tính là lập uy, những vũ suất này cũng không đơn giản mà phục tùng hắn như vậy. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lục Lâm Thiên không có một chút khách khí nào ngồi vào vị trí trung tâm, hai người thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh ngồi ở hai bên hắn. Mà lúc này, sắc mặt đám người phía dưới có chút biến hóa ngồi về vị trí của mình. Chư vị, trước tiên giới thiệu với trưởng môn về bản thân mình đi. Cũng để cho trưởng môn biết về các ngươi. Khang đường chủ, từ linh đường các ngươi đi. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói, cỗ hàn ý trên người hắn khiến cho tất cả mọi người ngồi phía dưới không khỏi lạnh lẽo. Đối với thân phận của hai người thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, khi bọn họ gia nhập phi linh môn cũng đã biết. Tham kiến trưởng môn, thuộc hạ Khang Tử Vân của linh đường, linh suất tam trọng. Hiện tại là đường chủ của linh đường. Một hán tử tuổi chừng 40 mặc hoa phục đứng lên nói, cố ý nhấn mạnh bốn chữ vũ suất tam trọng, dụng ý không cần nói cũng biết. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn người này, vừa rồi hắn đã quan sát qua, ánh mắt thâm thúy, trên khóe mắt còn có một vết sẹo màu đen, thực lực linh suất tam trọng tuyệt đối đã rất mạnh. Loại linh giả thực lực như vậy coi như là bên trong tam tông tứ môn cũng có thể trở thành trưởng lão. Không biết cường giả như vậy thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh tìm từ đâu tới. Tham kiến trưởng môn, tiểu nữ gọi là Tử Diệp Phi, vũ suất nhất trọng, là một trong ba đường chủ của ám đường. Nữ tử tuyệt mỹ kia đứng dậy nhìn Lục Lâm Thiên nói, thanh âm giống như chim oanh hót, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, khóe miệng mỉm cười khiến cho người nhìn vào không khỏi cảm thấy thoải mái. Tham kiến trưởng môn, tiểu nữ gọi là Tử Diệp Mỹ, vũ tướng cửu trọng. Là một trong ba đường chủ của ám đường. Nữ tử vừa rồi bị Lục Lâm Thiên lấy một chiếc lá cây nhỏ trên vai đứng lên, hai mắt ngập nước, trên khuôn mặt có khí chất thanh nhã, nhưng lúc này, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên dường như có chút ba động. Tham kiến trưởng môn, tại Hạ Hoàng Phủ Kỳ Tùng, vũ suất tam trọng là một trong ba đường chủ ám đường. Một đại hán mặc hoàng bào đứng dậy nói. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn người này lông mày thô mắt sáng, toàn thân tỏa ra khí tức bưu hãn. Thực lực vũ suất tam trọng trong tam tông tứ môn cũng có thể liệt vào hàng hộ pháp. Tham kiến trưởng môn, tại hạ là Lý Chỉ Chính, vũ suất nhị trọng, một trong ba đường chủ của vũ đường. Một đại hán trung niên mặc y phục màu xanh đứng dậy nói. Nhìn người này, tuổi tác cũng không lớn, chừng 30, còn chưa tính là trung niên, lớn lên giống như một cái cây đại thụ, vô cùng lực lưỡng, cao lớn, cường tráng, mái tóc ngắn màu đen trên đầu. Vừa ngắn vừa thô giống như lông của một con nhím, thực lực vũ suất nhị trọng, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ thỏa mãn, một khi đạt tới vũ suất không thể nghi ngờ đều được coi là cường giả. Tham kiến trưởng môn, tại hạ gọi là Âu Dương Lãnh Tật, vũ suất tam trọng mộc hệ, một trong ba đường chủ của hình đường.
Một hán tử mặc trường sam màu đen đứng lên nói. Tuổi chừng hơn 40, ánh mắt lúc nào cũng có chút hàn ý, quanh thân có một cỗ khí thế uy nghiêm vô hình. Tham kiến trưởng môn, tại hạ gọi là Viễn Quan, vũ xuất nhất trọng thủy hệ, là phó đường chủ hình đường. Cuối cùng, có một hán tử mặc trường sam màu xanh nhạt đứng dậy, người này có một cỗ khí tức âm nhu, ánh mắt cũng âm nhu như vậy. Tất cả mọi người đứng dậy thi lễ, đến lượt Lưu Nhất Thủ đứng lên hành lễ một chút rồi nói. Trưởng môn, Bạch Cung Phụng để thuộc hạ làm phó đường chủ đại kim đường. Chư vị đều ngồi cả đi. Mọi người giới thiệu xong, Lục Lâm Thiên nói. Nghe mọi người giới thiệu về bản thân mình, đối với mọi người Lục Lâm Thiên cũng có lý giải sơ bộ. Thế nhưng những đường chủ này hiện tại chỉ là tạm mà thôi, có lẽ quỷ tiên tử Bạch Oánh chờ hắn đồng ý mới chính thức là đường chủ. Trưởng môn, hiện tại tổng cộng có 6 đường phân biệt là ám đường, vũ đường, hình đường, kim đường, linh đường, ngoại đường. Ám đường phụ trách việc thu thập tin tức tình báo, vũ đường phụ trách huấn luyện đệ tử tinh anh, cũng chính là thực lực bề ngoài của phi linh môn chúng ta. Hình đường chủ quán hình pháp, trong bản môn có người phản bội hoặc là tù binh bắt được bên ngoài đều do hình đường phụ trách. Kim đường phụ trách tất cả sinh ý hiện tại của phi linh môn. Chính là đầu nguồn chi tiêu của phi linh môn chúng ta. Linh đường phụ trách việc luyện chế đan dược và binh khí. Kim đường phụ trách buôn bán. Còn có ngoại đường, chủ yếu phụ trách tất cả công việc trong địa bàn phi linh môn chúng ta, thuộc về thực lực ngoài sáng của phi linh môn hiện tại. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói với Lục Lâm Thiên. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Trưởng môn, ám đường hiện tại do Diệp Phi phụ trách. Diệp Phi trong cổ vực cũng có một chút danh tiếng, người đời gọi là quỷ ảnh La Sát. Cùng với Diệp Mỹ chính là thân tỉ muội, đều là ký danh đệ tử nhiều năm trước đây của ta, 2 năm trước bị ta kéo tới phi linh môn. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, Diệp Phi, Diệp Mỹ, thảo nào hắn nhìn hai nàng có 5 phần tương tự, hóa ra là tỉ muội. Lại là ký danh đệ tử của quỷ tiên tử Bạch Oánh, có lẽ là bởi vì quỷ tiên tử Bạch Oánh cho nên hai người bọn họ mới tới phi linh môn, có thể được quỷ tiên tử Bạch Oánh thu làm đệ tử ký danh, tuyệt đối có chỗ bất phàm của mình. Trưởng môn, vũ đường hiện tại do Hoàng Phủ Kỳ phụ trách, Hoàng Phủ đường chủ trong cổ vực cũng là người có danh tiếng cực cao, được người ta gọi là thiết quyền. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức nói với Hoàng Phủ Kỳ. Hoàng Phủ đường chủ, gần đây tiến độ thế nào rồi? Hồi bẩm cung phụng, vũ đường hiện tại có 5.000 đệ tử, tu vi vũ sĩ 4.000, đệ tử vũ sư 800, trong đó vũ sư bát trọng có hơn 100, đệ tử vũ phách có 70 người. Thế nhưng đệ tử vũ phách bát trọng chỉ có 18 người. Về phần vũ tướng tổng cộng mới có 9. Hoàng Phủ Kỳ nói. Nhiều người như vậy sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên kinh hãi, không nghĩ tới trong vũ đường của phi linh môn hiện tại lại có nhiều đệ tử như vậy. Đệ tử vũ sư không ngờ có 800, vũ phách có hơn 10 người, vũ tướng cũng có 9 người, chỉ cần như thế phi linh môn cũng đủ tiến vào hàng ngũ thế lực nhị lưu. Trưởng môn. Người của vũ đường hiện tại đều do Hoàng Phủ đường chủ là Lý đường chủ huấn luyện trong sơn mạch vũ đô, cho nên cỗ thực lực của vũ đường phi linh môn ta hiện tại có lẽ những thế lực khác còn chưa biết, đây chính là thế lực mà hơn 2 năm nay chúng ta phát triển. Dường như cảm thấy Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, thực lực hiện tại của phi linh môn toàn bộ đều trong tối, đến một lúc nào đó bạo phát nhất định sẽ khiến cho không ít người giật mình. Trưởng môn. Hình đường hiện tại do đường chủ Âu Dương Lãnh Tật phụ trách. Âu Dương đường chủ tinh thông mấy trăm loại hình phạt sống không bằng chết, được người ta gọi là phi đao, phó đường chủ cũng là người tinh thông hình phạt, nhân số của hình đường hiện nay không nhiều lắm, thế nhưng mỗi người đều là hảo thủ. Trong đó vũ phách có hơn 10 người, vũ tướng có 5, phụ trách việc thưởng phạt các đệ tử trong phi linh môn, trực tiếp thuộc quyền điều khiển của trưởng môn, chỉ nghe lệnh một mình trưởng môn mà thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói. Lục Lâm Thiên âm thầm gật đầu, chức trách của hình đường vô cùng lớn, tương lai phi linh môn phát triển, nhân số đâu phải chỉ dừng lại vạn người, đến lúc đó phản bội cũng không phải là không có hình đường sẽ không làm kẻ khác kinh sợ. Mà người trong hình đường, không phải là kẻ bình thường có thể đi vào. Khang đường chủ của linh đường hiện tại phụ trách toàn bộ linh đường. Hiện tại phi linh môn chúng ta có 4 linh phách, 9 linh sư, nhân số vẫn vô cùng ít, thế nhưng chúng ta vẫn phải lập ra linh đường. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, có nhiều linh giả như vậy Lục Lâm Thiên đã vô cùng thỏa mãn, linh giả vốn rất thưa thớt, có thể tìm được nhiều người như vậy,
có lẽ thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh đã tốn không ít công sức. Kim đường hiện tại không có đường chủ thích hợp, thế nhưng biểu hiện của Lưu Nhất Thủ hai năm nay không tồi, chống đỡ toàn bộ phi linh môn chúng ta. Nếu như không có kim đường, phi linh môn chúng ta chỉ sợ không chống đỡ được. Vì vậy, Lưu Nhất Thủ tạm thời làm phó đường chủ, về phần ngoại đường cũng chưa chọn được đường chủ, hiện nay do Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên phụ trách. Thế nhưng hai người này cũng không biết sự tồn tại của ngoại đường. Trong phi linh môn chúng ta ngoại trừ những người ngồi đây cũng không ai biết tới sự tồn tại của sáu đường này. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Hai năm nay đa tạ Đông Lão và Oánh tỷ rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói xong, Lục Lâm Thiên lập tức đứng dậy cung kính thi lễ với hai người. Thời gian hơn hai năm hai người khiến cho phi linh môn phát triển tới mức độ hiện tại, vượt qua kỳ vọng của Lục Lâm Thiên rất nhiều. Ha ha, trưởng môn, người khách khí rồi. Thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh cười ha hả nói, thế nhưng trong lòng cũng vô cùng hưởng thụ, Lục Lâm Thiên có thể đứng trước mặt mọi người hành lễ với hắn, đủ để chứng minh sự tôn kính trong lòng Lục Lâm Thiên với hắn. Trưởng môn, tất cả đã giao cho ngươi, thế nhưng hiện tại cũng có một đống chuyện phiền toái cần ngươi xử lý. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, trong lòng lúc này mới hiểu rõ quỷ tiên tử Bạch Oánh. Thảo nào thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh đã nói. Khi trước không ít đại môn đại phái cực lực chiêu mộ quỷ tiên tử Bạch Oánh gia nhập, hiện tại xem ra hắn đã kiếm được không ít tiện nghi, nếu như việc này bản thân hắn đi làm chỉ sợ trong vòng 2 năm căn bản không có khả năng làm được như vậy, còn có chúng cường giả này, trong thời gian ngắn không thể làm mời tới được. Lưu Nhất Thủ, những vấn đề phiền phức đều là do kim đường các ngươi cung ứng không đủ nên mới dẫn tới, ngươi nói xem ngươi gặp phải phiền phức gì. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Trưởng môn. Bạch Cung Phụng. Lưu Nhất Thủ đứng dậy nói. Theo sự phát triển ngày càng lớn của ám đường, vũ đường, ban đầu thì không sao, kim đường của ta có thể miễn cưỡng duy trì, thế nhưng hiện tại đã bắt đầu ăn không tiêu, tiền không đủ, đem dược liệu bán ra ngoài, tuy rằng lời gấp đôi, nếu không dùng đám kim tệ này, lại mua một nhóm dược liệu nữa là sẽ gấp ba, thế nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại dòng binh đoàn bên trong sơn mạch vũ đô đã mất non nửa. Bởi vì cửu đầu yêu giao nhằm vào nhân loại cho nên hơn phân nửa đám dòng binh đoàn không dám tiến vào. Còn có không ít thế lực trong cổ vực giả dạng làm dòng binh đoàn thu mua dược liệu, ảnh hưởng đối với chúng ta cũng vô cùng lớn. Hơn nữa Trấn Đoàn Sơn, Trấn Hoa Môn hiện tại cũng xuất hiện không ít thế lực khác đang trữ dược liệu, muốn mượn cơ hội chống lại phi linh môn chúng ta, cho nên hiện tại chúng ta đã ngày càng khó khăn. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Xem ra phi linh môn muốn phát triển thì càng cần tới kim tệ nhiều hơn. Phi linh môn gần hai trấn nhỏ với sát biên giới sơn mạch vũ đô, muốn nuôi sống nhiều người như vậy lại còn muốn phải triển, có thể đi tới bước này có lẽ trước đây bảo tàng phi linh môn lưu lại đã dùng gần hết, loại tiêu hao như vậy không phải là một số lượng nhỏ. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng một lần nữa cảm giác được giống như kiếp trước của mình, muốn phát triển thì cần có tiền, đó là con số thiên văn, không phải 10 vạn, mấy trăm vạn kim tệ là đủ. Trưởng môn, nhân số vũ đường hiện tại đã tăng thêm, ăn uống ngủ nghỉ cũng không phải là số lượng nhỏ. Hiện tại có lẽ chỉ còn 5.000 vạn kim tệ, 5.000 vạn kim tệ này chỉ có thể duy trì một tháng, mong trưởng môn cấp cho ta sớm. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này ánh mắt đám người đều mang theo chút thâm ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên, Hoàng Phủ Kỳ trực tiếp hỏi trưởng môn tiền, mọi người cũng biết đây là Hoàng Phủ Kỳ cố ý. Dường như hắn muốn nhìn xem vị trưởng môn này có xuất ra được hay không. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng hắn sao lại không biết Hoàng Phủ Kỳ Tùng này muốn làm khó mình chứ, hắn lập tức nói. 5.000 vạn sao? Vẻ mặt trầm xuống, Lục Lâm Thiên nói. Hoàng Phủ đường chủ, trên người ta cũng không có nhiều kim tệ như vậy đi, nếu như ngươi cần gấp, 3 ngày sau ta đưa cho ngươi 5.000 vạn, 10 ngày sau ta cho ngươi một ức kim tệ, ngươi chọn đi. Mọi người nhìn nhau trong lòng thầm nghĩ khẩu khí của vị trưởng môn này quả thực quá lớn. Một ức kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ. Huống chi hiện tại cũng không chỉ riêng Minh Vũ đường thiếu tiền, trên cơ bản những đường khẩu khác đều thiếu, xuất ra một ức kim tệ cấp cho vũ đường, điều này không phải dễ. Trưởng môn, hiện tại cũng không cần lắm, ta còn có thể duy trì vài ngày, vậy thì 10 ngày sau vậy. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói, hơn 5 ngày thì kiếm được thêm gấp đôi. Hắn đương nhiên sẽ chọn cái sau, đến lúc đó xem vị trưởng môn này có thể xuất ra được không. Trưởng môn,
ám đường hiện tại đang vào thời điểm phát triển mấu chốt, chúng ta cũng thiếu tài chính, xin trưởng môn cấp cho chúng ta. Quỷ ảnh La Sát chậm rãi nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lâm Thiên. 10 ngày sau sẽ cấp cho ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía mọi người, xem ra những người này đều có ý tưởng muốn cắt hắn một đao, nếu như lúc này không xuất ra được, chỉ sợ sau này muốn trấn áp bọn họ rất khó. Kim tệ mà thôi, Lục Lâm Thiên cũng không để ý cho lắm, kim tệ trên người hắn cũng không nhiều, thế nhưng những vật có giá trị xa xỉ cực kỳ nhiều, một bộ vũ khí hoàng cấp cao giai cũng có giá mấy nghìn vạn, có bộ gần 1 ức kim tệ, nếu như xuất ra một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai vậy thì có thể khiến cho mọi người điên cuồng. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, mọi người cũng có chút chờ mong, không biết tiểu trưởng môn này đến lúc đó có thể xuất ra được không? Hoàng Phủ Đường Chủ, Diệp Đường Chủ, các người muốn kim tệ vậy thì cũng phải giúp ta một chuyện. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Diệp Phi nói. Như vậy đi, Diệp Đường Chủ, ngươi lập tức truyền tin tới toàn bộ cổ vực, cùng với mạng lưới tin tức của Phi Linh Môn ta, phát ra tin tức 10 ngày sau trên Trấn Hoa Môn sẽ tổ chức một hội đấu giá, sẽ có khôi lỗi cấp 5, đan dược cao giai lục phẩm, vũ khí hoàng cấp cao giai. Trưởng môn, mấy thứ này muốn bán đấu giá sao? Diệp Phi nhíu mày, trên khuôn mặt Mỹ Lệ có chút kinh ngạc, lúc này tất cả mọi người đều vô cùng kỳ quái. Khôi lỗi cấp 5, vũ khí hoàng cấp cao giai, đan dược cao giai lục phẩm đều là bảo vật khó có được, người bình thường cũng sẽ không bán ra mấy thứ này. Không sai, mặt khác thông báo cho những địa phương khác, trong Phi Linh Thương Hành lần này sẽ đấu giá một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai hỏa hệ và một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai thổ hệ. Lục Lâm Thiên nói với Diệp Phi. Cái gì? Tất cả mọi người đang ngồi đều vô cùng giật mình kinh ngạc, bán đấu giá vũ khí hoàng cấp đã khiến cho mọi người không thể tưởng tượng được rồi, hiện tại không ngờ lại muốn bán cả vũ khí huyền cấp sơ giai. Loại vũ khí này coi như là đại môn đại phái cũng tuyệt đối cấm truyền ra bên ngoài. Ai cũng không muốn đem vũ khí huyền cấp sơ giai đi đấu giá, thế nhưng không chỉ đấu giá mà lại đấu giá những hai bộ. Trưởng môn, quả thực phải mang vũ khí huyền cấp sơ giai ra đấu giá sao? Diệp Phi hỏi. Ánh mắt xinh đẹp kia vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. Vị trưởng môn này rốt cuộc có vũ khí huyền cấp sơ giai hay không? Hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai trong người, đây không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Cứ làm theo lời ta nói là được. Lục Lâm Thiên nói với Diệp Phi, lại nhìn Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Hoàng Phủ Đường Chủ, Vũ Đường người phái người trong vòng 10 ngày kiến tạo một phòng đấu giá có thể dung nạp 2 vạn người trên Trấn Hoa Môn. Đấu giá hội này do Vũ Đường các ngươi phụ trách, thế nhưng cũng không nên bại lộ nhiều thực lực, cũng đừng để cho người khác biết Vũ Đường các ngươi có quan hệ với Phi Linh Môn. Ít nhất hiện tại đừng cho người khác biết, bằng không theo môn quy mà xử. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. 10 ngày sau ta muốn nhìn thấy một phòng đấu giá khiến ta thỏa mãn. Về phần phí tổn ngươi có thể thương lượng giải quyết với Kim Đường, nếu có những vấn đề khác thì do người Kim Đường tìm trưởng lão Phi Linh Môn giải quyết. Lục Lâm Thiên nói, do Vũ Đường thuộc hạ phụ trách, Hoàng Phủ Kỳ Tùng dường như có chút ngoài ý muốn nói. Nếu như Hoàng Phủ Đường chủ không làm được vậy thì ta sẽ để cho người khác làm vậy. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Không thành vấn đề, 10 ngày nhất định thuộc hạ sẽ làm được. Hoàng Phủ Kỳ Tùng cắn răng nói. Trưởng môn, thời gian 10 ngày, tin tức đấu giá hội truyền đi. Chờ sau khi thu được tin tức rồi kịp chạy tới Trấn Hoa Môn cũng không có nhiều người cho lắm, có phải là quá gấp gáp không? Diệp Phi hỏi. Ta biết, tuy rằng tin tức truyền đi nhưng người có thể chạy tới Trấn Hoa Môn cũng chỉ có một ít cường giả và thế lực trong cổ vực mà thôi. Mà lần này chúng ta đấu giá cũng không phải nhằm vào những người bình thường, ta tin rằng có không ít thế lực và cường giả chỉ cần cảm thấy có hứng thú trong vòng 10 ngày cũng đủ để tới nơi, ngươi chỉ cần truyền tin tức đi là được. Lục Lâm Thiên nói. Vâng, trưởng môn. Diệp Phi đáp một tiếng. Nghe Lục Lâm Thiên an bài, ánh mắt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh có chút biến hóa nhưng cũng không nói gì. Chư vị, còn có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì thì Lưu Nhất Thủ và hai vị đường chủ hình đường ở lại, những đường chủ khác đều đi đi. Thời gian gấp rút, có một chút việc nhỏ sau này từ từ nói. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn đám người rồi nói. Vâng, chúng ta xin cáo lui. Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Tức thì xin cáo lui. Trong đại điện cũng chỉ có một mình Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn và Lưu Nhất Thủ.
trưởng môn, không biết người có chuyện gì phân phó. Lưu Nhất Thủ nói với Lục Lâm Thiên, trong lòng hắn rất rõ ràng, trưởng môn gọi hắn ở lại đương nhiên là có chuyện phân phó. Nói đi, Kim Đường hiện tại thế nào? Có cần ta làm chút gì không? Lục Lâm Thiên hỏi, Ám Đường và Vũ Đường đều thiếu tiền, tất cả đều do Kim Đường cung cấp. Vừa rồi Lưu Nhất Thủ tuy rằng không nói gì thế nhưng Lục Lâm Thiên biết, Kim Đường hiện tại có lẽ vô cùng khó khăn. Trưởng môn, Lưu Nhất Thủ nhìn Âu Dương Lãnh Tật, dường như muốn nói lại thôi. Kim Đường hiện tại vô cùng phiền phức, vừa rồi trước mặt mọi người ở đây hắn sẽ không làm phiền trưởng môn cho nên không nói gì. Âu Dương Đường Chủ và Tương Đường Chủ đều là người một nhà, nói đi. Lục Lâm Thiên biết Lưu Nhất Thủ nghĩ gì, lập tức nói. Trưởng môn, Kim Đường hiện tại vô cùng thiếu thốn, dược liệu trong sơn mạch Vũ Đô gần đây đã bị ảnh hưởng rất lớn, có không ít thế lực mạnh mẽ thu mua dược liệu, hơn nữa trên trấn Đoàn Sơn và Hoa Môn cũng có không ít thế lực trữ dược liệu, ra giá so với chúng ta cao hơn, muốn làm những cửa hàng của Phi Linh Môn chúng ta sụp đổ, những thế lực này dường như đã liên thủ với nhau, chúng ta khó có thể chống đỡ. Lưu Nhất Thủ nói. Lục Lâm Thiên suy tư một chút, lập tức hỏi. Lưu Nhất Thủ. Hiện tại Trấn Hoa Môn và Trấn Đoàn Sơn phát triển như thế nào? Bẩm trưởng môn, Trấn Hoa Môn và Trấn Đoàn Sơn hiện tại đã mở rộng hơn phân nửa so với trước đây, người cũng có không ít, bởi vì dược liệu bên trong sơn mạch Vũ Đô cho nên không ít người tới Trấn Hoa Môn và Đoàn Sơn. Lưu Nhất Thủ dừng lại một chút, con mắt híp lại nói. Chỉ là Trấn Thiên Tinh là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Trong Quỷ Vũ Tông có dòng binh của bọn hắn đi vào trong sơn mạch Vũ Đô ngắt dược liệu và giết yêu thú để buôn bán, tuy rằng chúng ta đã đoạt không ít sinh ý trên Trấn Thiên Tinh, thế nhưng tính ra chỉ là non nửa mà thôi. Có lẽ hiện tại kẻ đang đối phó với Phi Linh Môn chúng ta chính là Quỷ Vũ Tông, thế nhưng Quỷ Vũ Tông này không phải không có đồng minh. Quỷ Vũ Tông, Lục Lâm Thiên thầm nói, một lát sau hắn nhìn vào Lưu Nhất Thủ rồi nói. Lưu Nhất Thủ. Sáng mai ngươi an bài hơn 100 đệ tử thân thủ không tồi đến trước sơn môn đợi ta. Vâng. Lưu Nhất Thủ không hỏi nguyên nhân, chỉ đáp. Hai vị đường chủ Hình Đường, phiền hai vị sáng mai đi cùng với ta vào sơn mạch Vũ Đô. Chúng ta vào sơn mạch Vũ Đô vài ngày. Lục Lâm Thiên nói. Vâng. Âu Dương đường chủ, Tương Viễn đường chủ do dự một chút rồi lập tức đáp. Các ngươi lui đi. Lục Lâm Thiên nói, ý bảo ba người rời đi. Ba người rời đi, lúc này bên trong đại điện chỉ còn Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Hỗn tiểu tử này, không phải ngươi thực sự muốn bán vũ khí huyền cấp sơ giai đó chứ? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hỏi Lục Lâm Thiên. Đông lão, đương nhiên là phải bán. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc. Tiểu tử, đây chính là vũ khí huyền cấp sơ giai, nếu như ngươi bán sau này sẽ không mua lại được đâu. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh nói. Vũ khí huyền cấp không có ai lấy ra bán cả, nhiều nhất chỉ là lấy vật đổi vật mà thôi. Lâm Thiên, hẳn là ngươi còn dự định khác đúng không? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhíu mày hỏi Lục Lâm Thiên. Không sai. Lục Lâm Thiên đáp. Nếu không xuất ra một chút đồ vật mê hoặc là sao Trấn Hoa Môn sẽ có náo nhiệt được. Vũ khí huyền cấp chúng ta sẽ bán, thế nhưng tới lúc đó, chúng ta tự mình mua lại là được. Lục Lâm Thiên cười khẽ. Vũ khí huyền cấp sơ giai bán ra hắn cũng vô cùng tiếc nuối. Tiểu tử, ý của ngươi là trộm long chuyển phượng, phao tin muốn bán nhưng lại tự mua về. Sắc mặt Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh biến hóa nói. Ta chỉ muốn Trấn Hoa Môn náo nhiệt một chút mà thôi. Bán một khôi lỗi cấp 5 và đan dược lục phẩm là được, ta tin 10 ngày sau trên Trấn Hoa Môn tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Mục đích chân chính của ngươi hẳn không chỉ có thế đúng không? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Hiện tại Phi Linh Môn người nhiều, nếu như dựa vào Trấn Hoa Môn thì không thể chèo chống được sự phát triển của Phi Linh Môn nữa. Lục Lâm Thiên mỉm cười rồi nghiêm túc nói với Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Đông lão, Oánh tỷ, tiểu tử định động thủ ngay bây giờ, các ngươi có ý kiến gì không? Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng lập tức nghiêm túc. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Hiện giờ động thủ sao? Ngươi có nắm chắc không? Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng một khi thực lực Phi Linh Môn lộ ra ngoài sẽ dẫn tới sự phản kháng của Quỷ Vũ Tông, cũng dẫn tới sự đề phòng của không ít thế lực. Đến lúc đó rất có thể Phi Linh Môn sẽ bốn bề thọ địch. Thực lực Phi Linh Môn hiện tại có thể miễn cưỡng coi như thế lực nhị lưu,
thế nhưng dù sao chúng ta phát triển sau, cho dù nhanh thế nhưng muốn bại lộ tất cả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi lập tức mỉm cười. Quỷ tiên tử Bạch Oánh đã thấy được đại cục, một khi có một thế lực quật khởi rất dễ dẫn tới việc bốn bề thọ địch, sẽ bị những thế lực khác uy hiếp, nếu muốn phát triển nữa quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Đông lão, Oánh tỷ, cho dù tới lúc đó bốn bề thọ địch, chúng ta cũng không sợ. Lục Lâm Thiên nói, không gạt hai vị, lần này tiểu tử trở lại Phi Linh Môn đã âm thầm kết minh với Vân Dương Tông, điều kiện là người Vân Dương Tông có thể tiến vào cổ vực. Nếu như Phi Linh Môn ta có việc có thể tùy thời tìm cường giả Vân Dương Tông âm thầm xuất thủ tương trợ. Vân Dương Tông, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhướng mày, quan hệ lợi hại trong đó chỉ trong chốc lát bọn họ lập tức hiểu rõ. Chúng ta cũng không nên bị Vân Dương Tông lợi dụng. Đến lúc đó lại trở thành viên đá kê chân cho Vân Dương Tông. Vân Dương Tông không hề đơn giản như bề ngoài đâu. Có lẽ có chút đáng tin, huống chi bọn họ muốn lợi dụng Phi Linh Môn chúng ta tiến vào cổ vực chúng ta sao lại không lợi dụng bọn họ phát triển Phi Linh Môn cơ chứ? Lục Lâm Thiên nói, ta thu được tin tức, tiểu thư của Vân Dương Tông và ngươi đính hôn, không biết có phải là thực không? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gập đầu đáp, trong lòng đoán có lẽ đây là tin tức do thám tử của Phi Linh Môn truyền về. Tiểu tử ngươi quả thực giống tiểu Bạch Kiểm nha, đi Vân Dương Tông một chuyến liền câu dẫn tiểu thư Vân Dương Tông, vậy thì xem ra Vân Dương Tông có chút đáng tin. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Thế nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tùy thời đề phòng. Đó là đương nhiên, không đến lúc cuối, Vân Dương Tông không lật bài thì chúng ta vẫn phải đề phòng. Một khi Vân Dương Tông tiến vào cổ vực thì sóng ngầm bên trong cổ vực này sẽ không còn như trước nữa. Lục Lâm Thiên nói, bằng vào trí thông minh của ngươi, có lẽ đã sớm nghĩ ra kế hoạch rồi đúng rồi. Ta cũng không cần lo lắng cái gì nữa, ngươi để Vũ Đường một mình phụ trách hội đấu giá, lại xuất ra vũ khí huyền cấp tạo thành oanh động lớn tới như vậy, chẳng lẽ muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người? Mục đích chân chính của ngươi hiện tại ta còn chưa nghĩ ra là gì. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bọn họ không suy đoán ra mục đích chân chính của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đối với việc quỷ tiên tử Bạch Oánh biết mục đích bên ngoài của hắn vô cùng kinh ngạc. May mà quỷ tiên tử Bạch Oánh không phải là địch nhân của hắn, nếu như có loại địch nhân như vậy thì hắn sẽ vô cùng nhức đầu. Mục đích của tiểu tử có ba cái. Lục Lâm Thiên nói. Thứ nhất, đấu giá hội chỉ là bước đầu. Qua một thời gian nữa tiểu tử định sát nhập trấn Đoàn Sơn và trấn Hoa Môn thành một đại trấn, muốn làm được điều này đầu tiên phải có nhân khí, nếu như không đủ lực hấp dẫn thì không thể làm được. Thế nên ngươi muốn dùng vũ khí huyền cấp làm vật dẫn sao? Tới lúc trấn Hoa Môn sẽ vô cùng nhốn nháo, vũ khí huyền cấp được bán đấu giá, lúc đó sẽ có các thế lực lớn trong cổ vực tham dự, cũng không thiếu những cường giả tán tu tới đây. Náo nhiệt vô cùng như đồng thời cũng có rất nhiều người nhân cơ hội sinh sự. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, lại nói. Thứ hai, từ ngày mai toàn bộ sơn mạch Vũ Đô, đặc biệt bên phía cổ vực tiểu tử đều phải nắm trong tay, toàn bộ dược liệu trong sơn mạch Vũ Đô tuyệt đối không thể bị mang ra bên ngoài. Còn nữa, tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ sau này muốn tiến vào trong cổ vực đều phải đi qua sơn mạch Vũ Đô đầu tiên. Ở đây hiện tại tuy rằng không quan trọng thế nhưng sau này chính là tấm lá chắn của Phi Linh Môn chúng ta. Muốn khống chế sơn mạch Vũ Đô không đơn giản, dược liệu bên trong sơn mạch Vũ Đô có không ít thế lực bên cổ vực nhìn chăm chăm vào. Người muốn khống chế dược liệu không thể nghi ngờ chính là chặt đứt mạch máu của không ít thế lực. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Đông lão, người thu phục cửu đầu yêu giao, mấy ngày trước đây ta cũng thu phục Thạch Vượn Yêu Vương và Độc Giác Yêu Nghiêu. Hiện tại muốn khống chế dược liệu trong sơn mạch Vũ Đô không khó. Về phần các thế lực khác thì tạm thời không tính tới. Ngày mai ta sẽ tự mình tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô. Hiện tại những người của thế lực khác bên trong đều giết không tha, dòng binh đoàn bình thường nếu không rời khỏi sơn mạch Vũ Đô thì đừng trách ta độc ác. Lục Lâm Thiên nói, trong mắt bắn ra hàn ý. Lâm Thiên, ngươi làm như vậy sẽ chân chính khơi mào đại chiến. Quỷ tiên tử Bạch Oánh biến sắc nói. Có chuyện đấu giá hội, trong khoảng thời gian này phỏng chừng đại bộ phận tinh lực của các thế lực khác sẽ đặt ở trong trấn Hoa Môn. Chờ sau khi bọn hắn bình phục lại thì 10 ngày sau trong sơn mạch Vũ Đô đã bị chúng ta giải quyết hơn phân nửa. Về phần khơi mào đại chiến chính là thứ tiểu tử ta chờ mong.
thế lực của phi linh môn chúng ta tuy rằng không kém, thế nhưng cũng chưa đủ, cách phát triển nhanh nhất chính là dùng chiến nuôi chiến. Lục Lâm Thiên nói, dùng chiến nuôi chiến, ngươi định triệt để động thủ sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, một khi bắt đầu có lẽ bên trong cổ vực sẽ không yên bình nữa. Thứ ba, trong đại bản doanh cửu đầu yêu giao có không ít dược liệu. Lần này người trên trấn hoa môn sẽ tăng lên rất nhiều, ta sẽ đem dược liệu lấy ra. Tới lúc đó lại thêm biến cố trong sơn mạch phụ đô, tin rằng giá dược liệu sẽ lại tăng, chúng ta bán đắt cho các thế lực trữ hàng, phi linh môn cũng vừa hay cần không ít tiền để phát triển thế lực. Chờ sau khi sơn mạch phụ đô khôi phục lại bình thường, chúng ta lại chậm rãi tăng giá cả dược liệu, tới lúc đó là thời điểm bọn chúng khóc không ra nước mắt. Chờ sau khi bọn hắn không nhịn được chúng ta lại tăng giá. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Tiểu tử ngươi quả thực đủ độc. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh than thở, đương nhiên hắn hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Nếu như thực sự có thể khống chế sơn mạch vụ đô thì tương đương với việc khống chế mạch máu dược liệu trong biên giới sát cổ vực. Đến lúc đó giá cả sẽ do bọn hắn định đoạt, nếu như các thế lực trắng trợn thu mua trữ hàng vậy thì tuyệt đối sẽ rất thảm. Vừa mới tuột tay thì giá lại tăng cao, có lẽ tới lúc đó sẽ không có ít người tức giận sôi máu. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đây gọi là lũng đoạn, đến lúc đó giá cả sẽ do bọn họ tính, đương nhiên điều này phải có thực lực tuyệt đối mới làm được. Ngày mai ngươi đi vào trong cổ vực sao? Song binh đoàn của các thế lực lớn có chút thực lực không tồi, ngươi phải cẩn thận một chút, có cần ta đi cùng hay không? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Lâm Thiên. Oánh tỷ, không cần đâu, song binh đoàn trong sơn mạch phụ đô. Coi như là dòng binh đoàn của các thế lực lớn phái đi nhiều nhất chỉ là vũ tướng mà thôi, nếu như mà có vũ xuất ở bên trong thì cửu đầu yêu giao cũng không kiêu ngạo được lâu như vậy. Có Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn của Hình Đường đi theo ta là đủ rồi. Lục Lâm Thiên nói, sau khi tin tức đấu giá hội truyền ra, phi linh môn cần hai vị tọa chấn. Mặt khác ta còn lễ vật cho Đông Lão và Oánh Tỷ, các người mau chóng ăn vào hiệu quả sẽ tốt hơn. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức lấy ra hai hộp ngọc đưa cho quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Lễ vật cho chúng ta sao? Để ta nhìn xem một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ mỉm cười, có lễ vật sao lại không thu? Nàng mở hộp ngọc, một cỗ năng lượng lập tức khuếch tán. Một lát sau, sắc mặt hai người quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đều đại biến, cảm nhận được vật trong hộp ngọc, sắc mặt hai người biến đổi, vô cùng kinh ngạc. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh kích động nói. Tiểu tử, đây có phải là thánh quả vũ linh trong truyền thuyết của Vân Dương Tông hay không? Không sai, thánh quả vũ linh này đối với việc tăng cường thực lực của Đông Lão và Oánh Tỷ có lẽ không lớn, thế nhưng đối với việc hai vị muốn đột phá lên Vũ Vương và Linh Vương thì có hiệu quả vô cùng lớn. Lục Lâm Thiên nói. Thánh quả vũ linh, thực sự là thánh quả vũ linh trong truyền thuyết của Vân Dương Tông. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng có chút kích động. Thánh quả vũ linh đối với nàng vô cùng quan trọng, đối với vũ xuất cửu trọng và linh xuất cửu trọng mà nói càng là chí bảo. Thực lực không tăng cường được bao nhiêu bọn họ không quan tâm, thứ bọn họ coi trọng chính là sau khi dùng thánh quả vũ linh thì cơ hội đột phá vũ vương và linh vương sẽ tăng lên 5 thành. Mà thánh quả vũ linh luôn nằm trong tay Vân Dương Tông, loại bảo vật này không biết có bao nhiêu người mơ ước có được. Thế nhưng Vân Dương Tông không phải là nơi có thể dễ dàng động tới. Ngoại trừ những đệ tử nổi bật trong đệ tử thân truyền ra, ngoại nhân cho dù tốt đến mấy cũng không có được loại bảo vật như thế này. Mà loại bảo vật này, đối với vũ xuất, linh xuất mà nói tuyệt đối là mê hoặc chí mạng, người tu vi thấp một chút thì coi trọng việc tăng thực lực của thánh quả vũ linh, còn chưa thể cảm giác được tác dụng đối với việc đột phá lên vũ vương và linh vương. Tiểu tử, lễ này ta thu, đa tạ. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt hiện lên sự cảm kích. Loại bảo vật này đối với hắn có tác dụng rất lớn. Đông lão, người mà cũng biết nói tạ ơn ta sao? Quá khách khí rồi nha. Lục Lâm Thiên nói. Cái này, ta lỡ lời. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cười nói. Lâm Thiên, lễ này ta cũng không thể nào cự tuyệt, có thánh quả vũ linh này, ta tin rằng không bao lâu nữa cũng sẽ đột phá. Đa tạ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Hy vọng Oánh tử sớm đột phá. Đến lúc đó phi linh môn ta đã có cường giả vũ vương tọa chấn. Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, nam thúc hôm qua đi cùng với ngươi chí ít cũng là vũ vương hoặc là linh vương, có lẽ còn cao hơn vũ vương và linh vương, có hắn tọa chấn, phi linh môn cũng coi như có thêm cường giả đỉnh cấp.
Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Oánh tỷ, Nam Thúc có chút thương thế trên người, trong thời gian ngắn không thể xuất thủ. Vì vậy Phi Linh Môn vẫn phải nhờ Oánh tỷ và Đông Lão sau khi đột phá tọa chấn. Lục Lâm Thiên nói. Ta dừng lại ở vũ xuất cửu trọng đỉnh phong đã lâu, có thánh quả vũ linh này, lại được Nam Thúc chỉ điểm ngày hôm qua, có lẽ khoảng thời gian gần đây sẽ đột phá. Sau đấu giá hội ta sẽ bế quan thử đột phá một lần xem sao, hy vọng có thể đột phá thành công. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Oánh tỷ, còn một vật nữa cấp cho tỷ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tay móc ra một ngọc giản, trên bề mặt ngọc giản có một cỗ năng lượng ba động, mơ hồ có âm thanh quanh quẩn. Vũ khí huyền cấp sơ giai. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức nhận ra đây là một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Mà cảm nhận được năng lượng ba động trên ngọc giản này, nàng lập tức có chút nghi hoặc. Đây là một bộ vũ khí có chút đặc thù, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn tiểu tử thu được bộ vũ khí này nên cố ý lưu lại, có người nói là do người của Huyễn Hồn Môn lấy ra. Có tên là Thiên Âm Chấn Hồn Khúc, bất luận vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện, thế nhưng phải tinh thông âm luật. Ta nghĩ đây là thứ thích hợp với Oánh tỷ nhất. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức đem ngọc giản trong tay giao cho quỷ tiên tử Bạch Oánh. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn Lục Lâm Thiên khi nhận được bộ vũ khí này lập tức nghĩ tới cấp cho quỷ tiên tử Bạch Oánh. Vũ khí về âm luật vô cùng thưa thớt, so với vũ khí phòng ngự còn thưa thớt hơn, cực kỳ khó nhìn thấy một bộ vũ khí về âm luật. Vũ khí về âm luật ta tìm hơn 10 năm cũng chỉ có thể tìm được một bộ vũ khí hoàng cấp sơ giai, còn vũ khí huyền cấp sơ giai đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh có chút kích động, người thích âm luật như nàng luôn muốn tìm một bộ vũ khí về âm luật. Thế nhưng cấp bậc lại quá thấp, uy lực quá nhỏ, cho dù nàng tìm thấy cũng vô dụng. Hiện tại có bộ vũ khí về âm luật huyền cấp sơ giai này, tuyệt đối thích hợp với nàng. Lâm Thiên, ta biết phải cảm ơn ngươi thế nào đây, ngươi lại nói ta là người ngoài. Thế nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi một tiếng. Thánh quả vũ linh còn có thiên âm chấn hồn khúc, đối với ta mà nói đều có tác dụng vô cùng quan trọng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Nếu nói tạ ơn phải là ta tạ ơn với hai người. Trong khoảng thời gian này Phi Linh Môn đã làm phiền hai vị nhiều. Lục Lâm Thiên thi lễ, tất cả những gì Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh làm cho Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đều nhớ ở trong lòng. Ha ha! Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh mỉm cười, ánh mắt vô cùng thỏa mãn. Lâm Thiên, bây giờ còn chưa đệ tử nào biết chuyện ngươi ở Vân Dương Tông, cũng không biết ngươi vốn là đệ tử Vân Dương Tông, ngươi có muốn nói cho bọn họ hay không? Ngươi tự suy xét đi. Hai đệ tử ta thu thập tư liệu về các thế lực lớn có lẽ đã biết ngươi chính là quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn. Hai người đã hỏi qua ta một lần, ta đã giúp ngươi giấu giếm một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Tạm thời không cần nói với bọn họ, sau này cũng cố gắng không để đệ tử cũng nhắc tới tên của ta. Lục Lâm Thiên nói. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng lo lắng tới chuyện của Lục gia, sớm muộn cũng sẽ bị người khác tìm tới Phi Linh Môn. Nếu như tên của hắn xuất hiện thì có lẽ các thế lực lớn muốn tìm hắn rất dễ. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên phải cố kỵ. Khi Lục Lâm Thiên hộ tống Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh về tới Phi Linh Môn thì đã là canh ba, dọc đường đi, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục thương nghị với hai người về kế hoạch phát triển sau này của Phi Linh Môn. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đã dự định để Phi Linh Môn quật khởi triệt để. Sáng sớm hôm sau, khi ánh thái dương xuất hiện, Lục Lâm Thiên từ trong đình viện đi ra, tối hôm qua hắn mới tu luyện 3 canh giờ thì trời đã sáng. Phù! Không khí tươi mát sáng sớm khiến cho cơ thể Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác vui sướng, nghĩ tới việc hôm nay đi vào trong sơn mạch vũ đô, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, lúc này nên thoải mái thôn vệ môn phen đã lâu rồi hắn chưa đột phá. Công tử! Lúc này Lục Tiểu Bạch cũng đi ra đình viện. Tiểu Bạch! Những dược liệu Nam Thúc cần ngươi đi tìm Lưu Nhất Thủ kia lấy về sau đó đưa cho Nam Thúc. Trong khoảng thời gian này ngươi nên đi theo Lưu Nhất Thủ, làm quen một chút sinh hoạt của Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tiểu Bạch. Tiểu nhân hiểu rồi công tử. Lục Tiểu Bạch nói. Tham kiến trưởng môn. Lúc này thân ảnh của Lưu Nhất Thủ đã tới bên ngoài đình viện, dáng vẻ vội vã, khuôn mặt có chút uể oải, xem ra cả đêm không ngủ. Chuẩn bị xong chưa? Lục Lâm Thiên hỏi. Bẩm tông chủ, 100 đệ tử thân thủ khá nhất đã được đưa tới, do đại hộ pháp Trương Khiếu và Trương Minh Đào dẫn đầu đang ở bên ngoài chờ lệnh. Lưu Nhất Thủ nói với Lục Lâm Thiên. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu rồi nói với Lưu Nhất Thủ.
Lưu Nhất Thủ, đây là Lục Tiểu Bạch, mấy ngày này ngươi nên chịu khó mang theo Lục Tiểu Bạch giới thiệu cho hắn về Phi Linh Môn. Còn nữa, những dược liệu trong danh sách Lục Tiểu Bạch đưa cho ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp thu thập đủ. Vâng, trưởng môn. Lưu Nhất Thủ đáp, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Bạch. Trưởng môn dường như đối với người này vô cùng tin cậy, đương nhiên hắn không dám đắc tội. Ca ca, huynh lại đi đâu vậy? Muội cũng muốn đi. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lập tức xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Tâm đồng, ca ca phải đi sơn mạch Vũ Đô vài ngày. Mấy ngày sau sẽ trở lại, lần này không tiện mang theo muội đi, tu luyện cho tốt, sau này có thời gian ca ca lại mang muội đi. Lục Lâm Thiên nói. Vậy được rồi, huynh sớm trở về một chút. Lục Tâm Đồng chu miệng nói. Đương nhiên, vài ngày nữa ca ca sẽ trở về. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, người lại muốn đi ra ngoài sao? Cẩn thận một chút. Phương Tân Kỳ, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, ba nữ nhân này xuất hiện, đồng thời còn có Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng đi ra khỏi đình viện. Được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu rồi nói với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, ta đi trước, những việc khác tỷ tự mình sắp xếp đi. Ta sắp xếp rồi, để mấy vị trưởng lão tự mình đi tới sát biên giới Sơn Mạch Vũ Đô, sau đó đem Sơn Mạch Vũ Đô triệt để phong tỏa, không được tùy ý ra vào. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long trên vai. Giống. Một tiếng giống trầm thấp vang lên. Thiên Sĩ Tuyết Sư lúc này lập tức xuất hiện. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư còn có huyết tích dịch, thủy hỏa yêu dao, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ. Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi lập tức biến mất trong bầu trời. Cổ vực lúc này sắp biến đổi rồi. Nhìn vào bóng lưng của Lục Lâm Thiên trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn nhau rồi khẽ lẩm bẩm nói. Lão gia hỏa này, lần này ánh mắt của ngươi không tồi. Không nhìn lầm người nha. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhàn nhạt liếc nhìn Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói. Tiểu tử này gian trá giảo hoạt, thủ đoạn độc ác thế nhưng lại nặng tình nghĩa, rất hợp khẩu vị của ta. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói nhỏ, khóe miệng mỉm cười. Ngươi nói sai rồi, tiểu tử Lâm Thiên này không chỉ có gian trá giảo hoạt, thủ đoạn độc ác mà còn vô cùng đen tối, xảo quyệt, chuyện đấu giá hội lần này hắn bắn một mũi tên trúng ba đích. Ngay cả ta cũng tự thẹn không bằng, ai, có hắn ở đây có lẽ từ bây giờ cổ vực sẽ triệt để đại loạn. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Ngoài Phi Linh Môn, dưới tầng trời thấp lúc này có hơn 100 đệ tử Phi Linh Môn nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. 100 đệ tử, người tu vi cao nhất là Vũ Sư Lục Trọng, thấp nhất cũng là Vũ Sư Nhất Trọng, đều là đệ tử cực mạnh được chúng hộ pháp, trưởng lão lựa chọn trong Phi Linh Môn. Thân thể Thiên Sĩ Tuyết Sư bành trướng tới hơn 400 thước. Chở 100 người vô cùng dễ dàng. Thân thể to lớn cho nên cũng không có cảm giác chật trội, chúng đệ được một lần ngồi lên tòa kỵ của trưởng môn cho nên lúc này vô cùng kích động. Tham kiến trưởng môn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Trương Khiếu, Trương Minh Đào hành lễ. Đại hộ pháp, Trương Minh Đào, hai người các người chuẩn bị một chút, ta mang mọi người tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô. Đến lúc đó các người dùng tốc độ nhanh nhất lấy dược liệu, 7 ngày sau. Ta sẽ sắp xếp cho các ngươi trở về. Lục Lâm Thiên nói với hai người này Trương Khiếu khi trước vốn là vũ tướng cửu trọng lúc này đã trở thành vũ xuất nhị trọng. Trương Minh Đào lúc này cũng đã là vũ xuất thất trọng, quả thực tiến bộ không ít. Vâng, trưởng môn. Hai người đáp. Trong sơn mạch Vũ Đô, núi non liên miên như sóng biển, lúc này trong sơn mạch đã vào cuối hạ, lá cây phất phơ, trong sơn mạch lúc này vô cùng mát mẻ. Đường chủ. Rốt cuộc trưởng môn sai chúng ta tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô là để làm cái gì? Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô, lúc này trên đỉnh núi có một đoàn người đứng đó. Hai đạo thân ảnh đứng song sóng với nhau, chính là Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn, khí tức hai người đều vô cùng lạnh lẽo, giống như là cách xa ngàn dặm vậy. Đến lúc đó sẽ biết. Âu Dương Lãnh Tật dường như không muốn nói chuyện, lúc này chỉ nhàn nhạt đáp một cái. Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Diệp Phi dường như có chút không phục. Tương Viễn nói, ánh mắt cũng không chút biến hóa. Nếu muốn phục chúng há là chuyện dễ dàng như vậy, chúng ta chẳng phải cũng đang nhìn xem vị trưởng môn này có thể làm chúng ta tâm phục khẩu phục hay không sao? Âu Dương Lãnh Tật nói. Siêu siêu. Trong bầu trời, một đầu yêu thú khổng lồ bay tới, hai người ngẩng đầu nhìn về không trung phía trước, ánh mắt có chút kinh ngạc nói.
Đây hình như là thiên sĩ tuyết sư nha. Hai vị đường chủ đợi lâu chưa, lên đi. Lục Lâm Thiên truyền âm nói với hai người. Hai người nhìn nhau một chút, chân khí quanh thân chớp động, trong nháy mắt khiến cho không gian gấp khúc, lập tức thả người đáp xuống lưng thiên sĩ tuyết sư. Tham kiến trưởng môn. Hai người hành lễ. Hai vị có thể tu luyện một phen, chúng ta cần hai ngày mới tới nơi. Lục Lâm Thiên nói, tốc độ nhanh nhất của thiên sĩ tuyết sư hiện tại nếu muốn bay tới đại bản doanh của cửu đầu yêu giao cũng cần hai ngày. Lục Lâm Thiên vốn muốn mang cửu đầu yêu giao tới đây, thế nhưng cửu đầu yêu giao lại đang dưỡng thương. Bị Tiểu Long và Nghịch Lân Yêu Bằng hung hăng trà đạp vài ngày, thương thế của cửu đầu yêu giao nặng hơn trong tưởng tượng của hắn. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu giao, Huyết Ngọc yêu hổ, Huyết Thích Dịch đã thu nhỏ thân thể một chút. Vẻ mặt có chút nghi hoặc, dường như đã nhìn ra cái gì đó thế nhưng lại không quá xác định cho nên lập tức khoanh chân ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư điều tức. Hai người cũng không nói nhiều, khí tức luôn luôn khiến cho người khác có chút cảm giác âm trầm. Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới hai người này nữa, tâm thần lập tức mệnh lệnh cho thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng bay đi. Ngay khi đám người Lục Lâm Thiên tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô, một đạo tin tức từ đêm hôm qua nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía. Tại một trấn nhỏ tên là trấn Hoa Môn, 10 ngày sau sẽ có một hội đấu giá vô cùng lớn. Có người nói hội đấu giá này không bình thường, không chỉ có khôi lỗi cấp 5 khó có được mà còn đan dược cao giai lục phẩm, vũ khí hoàng cấp cao giai. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là, không ngờ lại có người đem vũ khí huyền cấp ra đấu giá, tuyệt đối khiến cho mọi người chấn kinh. Lúc này đã có không ít thế lực biết tin đang chuẩn bị tham gia. Mà tin tức này cũng càng ngày càng truyền ra xa. Hai ngày sau, trong ngọn núi ở khu vực nguy hiểm trong sơn mạch Vũ Đô, bốn phía ngọn núi lúc này sương mù quanh quẩn, đại thụ che trời, một màu xanh ngắt hiện lên. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể, hai mắt mở ra, trong mắt có một cỗ tinh quang chợt lóe. Nhìn xuống phía dưới, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi hiện lên chút tiêu ý. Tới sơn mạch Vũ Đô rồi hắn đã có thể tùy ý thôn phệ chân khí thỏa thích. Chư vị, chúng ta tới rồi. Lục Lâm Thiên nói. Đây là khu vực nguy hiểm trong sơn mạch Vũ Đô sao? Nghe nói nơi này có rất nhiều yêu thú tam giai, yêu thú tứ giai và ngũ giai cũng có. Nhìn xuống phía dưới, 100 đệ tử phi linh môn lập tức nhẹ giọng nghị luận, thầm nghĩ có khi nào hôm nay trưởng môn muốn mọi người đi vào trong khu vực nguy hiểm này sao? Hai người Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn cũng dừng tu luyện, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này, từng tiếng yêu thú giống vang lên, tiếng gầm quanh quẩn trong ngọn núi. Lập tức có một đoàn yêu thú nhanh chóng hội tụ tới dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Dẫn đầu là hai yêu thú có thân thể khổng lồ giống như một ngọn núi. Trong bầu trời còn có hơn 100 yêu thú phi hành bay tới, yêu khí tỏa ra khiến cho 100 đệ tử phi linh môn cực kỳ kinh hãi. Hai yêu thú trước mặt bọn họ hiện tại, đầu thứ nhất chính là một con vượn, thân thể không có lông, chỉ có một bộ da màu trắng xám bao quanh thân thể giống như là một tảng đá vậy. Đầu yêu thú thứ hai toàn thân màu đen, trên đầu có một sừng, ánh mắt hung hãn, độ cao không thua kém thạch vượn yêu vương, thân thể chừng hơn 400 thước, khí tức cường hãn nhanh chóng khuếch tán. Là thạch vượn yêu vương và độc giác yêu nghiêu. Tương Viễn dường như cũng không xa lạ gì đám yêu thú này, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Là yêu thú ngũ giai. Đám người Trương Khiếu, Trương Minh Đào tức thì đại biến, những yêu thú này bọn họ không phải là đối thủ. Tham kiến chủ nhân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đầu yêu thú to lớn kia cung kính hành lễ rồi nói ngôn ngữ nhân loại. Thạch Phượng, độc giác yêu nghiêu, các ngươi làm việc thế nào rồi? Lục Lâm Thiên hỏi, lúc này thiên sĩ tuyết sư đang bắt đầu hạ xuống. Chủ nhân, mấy ngày nay có không ít dòng binh toàn tiến tới đây đều bị ta đánh chết. Không thả đi một kẻ nào cả. Thạch Vượn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên. Vâng, chủ nhân. Độc giác yêu nghiêu đáp. Đại hộ pháp, Trương Minh Đào, hai người các ngươi dẫn chúng đệ tử đi thu dược liệu, 4 ngày sau đúng giờ này sẽ rời đi, mau chóng đem những dược liệu thu được giao cho Lưu Nhất Thủ. Lục Lâm Thiên lúc này mới quay đầu lại nói với Trương Khiếu và Trương Minh Đào. Lúc này, hai người Trương Khiếu và Trương Minh Đào đã há hốc mồm kinh ngạc. Hai yêu thú ngũ giai kinh khủng kia không ngờ lại xưng hô trưởng môn là chủ nhân, bọn họ vô cùng kinh hãi. Các ngươi còn không mau xuống dưới, mau chóng thu thập dược liệu, bằng không sẽ dùng môn quy xử trí. Lục Lâm Thiên nhìn hai người nói. Vâng,
trưởng môn. Hai người lập tức hồi phục tinh thần lại, Trương Khiếu đứng dậy nói với chúng đệ tử trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhanh xuống phía dưới thu dược liệu. Chúng đệ tử lúc này so với Trương Khiếu, Trương Minh Đào còn kinh ngạc hơn, lúc này cũng hồi phục tinh thần lại, chân khí đều bùng lên, lập tức nhảy xuống lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trong lòng mọi người khiếp sợ không nói lên lời. Sau khi hạ xuống mặt đất nhìn hơn 1000 đầu yêu thú trước mặt, bọn họ giống như là con kiến vậy. Tuy rằng thực lực của bọn họ thấp nhất của là vũ sư, đối với yêu thú tam giai cũng không sợ hãi, thế nhưng vẫn không khỏi sợ hãi, đặc biệt là hai đầu yêu thú khổng lồ kia, khí tức cường hãn khiến cho hô hấp của bọn họ bị kiềm hãn. Thạch Phượn, người phân phó đám yêu thú của ngươi ra ngoài đi, nhìn thấy đám dòng binh nào trực tiếp đánh chết đám đó, mặt khác phái 200 yêu thú phi hành tới chỗ ta, tìm kiếm những dòng binh đoàn lớn. Lục Lâm Thiên nói với Thạch Vượn. Giống. Ngao. Thạch Vượn yêu vương rít lên một tiếng, tức thì trên ngọn núi có vô số tiếng thú giống truyền ra vang vọng không gian. Tiếng gầm gừ vang lên khiến cho vô số yêu thú trong ngọn núi chạy ra, khí thế kinh thiên, giống như là động đất vậy. Mà nhìn thấy một màn này, đám người Trương Khiếu vừa mới nhảy xuống mặt đất nhanh chóng chạy sang một bên, cảnh tượng ngàn yêu thú chạy ra. Nếu không chú ý một chút có lẽ ngay cả vũ sư cũng chết dưới chân bọn chúng. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn lúc này vẻ mặt có chút biến hóa. Bằng vào thực lực của hai người bọn họ, đối với Thạch Vượn Yêu Vương và Độc Giác Yêu Nghiêu cũng không quá giật mình, thế nhưng nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu phục hai đầu yêu thú này lại vô cùng kinh ngạc. Thu phục yêu thú không phải là chuyện dễ dàng, nếu dễ dàng như vậy thì trong sơn mạch vụ đô này chỉ sợ ngày ngày sẽ có cường giả tới thu phục yêu thú. Cũng không tới lượt đám yêu thú ở chỗ này xưng vương. Dù sao trong khu vực này cũng là thiên hạ của nhân loại mà không phải tổ yêu lâm ở Nam Nguyên, tổ yêu lâm mới là địa bàn của yêu thú. Thạch Vượn, theo ta. Lục Lâm Thiên nói. Vâng, chủ nhân. Thạch Vượn yêu vương đáp một tiếng, thân thể to lớn trong nháy mắt thu nhỏ lại, một cỗ quang mang lóe lên, thân thể của nó nhanh chóng chỉ còn 1 thước 8, giống như là nhân loại, rồi nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Rát. 200 đầu yêu thú phi hành lúc này xoay quanh không trung, uy áp thật lớn giống như cuồng phong nhanh chóng khuếch tán ra khắp bầu trời. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần thông báo cho Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất phát. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư rung động, thân thể to lớn biến mất tại chỗ. Thế nhưng lúc này tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư đã chậm đi rất nhiều. Cạc cạc. Trong bầu trời, 200 yêu thú phi hành phía sau Thiên Sĩ Tuyết Sư lập tức tản ra bay về 4 phương 8 hướng. 3 canh giờ sau, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long lắc lư cái đầu nói. Lão đại, phía dưới có không ít người. Chúng ta xuống phía dưới. Lục Lâm Thiên nói, trong đầu hắn đã thấy tất cả đám người phía dưới. Mọi người cẩn thận, có yêu thú phi hành tới đây. Trong sơn mạch Vũ Đô, lúc này tại một ngọn núi có hơn 30 đạo thân ảnh đang nhìn lên bầu trời, đồng thời cả đám bắt đầu đề phòng, mọi người nhanh chóng tụ lại với nhau. 30 người này mặc cùng một loại trang phục, còn có 4 nữ vũ sư ở trong đó. 30 người này tuổi tác không đồng nhất, người ít nhất thoạt nhìn cũng phải 24, đầu lĩnh chính là một vị đại hán mặc hoàng bào. Siêu siêu. Sau khi một đầu yêu thú phi hành khổng lồ xoay quanh trong bầu trời, liền có mấy đạo thân ảnh lập tức từ trên bầu trời nhảy xuống. Hơn 30 đạo thân ảnh phía dưới nhìn vào đám người nhảy xuống, sắc mặt có chút biến hóa. Chỉ có 3 người cùng với mấy đầu tiểu yêu thú. Lục Lâm Thiên đã xem xét kỹ đám người từ lúc còn trên không trung. Doanh binh đoàn này chỉ có 30 người, tuy rằng số người không nhiều lắm thế nhưng thực lực không tồi. Đầu lĩnh là một vũ tướng tam trọng, mặt khác còn có vũ tướng nhất trọng, 5 vũ phách, còn lại đều là vũ sư. Loại tổ hợp này không giống như doanh binh đoàn bình thường, doanh binh đoàn bình thường nếu như có 2 cường giả vũ tướng tọa chấn, ít nhất cũng phải 200 tới 300 người. Nhìn vào đám dòng binh đoàn này, trên cơ bản Lục Lâm Thiên đã có thể nhận định, những người này là người của các thế lực khác, tuyệt đối không phải dòng binh đoàn bình thường. Các ngươi là người môn phái nào? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn 30 người này một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người vũ tướng tứ trọng đầu lĩnh kia, người này mặc hoàng bào, trong tay nắm một thanh đại đao, đang dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá đám người Lục Lâm Thiên. Chúng ta chính là người chùa Thiên Nhất Môn, các hạ là người phương nào? Đại hán mặc hoàng bào nhìn vào đám người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Ánh mắt vô cùng đề phóng đám người Lục Lâm Thiên, trong sơn mạch vụ đô này lúc nào cũng có khả năng gặp phục kích của các dòng binh đoàn khác.
ngoài người trong đoàn đội mình ra thì ai cũng có thể là đối thủ. Thiên Nhất Môn, trưởng môn các ngươi là Tỉnh Văn Khôn đúng không? Lục Lâm Thiên nói, lần trước tại Quỷ Vũ Tông hắn đã gặp trưởng môn Tỉnh Văn Khôn của Thiên Nhất Môn một lần. Thiên Nhất Môn cũng giống như Phi Linh Môn đều là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông. Không sai, các hạ biết trưởng môn của ta. Đại hán mặc hoàng bào kia trả lời, khẩn trương trong lòng dường như được thả lỏng một chút. Biết, thế nhưng các ngươi không nên tới Sơn Mạch Vũ Đô. Lời còn chưa dứt, Lục Lâm Thiên đã biến mất tại chỗ, thân ảnh tạo thành tàn ảnh giống như quỷ mị. Mọi người ứng chiến. Sắc mặt đại hán đầu lĩnh đột nhiên đại biến, tức thì hét lớn. Đại đao trong tay trong nháy mắt chém ra, trong sát na, đại đao trong tay đại hán mặc hoàng bào tạo thành mấy vòng cung hoa mắt, đao mang tràn ngập giống như là độc xà, vô cùng linh hoạt và hiểm ác. Mấy đạo đao mang bổ về phái Lục Lâm Thiên, người này có thực lực vũ tướng tứ trọng cũng không tồi, cũng được miếng cưỡng coi là cường giả. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên, ngay khi mấy đạo đao mang này được bổ ra thì tàn ảnh Lục Lâm Thiên lần thứ hai đột nhiên biến hóa. Vòng xoáy dưới chân xuất hiện, tốc độ lần thứ hai được đẩy cao, thân ảnh giống như là thuấn di, trực tiếp thoát khỏi mấy đạo đao mang rồi đánh thẳng về phía trước. Biến hóa trong nháy mắt này khiến cho sắc mặt đại hán vũ tướng tứ trọng kia đại biến, đại đao trong tay chém ngang ra, một đám kình khí sắc bén trực tiếp bắn về phía trước. Đại đao lúc này có một quang mang nhàn nhạt, tiếng gió rít gào phát ra âm hưởng liên tục, đao mang giống như là cắt vỡ không gian hung hăng bổ về phía Lục Lâm Thiên. Đao mang bổ tới, cảm nhận được kình phong sắc bén trong không gian, Lục Lâm Thiên vẫn vô cùng lạnh nhạt. Chân khí quanh người chợt lóe lên, đồng thời vòng xoáy chân khí xuất hiện, thân ảnh đột nhiên bằng vào một tốc độ vô cùng quỷ mị và khó tin tránh thoát được một đao này. Phanh! Đao mang bổ xuống mặt đất khiến cho một tiếng nổ vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh chừng nửa thước trong nháy mắt kéo dài, một cây đại thụ che trời cạnh đụ trực tiếp đổ xuống đất khiến cho mặt đất rung chuyển. Thành thật cho ta! Đột nhiên, thân ảnh của Lục Lâm Thiên vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh đại hán kia, thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh giống như chim diều hâu vồ mồi, mấy đạo trưởng ấn trong tay đánh ra mang theo kình khí mạnh mẽ. Đại hán mặc hoàng bào kia đã sớm cảm thấy không ổn, thế nhưng không chờ hắn kịp phản ứng. Lúc này đã có mấy đạo trưởng ấn mang theo chân khí mạnh mẽ đánh tới, trong nháy mắt huyệt đạo bị phong tỏa, chân khí ngừng vận chuyển, thân thể lập tức không nhúc nhích được nữa. Tốc độ quá nhanh. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn vào Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày. Tốc độ như vậy cho dù đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng rất khó đối phó. Còn có ngươi. Sau khi bắt được Vũ Tướng Tứ Trọng dẫn đầu, lần thuấn di tiếp theo thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện bên người vũ tướng nhất trọng đang kinh hãi kia. Sắc mặt tên vũ tướng nhất trọng này tức thì đại biến, trong lúc hoảng sợ lập tức bố trí một tầng quang cháo màu xanh xung quanh người. Khi quang cháo này còn chưa hoàn toàn được bố trí xong thì thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay đánh ra một đạo trưởng ấn hóa thành từng đạo tàn ảnh chụp vào quang cháo của vũ tướng nhất trọng kia. Phanh! Khi trưởng ấn đánh xuống, âm hưởng tan vỡ lập tức vang lên, quang cháo màu xanh kia lập tức nứt nẻ. Chỉ trong chớp mắt, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, đồng thời mấy đạo trưởng ấn đã lập tức đánh vào người vũ tướng nhất trọng này. Siêu siêu! Trưởng ấn đánh xuống mang theo tiếng gió rít gào, lúc thanh âm này biến mất thì vũ tướng nhất trọng kia đã nằm trong tay Lục Lâm Thiên. Mà tất cả chuyện này cũng không có bao lâu, Lục Lâm Thiên bắt hai vũ tướng chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi. Mà lúc này vũ tướng tứ trọng và vũ tướng nhất trọng đã bị Lục Lâm Thiên bắt được. Sắc mặt đám người Thiên Nhất Môn còn lại đại biến, vừa rồi bọn họ hầu như còn chưa kịp phản ứng, tốc độ của đối phương quá nhanh, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Vũ tướng nhất trọng đối với thực lực của Lục Lâm Thiên hiện tại đối phó vô cùng dễ dàng. Mà đối với vũ tướng tứ trọng này đối với Lục Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu khó khăn. Thực lực của hắn hiện tại là vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Thực lực bản thân đã sớm hơn tên đại hán vũ tướng tứ trọng này. Huống chi tên vũ tướng tứ trọng này không giống như đám đệ tử thân truyền nổi bật trong Tam Tông Tứ Môn. Đám đệ tử nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền ở Tam Tông Tứ Môn, cả đám đều có thực lực mạnh hơn tu vi vài trọng. Hiện tại bản thân hắn đối phó với những vũ tướng tứ trọng bình thường này đương nhiên không có gì quá khó khăn. Hơn nữa, phù quang lược ảnh phối hợp với tốc độ của thuộc tính phong. Tốc độ này không phải là thứ mà vũ tướng tứ trọng bình thường này có thể đối phó. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư thu nhỏ lại thân thể bay xung quanh bầu trời.
Lục Lâm Thiên dẫn theo hai vũ tướng trực tiếp nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, thanh âm của hắn vang lên. Tiểu Long, Thạch Phượng, đánh chết toàn bộ đám người này, không để một ai còn sống. Nói xong, hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư khẽ vỗ, thân thể lập tức bay lên cao. Yên tâm đi lão đại. Thân thể Tiểu Long trong nháy mắt bành trướng, một cỗ uy áp mạnh mẽ nhanh chóng tỏa ra, đồng thời thân thể to lớn kia trực tiếp đánh về đám người Thiên Nhất Môn. Phì phì. Giống. Nhìn thấy Tiểu Long bắt đầu công kích, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ bắt đầu cùng phóng lên cao, yêu khí quanh thân tỏa ra lập tức khôi phục bản thể to lớn mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tỏa. Phù. Cái miệng đỏ như máu trên thân thể to lớn của Thủy Hỏa Yêu Giao mở ra, đột nhiên có một cỗ hỏa diễm chụp xuống, cái đuôi quét ngang một cái khiến cho những cây đại thụ chung quanh trực tiếp gãy đôi. Huyết Ngọc Yêu Hổ gầm lên một tiếng. Thân thể cũng khôi phục trạng thái khổng lồ. Cái miệng dữ tợn kia há ra, một cỗ hấp lực xuất hiện, ba đệ tử của Thiên Nhất Môn lập tức bị nó nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt có một vũ phách của Thiên Nhất Môn dưới chân trước của Thái Âm Yêu Thỏ đã trở thành một đống thịt nát. Huyết Tích Dịch, Thạch Vượn Yêu Vương trong nháy mắt cũng bành trướng thân thể lao thẳng tới. Bốn đầu yêu thú này lao lên, lập tức âm thanh bạo liệt vang lên trong không gian liên tục. Mặt đất run rẩy. Tiếng thú giống vang lên, đại thụ che trời bị gãy đôi. Toàn bộ không gian hỗn loạn dưới yêu uy của bốn đầu yêu thú này. Lúc này 30 đệ tử của Thiên Nhất Môn đã sợ hãi cùng cực. Dưới yêu uy cường hãn của bốn đầu yêu thú cả đám bắt đầu muốn chạy trốn. Là Huyết Tích Dịch. Đó là, không ngờ lại là Thái Âm Yêu Thỏ ngũ giai hậu kỳ, còn có Huyết Ngọc Yêu Hổ ngũ giai trung kỳ và Thủy Hỏa Yêu Giao. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn lúc này đã triệt để kinh hãi. Vốn bọn họ có chút hoài nghi những yêu thú này không đơn giản, bằng vào nhãn lực và thực lực của bọn họ cũng có thể nhìn ra một chút. Thế nhưng lúc này nhìn thấy đám yêu thú kinh khủng này, trong lòng hai người không nhịn được mà khiếp sợ. Thái Âm Yêu Thỏ ngũ giai hậu kỳ, lại thêm Thạch Vượn Yêu Vương và Thủy Hỏa Yêu Giao, còn có Huyết Ngọc Yêu Hổ, ba đầu yêu thú ngũ giai trung kỳ, còn đầu yêu thú hoàng xà kia cũng tuyệt đối bất phàm, khí tức của nó khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Hai người nhìn nhau, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc, bên người vị trưởng môn này sao lại có nhiều yêu thú như vậy, mà mỗi đầu không phải là yêu thú bình thường. Phanh phanh. Trong không gian, tiếng nổ vang lên chừng 2 phút, 30 đệ tử Thiên Nhất Môn đều bị đánh chết không có một kẻ nào chạy trốn, dưới mấy đầu yêu thú cường hãn này, bằng vào thực lực của bọn họ làm sao có thể là đối thủ. Tất cả mọi chuyện đều không cần Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn xuất thủ, thế nhưng khi nhìn vào đám yêu thú cường hãn này, sắc mặt hai người không khỏi biến hóa. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư trên cao, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Bên người lúc này đã có thêm hai bộ cương khô. Âm Dương Linh Vũ Quyết này Lục Lâm Thiên cũng không muốn Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn biết cho nên mới để Thiên Sĩ Tuyết Sư bay lên cao rồi hắn mới thôn vệ hai vũ tướng này. Thôn vệ chân khí trong người hai vũ tướng, Lục Lâm Thiên chỉ cần luyện hóa một chút là có thể đột phá tới vũ tướng tứ trọng. Thế nhưng gần đây hắn cũng không có thời gian đột phá cho nên phải dừng lại. Trong mấy ngày này, mục tiêu của hắn là giải quyết những dòng binh đoàn lớn, thời gian rất gấp gáp, diện tích của Sơn Mạch Vũ Đô lại không hề nhỏ, trong vòng mấy ngày mà muốn tìm được những dòng binh đoàn này cũng rất khó cho nên hắn mới bảo Thạch Vượn Yêu Vương phân phó 200 đầu yêu thú phi hành cùng nhau tìm kiếm. Phù! Khi Lục Lâm Thiên hạ xuống phía dưới thì phương viên trong vòng mấy nghìn thước đã thành một đống hỗn độn. Số lượng thi thể không còn nhiều lắm, hơn phân nửa đám người Thiên Nhất Môn có lẽ đã bị yêu thú nuốt chửng. Chủ nhân, Thái Âm Yêu Thỏ thu nhỏ lại thân thể, trên chân trước của nó lúc này mang theo 30 túi chữ vật đưa tới cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên tiếp nhận 30 túi chữ vật này rồi nói với hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn đang kinh ngạc. Hai vị đường chủ, chúng ta đi thôi. Vâng, trưởng môn. Hai người đáp. Lúc này vô hình chung đã có một chút tôn kính với Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Chúng thú đều thu nhỏ thân thể, thân ảnh hóa thành lưu quang đáp xuống lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Vừa rồi xuất thủ đối với chúng thú mà nói quả thực là dùng đao mổ trâu giết gà, căn bản không phí một chút sức lực nào. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn đánh yêu thú này, trong mắt không khỏi hiện lên sự khác thường. Trưởng môn. Lẽ nào chúng ta tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô là để đối phó với những dòng binh đoàn khác sao? Âu Dương Lãnh Tật hỏi, ánh mắt đã thu hồi sự kinh ngạc, khôi phục lại vẻ âm lệ vốn có của nó.
không phải tất cả mà chỉ những dòng binh đoàn lớn một chút thôi. Lục Lâm Thiên nói, đối phó với tất cả các dòng binh đoàn, thứ nhất cũng không cần phải làm vậy, thứ hai có Thạch Vượn Yêu Vương phân phó hơn 1.000 yêu thú đang điên cuồng truy sát dòng binh đoàn cũng không cần hắn ra tay. Mà mặt khác, Lục Lâm Thiên đoán có lẽ người do quỷ tiên tử Bạch Oánh trong Phi Linh Môn đã đi tới biên giới sát sơn mạch Vũ Đô. Chỉ cần là có người đi ra, không cần biết dòng binh đoàn đó là người của sơn môn nào sẽ trực tiếp đánh chết. Nói chung trong vòng 10 ngày này phải đem toàn bộ sơn mạch Vũ Đô khống chế xong. Do đó mới có thể khống chế dược liệu, việc này có quan hệ với kế hoạch sau này của hắn cho nên không thể sai lầm. Tiếp tục tìm kiếm dòng binh đoàn, Lục Lâm Thiên bớt chút thời gian luyện hóa chân khí vừa mới thôn phệ được. Thôn phệ vũ tướng tứ trọng và vũ tướng nhất trọng cũng đã là cực hạn của hắn. Khoanh chân ngồi xuống luyện hóa, âm dương linh vũ quyết vận chuyển, một tia năng lượng bằng chân khí đang chậm rãi tiến vào trong đan điền. Cạc cạc. Một canh giờ sau, xa trong không trung một tiếng thú kêu truyền tới. Lúc này có vô số yêu thú phi hành xoay quanh trên không trung. Lục Lâm Thiên dừng luyện hóa, hai mắt mở ra. Chủ nhân, phía trước không xa phát hiện một dòng binh đoàn lớn, chừng hơn 100 người. Thạch Vượn Yêu Vương nói với Lục Lâm Thiên. Để yêu thú phi hành dẫn đường, chúng ta đi theo phía sau. Lục Lâm Thiên nói, dòng binh đoàn hơn 100 người, có lẽ là dòng binh đoàn nhị lưu. Nửa canh giờ sau, trong một cái khe sâu, đám người Lục Lâm Thiên và chúng thú từ trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhảy xuống, hơn 100 người trong khe sâu lập tức nhìn vào đám người Lục Lâm Thiên. Dòng binh đoàn trước mặt bọn họ là một dòng binh đoàn nhị lưu, dẫn đầu chỉ là 4 vũ phách mà thôi, còn 2 linh sư, 1 linh sư bát trọng, 1 linh sư cửu trọng, quả thực có thể nói dòng binh đoàn này cũng không tồi. Hơn 100 người của dòng binh đoàn này dường như cảm nhận được 3 người trước mặt vô cùng quỷ dị. Yêu thú phi hành tỏa kỵ cũng là tứ giai, sắc mặt cả đám người đại biến, vũ phách nhất trọng có lẽ là thủ lĩnh tiến lên hỏi. Chư vị, không biết chư vị có gì chỉ giao? Chúng ta là người của thuyết huyết dòng binh đoàn. Ta là ai cũng không có quan hệ với ngươi, đem túi chữ vật giao ra đây ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, không muốn làm lão bà, hài tử, còn có thân nhân phụ mẫu các ngươi thương tâm. Nếu như không giao vậy thì chỉ có thể chết mà thôi. Tới lúc đó đừng bảo ta không cho các ngươi cơ hội. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào đám người rồi nói. Các hạ, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta cũng không phải là người dễ chọc. Một vũ phách tam trọng liền tiến lên, bằng vào thực lực của hắn làm sao có thể biết được thực lực của 3 người Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn và Lục Lâm Thiên. Chuyện chặn đường cướp bóc bọn họ cũng đã trải qua, cũng bị người ta chặn đường đánh cướp qua. Lúc này trong lòng bọn họ nghĩ, dù sao bên mình cũng có hơn 100 người, dù sao cũng có lực liều mạng. Muốn chết? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, thanh âm vừa dứt, năm đạo chảo ấn khiến cho không gian gợn sóng mang theo tiếng xé gió nhanh như thiểm điện bắn về phía vũ phách tam trọng. Thật nhanh! Vũ phách tam trọng kia còn chưa kịp phản ứng, lời còn chưa dứt thì trong nháy mắt LIG ngực xuất hiện 5 lỗ máu, máu tươi bắn ra, đồng tử co rút lại, không cam lòng mà ngã xuống mặt đất. Phì! Không cần lão đại phân phó, thân thể tiểu long hóa thành một đạo quang mang nhanh như thiểm điện nhảy ra, đồng thời khi thân ảnh xuất hiện thì đã cắt vào cổ một vũ sư cửu trọng. Lam quang trên người thái âm yêu thỏ chợt lóe, tốc độ vô cùng nhanh chóng, chân trước mang theo lợi chảo trong nháy mắt xuyên thủng ngực một vũ phách, lợi chảo đi qua mang theo nội tạng bị nghiền nát. Vũ giả vũ phách này một chiêu cũng không thể chống lại thái âm yêu thỏ. Cũng trong lúc đó, huyết ngọc yêu hổ, thủy hỏa yêu dao, huyết tích dịch, Thạch Vượn Yêu Vương cũng đồng thời đánh về phía trước. Đám yêu thú phi hành nhị giai, tam giai vừa mới dẫn đường trên bầu trời lập tức cũng gia nhập vòng chiến. Giống giống, siêu siêu, siêu siêu. Từng tiếng thú minh vang lên, đồng thời yêu uy cũng nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết của đám người dòng binh đoàn kia lập tức vang lên. Sắc mặt Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn hơi chút biến hóa, đang muốn xuất thủ thì thanh âm của Lục Lâm Thiên đã truyền tới. Hai vị đường chủ không cần xuất thủ. Lục Lâm Thiên chắp tay đứng đó, 100 người này, có tiểu long mang theo một đám yêu thú có thể dễ dàng diệt sát. Sắc mặt hai người khẽ biến, không nói gì. Bây giờ hai người cũng cảm giác được tác phong hành sự của vị trưởng môn này, khí tức sát phạt tràn ngập khiến cho ngay cả bọn họ cũng phải biến sắc. Vị trưởng môn thoạt nhìn lúc nào cũng mỉm cười này tác phong hành sự vô cùng quyết đoán. Siêu! Liếc nhìn toàn cảnh.
ánh mắt Lục Lâm Thiên trong nháy mắt trầm xuống, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thạch Phượng, lưu lại cho hắn một mạng. Cách đó 1000 thước, sắc mặt tên linh sư cửu trọng xám như cho tàn, dưới một chưởng đánh xuống của đầu Thạch Phượng khổng lồ này, một linh sư cửu trọng như hắn căn bản không thể chống lại. Vâng, chủ nhân. Bỗng nhiên, Thạch Phượng thu hồi chưởng ấn, thân thể to lớn lập tức đánh về phía một vũ sư tam trọng cách đó không xa, trong nháy mắt thân thể vũ sư tam trọng này thành một đống thịt nát. Linh sư cửu trọng, ta cho ngươi 2 con đường, thứ nhất đi theo ta, thứ hai lập tức chết. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Lục Lâm Thiên nhìn linh sư cửu trọng trước mặt rồi nói. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Thân là linh giả, linh sư cửu trọng, cả đám đều là người tâm khí cao ngạo, thế nhưng lúc này sau khi trải qua cảm giác tử vong, nghe thấy lời Lục Lâm Thiên nói giống như tìm được cọng rơm cứu mạng vậy, dù sao đi nữa không có một kẻ nào muốn chết cả. Ánh mắt thoáng nhìn qua hắn một chút, thân ảnh Lục Lâm Thiên lần thứ hai biến mất tại chỗ. Dưới sự tấn công của thủy hỏa yêu giao, linh sư bát trọng kia lúc này sắc mặt trắng bệch, trong miệng thủy hỏa yêu giao đã bắn ra hỏa diễm ngập trời, trong nháy mắt bao vây lấy hắn. Yêu giao, lưu cho hắn một mạng. Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, thân thể to lớn của thủy hỏa yêu giao nhanh chóng lui ra, hỏa diễm đột nhiên tiêu tán khiến cho toàn thân linh sư bát trọng kia run lẩy bẩy. Ta cho ngươi 2 con đường lựa chọn, một là theo ta, hai là lập tức chết đi, ngươi tự mình chọn đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt linh sư bát trọng này rồi nói. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, tên linh sư bát trọng lập tức đưa ra sự lựa chọn của mình. Hai vị được chủ, hai người này giao cho các ngươi. Sau này các ngươi giao cho linh đương đi, xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội các ngươi. Một lát sau, Lục Lâm Thiên mang theo một linh sư bát trọng và một linh siêu cửu trong đi tới trước mặt Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn rồi nói. Hai người này đầu hàng đồng ý gia nhập, đương nhiên hắn vô cùng hoan nghênh, số lượng linh giả trong phi linh môn khá ít, hai người này đương nhiên chỉ có thể giao cho linh đường. Mà đối với hai linh sư này, vốn Lục Lâm Thiên ban đầu định thôn phệ, thế nhưng hiện tại thực lực của hắn là linh tướng nhị trọng, thôn phệ linh sư. Thì tác dụng cũng không lớn, nếu như giữ lại hai người này cho bọn chúng gia nhập phi linh môn, đến lúc đó tác dụng có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Vừa rồi nếu như hai người này không đồng ý, tới lúc đó hắn thôn phệ cũng không muộn. Vâng, trưởng môn. Lục Lâm Thiên này Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn lập tức đáp. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, lúc này giết chóc đã kết thúc, thậm chí còn không được tính là một hồi đại chiến, chỉ có thể được coi là tàn sát. Song binh đoàn hơn 100 người cũng không phải là đối thủ của mấy đầu yêu thú này. Thái Âm yêu thỏ lại thu thập hơn 10 túi chữ vật giao cho Lục Lâm Thiên. Hơn 100 dòng binh đoàn này cũng không phải ai cũng có được túi trữ vật bên người. Hai linh sư kia nhìn vào toàn bộ đoàn đội bị đánh chết cũng không đứng ra ngăn cản, trong lòng hai người hiện tại đang không ngừng suy đoán xem thanh niên áo xanh này rốt cuộc là người phương nào, không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy bên người. Chúng ta đi thôi. Sau khi thu thập mọi thứ, Lục Lâm Thiên nói với mọi người rồi lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục tranh thủ luyện hóa đám chân khí thôn phệ được lúc trước. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, có Thạch Vượn yêu vương chỉ huy đám yêu thú phi hành tìm kiếm, 3 canh giờ sau, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục thu được tin tức của một dòng binh đoàn nhị lưu. Mà đối tượng Lục Lâm Thiên nhắm vào lần này cũng là dòng binh đoàn trong khu vực nguy hiểm. Ngoài khu vực nguy hiểm trên cơ bản đều là những dòng binh đoàn thực lực yếu mới ở đó. Những dòng binh đoàn thực lực mạnh đều đi vào trong khu vực nguy hiểm. Dù sao ở đây dược liệu cũng có không ít, thậm chí còn bắt được một ít yêu thú đi bán. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống một đỉnh núi, trước người hắn cũng xuất hiện hơn 100 dòng binh đang tụ tập đại phụ cận. Thực lực của đầu lĩnh dòng binh đoàn này là Vũ Phách Lục Trọng, trong dòng binh đoàn này cũng có một linh sư cửu trọng. Chỉ nói chuyện ngắn ngủi vài câu, tàn sát lại lập tức bắt đầu. Khi đám yêu thú kia bành trướng cơ thể lúc này đám người dòng binh đoàn kia lập tức sợ hãi, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Sát biên giới Sơn Mạch Vũ Đô, lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. 2 ngày trước, người của Phi Linh Môn đột nhiên xuất hiện phong tỏa đại bộ phận cửa rời khỏi Sơn Mạch Vũ Đô, cũng không cho tiến vào, hành động này của Phi Linh Môn đã khiến cho đám dòng binh không ngừng chỉ trích. Sao lại có thể như vậy, Sơn Mạch Vũ Đô này không thuộc quyền sở hữu của riêng ai, Phi Linh Môn các ngươi quá đáng.
trong cửa xuất nhập sơn mạch Vũ Đô, mấy trăm dòng binh đoàn tụ tập lại một chỗ. Phi Linh Môn đừng quá đáng, chúng ta trước giờ đều tự do tiến vào sơn mạch Vũ Đô. Nhanh để chúng ta đi vào, Phi Linh Môn các ngươi lẽ nào muốn là địch của tất cả dòng binh đoàn chúng ta sao? Không ít dòng binh đoàn lớn tiếng nói, thế nhưng chỗ đi vào đã bị phong tỏa, có mấy trưởng lão, hộ pháp của Phi Linh Môn đã tự mình tọa trấn ở đây. Nói lại lần nữa xem, sau này sơn mạch Vũ Đô chính là địa bàn của Phi Linh Môn chúng ta. Các ngươi muốn đi vào thì được, nhưng yên tĩnh một chút cho ta. Chờ trưởng môn chúng ta sắp xếp, bằng không, kẻ nào tự tiện tiến vào giết không tha. Ở lối vào, Hồ Nam Sinh hét lớn một tiếng. Phi Linh Môn các ngươi đừng có quá đáng. Siêu siêu. Một dòng binh còn chưa nói xong, trong nháy mắt có một đạo kiếm quang trực tiếp cắt qua ngực hắn. Thân thể hắn ngã xuống mắt đất, người ra tay chính là Lưu Á Lôi, hộ pháp của Phi Linh Môn. 3 năm trước hắn vốn là vũ phách thất trọng, lúc này đã đột phá vũ tướng nhất trọng. Nếu như ai còn dám nhiều lời, trực tiếp giết không tha. Ánh mắt Lưu Á Lôi lạnh lùng, một cỗ hàn ý khuếch tán. Nhân số của đám dòng binh này tuy rằng nhiều, nhưng chỉ một ít người có chút thực lực mà thôi. Đại bộ phận dòng binh cũng không có thực lực mạnh mẽ. Mạnh nhất chỉ tới vũ tướng. Tuy nhiên nếu như đạt tới vũ tướng tùy tiện gia nhập một sơn môn nào đó cũng được phong làm hộ pháp, trưởng lão. Vì vậy những dòng binh có tu vi vũ tướng cực nhỏ, đều là nằm trong một ít dòng binh đoàn lớn. Dòng binh đoàn như vậy, nhân số thường vào khoảng 4 tới 500, so với một môn phái nhỏ cũng không kém là bao. Trực tiếp đánh chết một dòng binh khiến cho đám dòng binh còn lại lập tức yên tĩnh. Thế nhưng cả đám vô cùng tức giận. Đám dòng binh này đều kiếm ăn ở trong sơn mạch Vũ Đô, bây giờ Phi Linh Môn phong tỏa sơn mạch Vũ Đô khiến cho bọn họ vô cùng tức tối. Nhìn thấy Phi Linh Môn dám xuất thủ thật, đám dòng binh này cũng không dám nhiều lời, cũng không có tản đi, mà nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Ngày thứ tư trong sơn mạch Vũ Đô, trong một khe sâu lúc này có một đám yêu thú đang chờ ở trước lối vào. Trong khe sâu có một đạo thân ảnh màu xanh đang khoanh chân ngồi đó. Quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang cháo, khí tức không ngừng kéo lên. Vũ đan trong đan điền Lục Lâm Thiên hiện tại đang không ngừng xoay tròn, chân khí trong đan điền đã đạt tới trạng thái no đủ. Mà lúc này đám năng lượng bị thôn phệ vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên đang liên tục bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, cuối cùng hóa thành chân khí tinh thuần từ trong kinh mạch mạnh mẽ tiến vào trong đan điền. Khí tức trên người Lục Lâm Thiên kéo lên không ngừng, nửa canh giờ sau dường như đã gặp phải bình cảnh, rốt cuộc bắt đầu yếu bớt. Mà vòng xoáy quanh người Lục Lâm Thiên lúc này ngày càng đậm đặc. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên, chân khí được luyện hóa xuyên qua kinh mạch, chạy trong kinh mạch đủ một vòng rồi tiến vào trong đan điền. Lúc này toàn thân chân khí ngập tràn, bên người cơ thể Lục Lâm Thiên, chân khí tiết ra ngoài, từ lỗ chân lông tràn ra, khiến cho bên ngoài cơ thể Lục Lâm Thiên tản ra quang mang. Chân khí tiết ra ngoài ngày càng dày đặc, quang mang quanh thân càng ngày càng thịnh. Toàn bộ thân thể hắn đã được bao phủ bởi một tầng quang cháo màu vàng to chừng mấy chục thước. Mà ở trong cảm giác kỳ diệu này, Lục Lâm Thiên thậm chí còn không có thể cảm giác rõ ràng được, kinh mạch, xương cốt, cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều có cảm giác vô cùng sảng khoái, thân thể của hắn lại được ôn dưỡng. Tu vi không giống bình thường, độ cường hãn của cơ thể cũng không giống bình thường, chính là bởi vì mỗi một lần đột phá đều thu được chỗ tốt rất lớn, chỗ tốt này chính là có thể trực tiếp rèn giũa thân thể. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên, cỗ chân khí được thôn phệ kia vẫn đang liên tục bị luyện hóa, chân khí trong kinh mạch ngày càng đầy đủ, hầu như là tới trạng thái bành trướng, chân khí không ngừng tiến vào vũ đan, khiến cho thân thể Lục Lâm Thiên khẽ run rẩy. Không biết từ khi nào, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên biến hóa, chân khí hùng hậu trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng giống như một vòng xoáy màu vàng, trong nháy mắt hút vào trong cơ thể, chân khí vẫn không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch. Siêu siêu. Khí tức Lục Lâm Thiên đột nhiên kéo lên, hầu như là cùng lúc đó, một tiếng trầm muộn vang lên, khí tức đột phá bình cảnh rồi không ngừng kéo lên. Trên một tảng đá, hai đạo thân ảnh nhìn vào trong khe sâu, chính là Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn. Hóa ra tu vi của trưởng môn chỉ là vũ tướng tam trọng, hiện tại cũng chỉ mới đột phá vũ tướng tứ trọng mà thôi. Khí tức âm lệ quanh người Tương Viễn có chút run run, bây giờ hắn mới biết được vị trưởng môn này chỉ có tu vi vũ tướng tam trọng. Vừa mới đột phá vũ tướng tứ trọng. Thực lực và tu vi không giống nhau, trưởng môn này không đơn giản. Âu Dương Lãnh Tật lạnh nhạt nói, khí tức quanh người vô cùng lạnh lẽo. Một lát sau,
quang mang quanh thân thể Lục Lâm Thiên đều được thu vào cơ thể, hai mắt hắn mở ra trong mắt bắn ra tinh quang, chân khí trong cơ thể lúc này vô cùng dồi dào. Vũ tướng tứ trọng, cảm nhận chân khí trong cơ thể mình, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Tâm thần tỏa ra, vũ đan ngũ sắc trong đan điền ngày càng ngưng thực. Sau khi đột phá, thể tích đan điền so với khi trước là vũ tướng tam trọng hầu như lớn hơn gấp đôi. Chân khí trong đan điền không ngừng vận chuyển. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được huyết lục trong đan điền đang không ngừng hấp thu chân khí trong đó. Huyết lục dường như đang chậm rãi trở nên hòa hợp với hắn, giống như là hòa thành một bộ phận cơ thể của hắn vậy. Đột phá vũ tướng tứ trọng, Lục Lâm Thiên không khỏi thở dài một hơi. Vốn là vũ tướng tam trọng đỉnh phong, đột phá chỉ là chuyện tình nước chảy thành sông mà thôi. Mà theo đột phá, chân khí thôn vệ đã tiêu hao hơn phân nửa, còn non nửa chưa kịp luyện hóa. Kế tiếp hắn lại có thể tiếp tục thôn vệ, hiện tại cũng không có thời gian luyện hóa, chờ sau này luyện hóa cũng không muộn. Trong hai ngày này, Lục Lâm Thiên đều nhân cơ hội mà tu luyện. Vừa tìm kiếm các dòng binh đoàn vừa tu luyện, tu rằng có chút gián đoạn thế nhưng vẫn đột phá được. Dù sao trực tiếp luyện hóa chân khí, loại tốc độ tăng trưởng chân khí này đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Phù! Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, hai tròng mắt đen kịt lúc này lại càng thêm thâm thúy, khiến cho người nhìn vào cảm giác như đang nhìn một ngôi sao trên bầu trời. Cảm nhận chân khí trong cơ thể lúc này, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, thực lực của hắn hiện tại có lẽ cũng đã tăng không ít. Dựa vào bản thể và thực lực bình thường hắn cũng có thể đánh lại vũ tướng lục trọng. Nếu như thi triển một chút thủ đoạn có lẽ sẽ khác. Tiến vào sơn mạch Vũ Đô đã 4 ngày, 2 ngày đầu Lục Lâm Thiên chỉ xuất thủ với 2 dòng binh đoàn, 2 ngày tiếp theo Lục Lâm Thiên đã giết hơn 11 dòng binh đoàn, số người bị giết lên tới hơn 1000, đều là do đám yêu thú đánh chết. Trong hơn 1000 người này cũng có không ít túi trữ vật cho nên thu hoạch không tệ, ngoài dược liệu ra thì những vật có giá trị bên trong cũng vô cùng kinh người. Về phần đánh chết hơn 1000 người, trong lòng Lục Lâm Thiên tuy rằng không nỡ thế nhưng hắn hiểu rõ, nam nhi là phải như vậy. Nếu như không quyết đoán, hành sự tàn nhẫn khi cần, lòng dạ đàn bà thì người chết sẽ là hắn. Những dòng binh đoàn này tuy rằng vô tội, thế nhưng nếu như đã lựa chọn làm dòng binh cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, vì vậy có chết cũng là chuyện bình thường. Nếu như hắn muốn phát triển phi linh môn vậy thì tuyệt đối không thể mềm lòng, từ xưa tới nay, thiên thu bá nghiệp đều phải giết người. Nhân nghĩa, đạo đức chỉ là lời nói suông mà thôi. Rát! Trong bầu trời, vô số yêu thú phi hành kêu lên. Giống! Thạch Vượn Yêu Vương ngẩng đầu kêu lên, dường như đang phân phó với mấy đầu yêu thú phi hành. Chủ nhân, phía trước lại xuất hiện hai dòng binh đoàn lớn hình như đang tranh chấp, tổng cộng có 400 người. Thạch Vượn Yêu Vương bẩm báo với Lục Lâm Thiên. Xuất phát! Lục Lâm Thiên nói. Cánh thiên sĩ tuyết sư dựng lên. Mọi người nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Lúc này đã có hơn 5 người, trong thời gian 2 ngày vừa rồi, vốn chỉ có một linh sư cửu trọng và bát trọng Lục Lâm Thiên lại nhận thêm một linh sư cửu trọng, một thất trọng và một linh phách khác. Năm linh giả này dọc đường đi cũng không dám có chút cao ngạo nào. Cũng không dám chạy trốn, trước tiên không nói mấy đầu yêu thú kinh khủng kia, hai người có khí thức âm lệ bên cạnh họ đã cảnh cáo bọn họ, nếu như chạy trốn thì sẽ biến hy vọng cầu sinh đó thành bọt nước. Bằng vào thực lực của bọn họ tự biết không thể chống lại đám yêu thú và hai người này. Trên một bờ sông, chu vi chung quanh có không ít cây cối, lúc này trong bầu trời không biết từ khi nào đã có mấy đầu yêu thú phi hành xoay quanh. Mà lúc này, bên cạnh bờ sông có mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện, từ y phục trên người và đội hình có thể thấy mấy trăm người này dường như đến từ hai cỗ thế lực khác nhau. Từ khí thế hiện tại cũng có thể cảm giác được không khí dương cung bạt kiếm giữa hai bên. Trong hai đoàn người, một bên có 356 người, trang phục vừa nhìn đã biết là dòng binh đoàn. Bên còn lại đều mặc trường sam, trường bào, còn có mấy nữ tử, nhân số cực ít, chỉ có 60 mấy người. Thế nhưng 60 người này lại đang đem 356 người kia vây vào giữa. Bị mấy trăm người vây quanh, sắc mặt mấy tên đại hán đứng đầu vô cùng ngưng trọng, cả đám móc binh khí của bản thân ra, ánh mắt nhìn về bốn phía. Các hạ rốt cuộc là ai? Trong dòng binh đoàn, một người trung niên chừng hơn 40 tuổi bước lên nhìn hơn 60 người này hỏi, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà từ khí tức trên người hắn không ngờ đã tới vũ tướng lục trọng, quả thực không tồi. Đừng hỏi chúng ta là ai, đem toàn bộ dược liệu trên người các ngươi giao ra đây, chúng ta sẽ thu mua,
bằng không các ngươi cũng chỉ có thể chết mà thôi. Trong đám người kia lúc này có một lão giả chừng 50 tuổi chậm rãi nói. Khí tức của lão giả này hoàn toàn áp chế vũ tướng lục trọng kia, khí tức của lão giả đã tới vũ tướng bát trọng. Các hạ, thu mua cũng được, thế nhưng các ngươi lại ra giá so với phi linh môn bên ngoài không bằng 1/3. Đám người chúng ta cũng phải sống, còn gia đình, không thể bán cho các ngươi với cái giá đó được. Cơ mặt đại hán đứng đầu dòng binh đoàn kia co quắp vài cái rồi nói. Hơn 300 người bọn họ khổ cực trong sơn mạch vụ đô mấy tháng, cũng vì muốn kiếm một vố lớn. Thế nhưng lại bị đám người này chặn đường mua dược liệu. Thực lực chỉnh thể của đối phương vô cùng mạnh, bọn họ căn bản không thể chống lại. Nếu như giao ra dược liệu thì thiệt thòi lớn. Hơn 300 người mấy tháng cực khổ thu thập, giá trị đám dược liệu cũng hơn 1.000 vạn kim tệ thế mà số tiền thu được lại thiếu tới 600-700 vạn, đây chính là con số vô cùng khổng lồ nha. Hừ, bằng vào các ngươi sao? Nếu như không giao ra vậy thì chỉ có chết. Trong 60 người kia lúc này lại có thêm một đại hán chừng hơn 40 tuổi hừ lạnh một tiếng, chân khí quanh người bùng ra, thực lực không ngờ cũng tới vũ tướng thất trọng. Nhân số đám người này tuy rằng cực ít, đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn dòng binh đoàn hơn 300 người, dường như bọn họ căn bản không để đám người dòng binh đoàn này vào trong mắt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đừng có quá đáng, nếu như chúng ta hợp lại các ngươi cũng phải tổn thất thảm trọng. Chúng ta cũng không phải là người dễ chọc. Đại hán đầu lĩnh vũ tướng lục trọng của dòng binh đoàn lạnh nhạt nói. Lúc này ánh mắt đám dòng binh cũng trở nên lạnh lùng. Đám người lăn lộn trong sơn mạch vụ đô cũng không phải là người dễ chọc. Cả đám đều kiếm sống trên lưỡi đao, sát khí được ma luyện ra cũng vô cùng sắc bén, cho dù chết cũng phải liều mạng. Hà tất phải như vậy, thế này đi, giá ta sẽ tăng lên cho ngươi thành nửa thành, giao ra túi trữ vật ta sẽ không động thủ với các ngươi, bằng không ngươi cũng biết hậu quả đấy. Lão giả vũ tướng bát trọng kia nói với đầu linh dòng binh đoàn. Lúc này hắn cũng cảm giác được khí tức của đám dòng binh, nếu như mạnh mẽ lao vào bọn họ đương nhiên không sợ, thế nhưng người của hắn có lẽ sẽ thương vong khá lớn. Đó mới chỉ là nửa giá của phi linh môn mà thôi, nếu như các ngươi có thể tăng giá bằng 90% của phi linh môn chúng ta cũng không làm khó ngươi nữa, cái giá hiện tại chúng ta không tiếp nhận được. Đại hán đầu lĩnh của dòng binh đoàn ngẩng đầu nói, con số chênh lệch quá lớn. Hắn phải liều mạng một chút. Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, muốn chết. Lão giả vũ tướng bát trọng kia rốt cuộc đã không nhịn được nữa, hừ lạnh một tiếng. Chân khí màu lam vô cùng âm trầm từ trong cơ thể bạo phát ra, ánh mắt dữ tợn nhìn vũ tướng lục trọng của dòng binh đoàn đông người, tay trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn, một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức tuôn ra. Các huynh đệ, liều mạng. Trường kiếm trên tay vũ tướng lục trọng kia run lên. Sắc mặt ngưng trọng. Bây giờ hắn chỉ có thể liều mạng, chân khí hoàng sắc từ trong cơ thể tuôn ra. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình tạo thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đánh về phía vũ tướng bát trọng kia, quả thực tu vi vũ tướng lục trọng của hắn cũng không thấp. Liều mạng. Đám dòng binh phía sau đầu lĩnh dòng binh đoàn này cũng đồng thanh hét lên một tiếng, chân khí từ trong cơ thể tràn ra. Tuy rằng đại bộ phận thực lực của bọn họ cũng không quá mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này tụ tập cùng một cỗ cũng tạo thành thanh thế không nhỏ. Hắc hắc, muốn liều mạng sao? Hơn 60 người kia lúc này có một vũ tướng nhất trọng quát lên một tiếng, nói với đám người chung quanh. Các đệ tử, động thủ, giết hết không tha. Tiếng quát vang lên, đám người đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám dòng binh đều phóng lên, tay cầm binh khí nhảy về phía đám dòng binh đang xung phong liều chết. Mà lúc này, vũ tướng thất trọng kia đang dẫn đầu lao thẳng tới. Thủ ấn trong tay được kết, một đạo trưởng ấn hung hăng bổ ra, một đạo quang mang mấy chục thước này khiến cho mấy vũ sư dẫn đầu trong dòng binh đoàn đông người trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước, miệng phun máu bất tỉnh nhân sự. Giết! Thấy mấy người trong đội bị giết, máu tươi phun ra cũng không làm cho đám dòng binh sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đám dòng binh lăn lộn trong sơn mạch vụ đô đều hiểu rõ, nếu như gặp phải tình huống này, nhu nhược sẽ bị người khác giết mà thôi. Đám người trong đội ngũ 60 người kia bắn ra, nhanh chóng bao quanh đám người dòng binh đoàn, binh khí nắm chặt, trực tiếp giết vào trong đoàn người. Tuy rằng nhân số ít hơn rất nhiều, thế nhưng khí thế cũng mạnh hơn không ít. Thực lực chỉnh thể cũng cao hơn, trong 60 người này có hơn 10 người đều là vũ phách từ ngũ trọng tới lục trọng. Thực lực thấp nhất cũng đã là vũ sư bát trọng. Mà trong đám dòng binh đoàn kia, đội ngũ hơn 300 người, vũ sư nhất nhị trọng chiếm đa số.
cũng không ít người vẫn còn là vũ sĩ bát trọng. Hai đoàn người lao vào nhau, chân khí sắc bén tức thì bạo phát. Song phương giết đến đã ghiền. Tuy nói đám người dòng binh thực lực yếu hơn thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh hơn không ít, phối hợp cực kỳ ăn ý.